Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 50. Phương Thế Phong là cháu nội của Phương Hạo Thiên lão đại Kiêu Long trước đây, hiện giờ là trưởng lão của Kiêu Long. Long Bác không chỉ là đồ đệ của Phương Hạo Thiên có ân cứu mạng, hơn nữa ông ta có địa vị hiện giờ đều do Phương Hạo Thiên đề bạt. Cho nên có thể nói Phương Thế Phong là thái tử gia ở Kiêu Long, cho dù là Long Bác cũng không thể quá gắt với Phương Thế Phong. Mạc Phàm dám nói thái tử gia Kiêu Long có bệnh, đây không phải là động thể trên đầu thái tuế thì là gì? Ánh mắt một đám binh lính nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Long Bác và Hoa Diệp cũng nhíu mày, có khả năng những lời này của Mạc Phàm sẽ tạo ra phiền phức lớn rồi. Nhưng Phương Thế Phong và bên Mạc Phàm bọn họ đều không dễ chọc, nhất là Mạc Phàm. Phương Thế Phong cũng không tức giận, trái lại hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười anh tuấn. Ở trong Kiêu Long, thật sự không có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy, ngay cả Long Bác cũng phải nhún nhường với anh ta. Tiểu tử, nửa tháng trước tôi mới gặp Tần Sư Tỷ, chị ấy còn kiểm tra cơ thể giúp tôi, không có gì khác thường, cậu nhìn ra tôi có bệnh gì. Phương Thế Phong cười nói. Quả thật anh ta tìm Tần Sư Tỷ khám bệnh, nhưng Tần Sư Tỷ không phát hiện ra bệnh gì, anh ta muốn xem tiểu tử này có bản lĩnh gì. Anh không cảm thấy ban đêm sau lưng phát lạnh. Càng đến đêm khuya khí lạnh càng thịnh, qua giờ tí sẽ bắt đầu yếu dần à. Ngoại trừ cơ thể phát lạnh ra, anh thường xuyên nhớ tới một số ký ức không thuộc về anh, bên tai cũng sẽ có người xì xào bàn tán, việc này càng ngày càng thường xuyên, nhất là vào giờ tí. Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Phương Thế Phong lắc đầu thất vọng, không nhìn Mạc Phàm nữa. Anh ta còn tưởng Mạc Phàm sẽ nhìn ra cái gì, không ngờ là những chuyện này, ha ha. Lão đại, đây là bác sĩ các ông tìm tới à, tôi thấy không giỏi lắm đâu, Nga cả bạn sinh hồn cũng không biết. Phương Thế Phong nói với Long Bác. Long Bác nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Tiểu Phàm, Thế Phong là vì bạn sinh hồn, mới có tình trạng như vậy. Mạc Phàm cười khẽ, cũng không quan tâm xưng hô và nghi ngờ của Long Bác. Sao hắn có thể không biết bạn sinh hồn, khi một số người mới sinh ra sẽ có một số quỷ hồn. Tinh linh sẽ cộng sinh, mấy thứ này là bạn sinh hồn. Có khả năng những quỷ hồn, tinh linh là nô bộc đời trước của người này, muốn bảo vệ người này, cũng có thể là một số thứ không liên quan. Cái trước phù hộ ký chủ bình an một đời, nếu có thể trở thành tu sĩ thì thực lực sẽ mạnh hơn người bình thường. Cái sau là sinh tồn, một phần sẽ đạt thành hiệp nghị bình an vô sự với ký chủ, nhưng phần lớn sinh ra sẽ gặp tai họa nhiều bệnh. Không biết kiếp trước Phương Thế Phong này là ai? Vậy mà trên người có 5 bạn sinh hồn. Trong đó hẳn là 4 người bảo vệ Phương Thế Phong, nhưng còn có một bạn sinh hồn không dễ phát hiện thì không đơn giản như vậy. Bạn sinh hồn thứ 5 này luôn hấp thu lực lượng của 4 bạn sinh hồn khác. Chính vì bạn sinh hồn giảo hoạt này, Phương Thế Phong mới xuất hiện tình trạng phát lạnh và mơ nhiều. Giống như môi hở răng lạnh, anh từng gặp bạn sinh hồn thủ hộ sẽ vụng trộm hấp thu dương khí của anh trong đêm khuya chưa? Làm những chuyện này là bạn sinh hồn thứ 5 ẩn nấp của anh đó. Mạc Phàm cười nói. Bạn sinh hồn thứ 5. Phương Thế Phong hơi híp mắt, tươi cười trên mặt biến mất. Cơ thể phát lạnh là chuyện mới phát hiện gần đây, nhưng 4 bạn sinh hồn trên người anh ta đã bảo vệ anh ta ngay từ đầu, từ nhỏ anh ta chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Anh ta tưởng rằng 4 bạn sinh hồn quá mạnh nên như vậy, nhưng có khả năng không đơn giản như thế. Chỉ trong phút chốc anh ta hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại bị khinh thường che đậy. Tiểu tử, cơ thể của tôi hiểu rõ nhất, vì sao tôi phải tin cậu? Y thuật của sư tỷ anh ta đứng đầu thiên hạ, cũng không phát hiện ra bạn sinh hồn mà Mạc Phàm nói, tiểu tử này có thể nhìn ra, đùa gì vậy? Mạc Phàm lắc đầu, trở thành y tiên 500 năm, hắn nghe được nhiều nhất là những lời này, cơ thể của tôi hiểu rõ nhất. Thật sự như vậy sao? Nếu là thật. Có người còn hiểu rõ cơ thể người hơn hắn đã không phải là y tiên bất tử. Tôi không cần anh tin tôi, tự anh nhìn đi. Hắn vươn một tay ra, trong lòng bàn tay có một chữ vạn chuyển động, kim quang nở rộ. Một cơn gió lạnh thổi tới, 4 võ tướng cầm đao thương kiếm thích trong tay, mặc áo giáp thời cổ đại xuất hiện quanh Phương Thế Phong, mỗi người đều cao từ 3 đến 5 mét, chỉ riêng cơ thể to lớn đã khiến người ta sợ hãi. Càng không nói đến khí thế tích lũy do quanh năm rong ruổi nơi xa trường và gương mặt không giận tự uy. Nhìn thấy 4 quỷ tướng này, mắt binh sĩ xung quanh lập tức mở to, nhao nhao sửng sốt.
Bọn họ chỉ biết Phương Thế Phong có sinh linh hộ thể, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy những quỷ thần này. Đúng là quỷ thần cường đại. Có người nghĩ thầm, Kiêu Long chuyên xử lý một số sự kiện linh dị khá lớn, tất nhiên từng thấy không ít chuyện ma quỷ, nhưng khủng bố của mấy võ tướng này đã vượt qua quỷ vương, đến cảnh giới quỷ thần, bốn võ tướng này vừa xuất hiện, toàn bộ đều khom người cúi đầu với Phương Thế Phong. Mạt tướng bái kiến chủ nhân. Giọng nói như sấm lập tức khiến lông mày Phương Thế Phong giãn ra, tươi cười đắc ý xuất hiện trên mặt anh ta. Tiểu tử, bạn sinh hồn thứ năm mà cậu nói đâu, cậu để bạn sinh hồn của tôi xuất hiện, sao tôi vẫn không nhìn thấy? Phương Thế Phong cười nói. Anh không nhìn thấy sao, ở trên người võ tướng ngay trước người anh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ở đây bao gồm cả Long Bác và Hoa Diệp đều nhướng mày, vội vàng mở to mắt nhìn võ tướng mà Mạc Phàm nói. Một lát sau, một sĩ binh trong mắt lóe sáng lam quang nói. Đúng là có, khí trong cơ thể võ tướng kia có màu đen và màu vàng lẫn với nhau, khí trong cơ thể võ tướng khác đều là màu vàng. Được viên sĩ binh này nhắc nhở, lúc này mọi người mới nhận ra. Đúng vậy thật, có bạn sinh hồn thứ năm ẩn nấp trong cơ thể võ tướng này. Sao có chuyện như vậy được? Phương Thế Phong nhìn chằm chằm võ tướng trước mắt, khó có thể tin nói. Những người này đều nhìn ra, anh ta không thể không phát hiện ra được. Nhưng mà vì sao trong cơ thể anh ta lại xuất hiện một bạn sinh hồn như vậy? Hơn nữa bốn bạn sinh hồn thủ hộ của anh ta lại không có một chút phản ứng, để mặc bạn sinh hồn này hấp thu lực lượng của anh ta. Nếu là bình thường, bạn sinh hồn thủ hộ sẽ công kích bạn sinh hồn làm hại anh ta. Vì đây là nghịch sinh hồn. Ba bạn sinh hồn của anh cũng không phải vì bảo vệ anh mà vì nghịch sinh hồn bảo vệ vật dẫn vương của bọn họ, nô tài sẽ phản kháng vương của mình sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì, nghịch sinh hồn? Nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt Phương Thế Phong hoàn toàn khó coi giống như bị tuyên án tử hình. Bạn sinh hồn bình thường cho dù không thủ hộ ký chủ, cũng là ký chủ làm chủ, bạn sinh hồn là phụ, ký chủ chết bạn sinh hồn sẽ phải chết. Bạn sinh hồn chết ký chủ không bị ảnh hưởng gì. Nghịch sinh hồn thì khác, nó là chủ, bạn sinh là phụ, bạn sinh chết, nó sẽ rời đi lựa chọn cơ thể ký gửi kế tiếp. Một khi bị nghịch sinh hồn ký gửi cơ thể, lúc đầu sẽ thuận buồm xuôi gió, nghịch sinh hồn vừa tỉnh, cho dù ký chủ là tu sĩ, không lâu sau sẽ bệnh nặng mà mất mạng, hay trở thành vật chứa của nghịch sinh hồn. Nếu là nghịch sinh hồn, các vấn đề trên người anh ta được giải rồi. Chuyện này. Lần này phiền phức rồi. Không ít người phát hiện trong cơ thể mình có nghịch sinh hồn đã thử tiếp xúc với nghịch sinh hồn đó, cơ bản là 100 người thì 99 người chết hết, bởi vì nghịch sinh hồn là chủ, người chủ chết, chắc chắn nô bộc sẽ chết theo tướng. Cho nên phát hiện ra nghịch sinh hồn trong cơ thể mà giải trừ được rất ít. Y thuật của Tần sư tỷ anh ta cao minh, cũng chưa chắc giải được nghịch sinh hồn trên người anh ta. Dù sao anh ta cũng là thái tử của Kiêu Long. Con mắt đảo một lát, sắc mặt khôi phục như thường. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm không có chút kính nể, trái lại lạnh hơn không ít. Không thể không nói y thuật của tiểu tử này rất cao minh, vừa rồi anh ta có nói Tần sư tỷ của anh ta từng chuẩn đoán bệnh cho anh ta, xác nhận anh ta không có vấn đề gì, bên Mạc Phàm thực sự tìm ra được bệnh của anh ta. Đây không chỉ là tát vào mặt anh ta, còn gián tiếp tát vào mặt Tần sư tỷ. Một bác sĩ tát vào mặt anh ta không được. Y thuật hơn cả Tần sư tỷ anh ta thì càng không được. Tiểu tử, cậu có chút y thuật đó, vậy mà có thể nhìn ra nghịch sinh hồn trên người tôi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý tới Phương Thế Phong. Y thuật của hắn cao minh, vốn dĩ không cần Phương Thế Phong phải nói. Thế Phong, như vậy có phải có thể để vị tiên sinh này vào trong giải huyết độc trên người các chiến sĩ rồi không? Hoa Diệp không nóng không lạnh hỏi. Không được. Phương Thế Phong cười lạnh lùng, không do dự nói. Phương Thế Phong, cậu có ý gì? Hoa Diệp nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần. Mạc Phàm đã chuẩn đoán bệnh trên người của Phương Thế Phong rồi, nghịch sinh hồn vừa mới thức tỉnh, khả năng áp chế được nghịch sinh hồn rất lớn, gần như có thể nói cứu Phương Thế Phong nửa cái mạng, vậy mà Phương Thế Phong vẫn không cho Mạc Phàm tiến vào, Phương Thế Phong này đúng là vô liêm sỉ tới mức tận cùng. Không có ý gì khác. Tôi chỉ sợ vị tiểu huynh đệ này đi vào, sẽ như các bác sĩ khác không chữa được huyết độc, lại có thêm một người bị lây nhiễm huyết độc rồi. Phương Thế Phong cười nhạt nói, dáng vẻ như lợn chết không sợ phỏng nước sôi.
Lần trước có bác sĩ tự xưng có thể chữa được huyết độc, bác sĩ này vừa mới tiếp xúc với chiến sĩ nhiễm huyết độc bên trong, không chỉ không chữa khỏi, trái lại còn khiến mình cũng trúng huyết độc, bây giờ đang được nhốt trong phòng cách ly. Tôi thấy cậu không muốn những chiến sĩ khác được chữa khỏi mới đúng. Hoa Diệp không nhịn được nói. Nếu anh ta đoán không sai, Phương Thế Phong muốn Tần Tịch Nghiên tới chữa huyết độc, Nho Môn lập công, cũng khiến Nho Môn càng xâm nhập vào Kiêu Long sâu hơn, cơ hội giữa Phương Thế Phong và Tần Tịch Nghiên sẽ cao hơn một chút. Nhưng Phương Thế Phong này không nghĩ mà xem, đợi tìm được ma hồn thảo, có không biết bao nhiêu chiến sĩ chết vì huyết độc, lại có bao nhiêu người bị nhiễm huyết độc nữa. Nếu Phương Thế Phong không phải cháu nội của Phương Hạo Thiên, chắc chắn anh ta đã đánh Phương Thế Phong một trận rồi. Hoa Diệp, anh nói như vậy quá thương tổn tình cảm của hai chúng ta rồi, anh thấy tôi là người như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phương Thế Phong cũng không tức giận, chỉ giả bộ hơi bất mãn, vẫn mỉm cười nói. Quả thật anh ta không muốn Mạc Phàm chữa khỏi huyết độc, nhưng anh ta ngăn Mạc Phàm không phải không cho Mạc Phàm chữa trị huyết độc, mà là... Cậu! Hoa Diệp nhíu mày, tức không nói được nên lời. Long Bác ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm thì nhìn về phía phòng cách ly, không để Phương Thế Phong vào mắt. Nếu không phải Kiêu Long trúng huyết độc, rất có khả năng sẽ khiến địa cầu biến thành như Resident Evil, hắn đã tát bay Phương Thế Phong rồi rời đi. Nếu là huyết độc, thân là người của thần Nông Tông, hắn sẽ không bỏ mặc. Phương Thế Phong nhìn Hoa Diệp giận mà không làm được gì, anh ta cười càng đắc ý hơn. Hoa Diệp, thực ra tôi có thể lý giải tâm tình của anh, tôi cũng vì tốt cho tiểu huynh đệ này mà thôi, tránh để cậu ta nhỏ như vậy đã mất đi tính mạng, anh đã kiên quyết như vậy, muốn để cậu ta đi vào cũng không phải không thể. Phương Thế Phong âm dương quái khí nói. Cậu muốn thế nào? Hoa Diệp hừ lạnh một tiếng hỏi. Rất đơn giản, tôi phải có trách nhiệm với những binh sĩ kia, trừ phi có phương pháp chữa trị huyết độc chính xác, nếu không tôi không có khả năng để người ta tiếp xúc với bọn họ, nhưng mà... Phương Thế Phong cố ý dừng một lát. Nhưng mà, không phải bên trong còn có một bác sĩ ngu ngốc sao, người này không nằm trong phạm vi phụ trách của tôi, các anh muốn đi vào thì chỉ có thể đến phòng cách ly của tên đó, nếu tiểu huynh đệ này có thể chữa khỏi được. Vậy nói lên cậu ta chữa được thật, đến lúc đó tôi sẽ không ngăn cản cậu ta, các anh muốn đi xem bác sĩ ngu ngốc kia không? Phương Thế Phong nói tiếp. Phương Thế Phong còn chưa dứt lời, lửa giận trong mắt Hoa Diệp mới mở miệng lại thịnh hơn nhiều. Cậu đây là muốn hại Phàm tiên sinh sao? Bên trong phòng cách ly, nhiễm huyết độc nghiêm trọng nhất là bác sĩ lần trước tới, trên cơ bản là đã mất lý trí hoàn toàn, gặp người sẽ tấn công. Những người khác đều tỉnh táo, ít nhất có lúc duy trì tỉnh táo. Trái lại bọn họ không lo lắng Mạc Phàm bị bác sĩ này tấn công, nhưng mà bác sĩ này trúng độc quá nặng rất dễ lây cho Mạc Phàm, với lại so với những chiến sĩ khác cũng không dễ chữa trị. Nếu Mạc Phàm không chữa trị được, chắc chắn Phương Thế Phong sẽ không để bọn họ động vào những chiến sĩ khác. Nếu anh đã nói vậy, tôi cũng không có biện pháp, lão đại, xin lỗi ông, vì an toàn của các chiến sĩ. Tôi không thể để một người xa lạ không có danh tiếng tiến vào. Phương Thế Phong giang tay, không có biện pháp nói, giống như anh ta vì trách nhiệm mới làm vậy. Không có danh tiếng. Hoa Diệp liếc mắt nhìn Phương Thế Phong một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, không nói tiếp nữa. Trên trán Long Bác thì đầy mồ hôi lạnh, nếu Mạc Phàm không có danh tiếng, chỉ sợ cả Hoa Hạ thậm chí là thế giới cũng không có người dám nói đến hai chữ danh tiếng. Thế Phong, nể mặt tôi. Để tiểu Phàm vào đi. Long Bác thương lượng. Lão đại, không phải tôi không nể mặt ông, đây là vấn đề trách nhiệm, bình thường mọi người đều cảm thấy tôi không đáng tin, nếu chuyện này xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ người khác sẽ nghĩ tôi chỉ biết uống rượu ăn thịt, làm sằng làm bậy, nhưng chuyện này không sao, nếu lão đại thật sự muốn mang tiểu huynh đệ này vào, tôi tuyệt đối sẽ nể mặt lão đại, cho mọi người đi vào. Phương Thế Phong nghiêm túc nói. Anh ta vừa nói như vậy, Long Bác lập tức rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ông ta tiến cũng không được, mà không tiến cũng không xong, cuối cùng do dự một lát, ông ta đành phải nhìn về phía Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười khẽ. Bác sĩ ngu ngốc mà anh nói đang ở một phòng trong khu cách ly sao? Mạc Phàm hỏi. Phương Thế Phong nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Anh ta muốn ép Mạc Phàm vào con đường này, không ngờ Mạc Phàm tự mình đi vào. Tiểu huynh đệ,
hình như huyết độc này rất phản cảm với bác sĩ, rõ ràng bác sĩ kia là người trúng độc sau, nhưng bây giờ là người trúng độc nặng nhất, cậu cần phải nghĩ cho kỹ, trong khu cách ly rất nguy hiểm. Phương Thế Phong cười âm hiểm nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phương Thế Phong một cái, rời mắt nhìn vào trong khu cách ly. Anh nói quá nhiều, nếu có thời gian thì bớt tranh cãi lại, bảo Tần sư tỷ anh chặn nghịch sinh hồn trên người giúp anh, nói không chừng với y thuật của cô ta có thể áp chế nghịch sinh tử còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phương Thế Phong hơi híp mắt, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, lập tức khôi phục như thường. Cậu đã không nghe tôi khuyên, vậy tôi không ngăn cản cậu nữa, phòng cách ly số 44, đi đến phòng cuối cùng là được, để cậu ta vào đi. Anh ta vừa nói xong, những binh sĩ đứng sau lưng anh ta không do dự tránh ra, cửa thủy tinh trong phòng cách ly chậm rãi mở ra. Hoa Diệp nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Rõ ràng là Phương Thế Phong gây khó dễ cho Mạc Phàm vào phòng cách ly đó nhỡ xảy ra chuyện gì thì phiền phức rồi. Anh ta liếc mắt nhìn Long Bác một cái, mắt Long Bác khẽ đảo, tiến lên trước Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, huyết độc này sẽ không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, trên mặt đều là khinh thường. Đối với tôi giải trừ độc này, đơn giản như lấy đồ trong túi. Vừa rồi hắn đã nhìn những sĩ binh trúng huyết độc. Đúng là những người này đã trúng huyết độc, nhưng không phải là huyết độc cao cấp gì. Huyết độc cấp thấp mà thôi, cho dù là Tiểu Vũ và Tiểu Khương Nguyệt đến cũng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, hắn tới đều là giết gà dùng dao mổ trâu, sao có thể không giải trừ được. Tiểu huynh đệ đừng sơ suất. Trước khi bác sĩ ngu ngốc kia đi vào cũng nói như vậy đó. Phương Thế Phong cười nói. Mạc Phàm không trả lời, trực tiếp đi qua cửa cách ly, đi vào trong phòng cách ly, Long Bác và Hoa Diệp theo sát phía sau. Phương Thế Phong cười khẽ, dẫn người đi vào theo. Trong phòng cách ly, phần lớn những người cách ly nhìn thấy đám Mạc Phàm, coi như bình tĩnh nhìn đám Mạc Phàm đi qua, một số thì phát cuồng lộ ra vẻ mặt hung dữ. Bay thẳng đến chỗ đám Mạc Phàm, cuối cùng bị phòng hộ cản lại. Một lát sau, đám người Mạc Phàm đi qua khu cách ly, tới phòng cách ly cuối cùng. Bên trong phòng cách ly, một người đàn ông trên người tràn đầy huyết dịch ngồi ở góc tường. Trên người người đàn ông này không có chỗ nào lành lặn, giống như người bị lột da, dáng vẻ hung dữ không nhìn ra tuổi tác và diện mạo. Xung quanh ông ta là giọt máu to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, trôi nổi giống như tinh linh. Còn có mấy chiếc vòng khắc phù văn buộc tứ chi ông ta lại. Cảm nhận được đám Mạc Phàm, người đàn ông này chậm rãi ngẩng đầu, tươi cười tà dị xuất hiện trên khóe miệng ông ta, giống như yêu thú nhìn thấy con mồi. Mở cửa ra, Phương Thế Phong liếc mắt nhìn về phía sau, vẫy tay với người đứng sau anh ta. Một chiến sĩ trong đó ấn vài cái lên điều khiển từ xa, trận pháp bên trong phòng cách ly sáng lên, sáu quang bích xuất hiện, che kín phòng cách ly. Ken két. Cửa phòng cách ly được nâng lên. Tiểu huynh đệ, bây giờ cậu có thể đi vào rồi. Phương Thế Phong cười nói. Các ông ở đây đợi đi, tôi tự mình đi vào thì hơn. Như vậy không được tốt lắm đâu. Long Bác lộ ra chút do dự, không đợi ông ta nói chuyện. Mạc Phàm cười nhạt, bước vào trong phòng cách ly. Mạc Phàm mới vừa tiến vào, cánh cửa thủy tinh kia lập tức hạ xuống. Không chỉ như vậy. Vòng tay trên người bác sĩ trúng huyết độc cũng tháo ra hết. Thấy một màn này, sắc mặt Long Bác và Hoa Diệp thay đổi. Thế Phong, cậu làm gì vậy? Sắc mặt Long Bác khó coi, tức giận hỏi. Cái vòng kia là do luyện khí sư của Kiêu Long bọn họ luyện chế, tên là Tỏa Thần Tỏa, có thể che lại phần lớn lực lượng huyết độc. Không có khóa này, bác sĩ trúng huyết độc sẽ có lực công kích, rất dễ bị nhiễm huyết độc. Lúc đeo cái vòng này cho bác sĩ kia, có hai sĩ binh không cẩn thận cũng trúng huyết độc. Phương Thế Phong mở chiếc vòng này ra, giống như ném Mạc Phàm vào trong đấu trường còn thả dã thú ra. Vốn là nể mặt Phương Hạo Thiên, ông ta mới cho Phương Thế Phong chút mặt mũi. Phương Thế Phong dám giở trò như vậy, cho dù Mạc Phàm có xảy ra chuyện gì ở bên trong hay không, đều là chuyện không nhỏ, Mạc Phàm là người muốn hãm hại thì hãm hại được sao? Phương Thế Phong cười đắc ý, sau đó giả bộ hoảng hốt nói. Còn sửng sốt làm gì, không thấy xảy ra vấn đề sao, nhanh khóa người kia lại. Phương Thế Phong nói với người ở phía sau. Sắc mặt mấy binh sĩ ở phía sau thay đổi, vội vàng lấy máy tính bảng ra kiểm tra một phen. Lão đại, hình như Tỏa Thần Tỏa xảy ra vấn đề, tự mình mở ra, có thể là bác sĩ kia khiến Tỏa Thần Tỏa mở ra rồi.
chỉ trong phút chốc, một binh sĩ trong đó kích động nói. Vậy còn sửng sốt làm gì, nhanh khóa tỏa thần tỏa lại. Phương Thế Phong lạnh giọng ra lệnh. Chuyện này, những binh sĩ này nuốt nước bọt, lộ ra vẻ khó xử. Một khi tỏa thần tỏa mở ra, cần tự tay đi khóa lại, nhưng lúc đi khóa tỏa thần tỏa quá nguy hiểm rồi. Một binh sĩ trong đó ấp úng nói. Lập tức phái người đi vào, dù thế nào cũng phải cứu tiểu huynh đệ này ra. Phương Thế Phong túm áo một binh sĩ tức giận nói, giống như thật sự lo lắng Mạc Phàm gặp chuyện không may. Chuyện này, những binh sĩ này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không ra tay. Thế nào, các người không nghe lệnh của tôi à, nếu hôm nay không ai đi vào khóa tỏa thần tỏa lại, thì cút khỏi đây cho tôi. Phương Thế Phong cao giọng nói mà không thấy thẹn. Hai binh sĩ trong đó bị Phương Thế Phong giống, trái tim bị kéo lên cao muốn đi vào phòng cách ly. Đủ rồi, nếu vị tiên sinh này xảy ra vấn đề gì, tốt nhất là cậu nhận lỗi với vị sinh đó, nếu không ngay cả ông nội cậu cũng không cứu được cậu đâu. Long Bác trầm giọng nói. Ông ta thân là lão đại của Kiêu Long, sao lại không nhìn ra được tâm tư của Phương Thế Phong? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Lúc này bảo người đi khóa tỏa thần tỏa lại, sẽ chỉ khiến Mạc Phàm gặp phiền phức hơn. Chỉ hy vọng tỏa thần tỏa này mở ra, không ảnh hưởng gì đến Mạc Phàm. Nếu không phiền phức sẽ lớn lắm. Bên trong là Mạc Phàm danh chấn hoa hạ mà. Được, lão đại, nếu tiểu huynh đệ này có thể bình yên đi ra, tôi nhất định sẽ xin lỗi cậu ta. Phương Thế Phong nói rất chân thành. Khi nói chuyện, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên tươi cười khinh thường. Chỉ là một bác sĩ nhỏ mà thôi, ông nội anh ta ra mặt cũng không cứu được, nay đâu phải ngày quốc tế nói dối, hoa hạ ngoại trừ Mạc Phàm ra, chắc là không còn người như vậy tồn tại. Muốn anh ta xin lỗi cũng được, sống sót trước rồi nói sau. Long Bác lắc đầu thất vọng, không nói gì thêm nữa, ánh mắt nhìn Mạc Phàm ở trong phòng cách ly. Bên trong phòng cách ly, theo tỏa thần tỏa mở ra, người đàn ông đầy máu vốn sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười. Ông ta chậm rãi đứng dậy, quả đấm nắm chặt, huyết vụ mang theo mùi máu tanh nồng đậm trào từ cơ thể ông ta ra. Giọt máu trôi nổi quanh người ông ta vừa gặp những huyết vụ này lập tức to hơn nhiều, từ nắm tay trẻ sơ sinh biến thành to bằng trẻ sơ sinh. Cùng lúc đó, miệng và mắt xuất hiện trên giọt máu này, giống như là gương mặt quỷ vòng quanh bay lượn trên dưới bác sĩ này. Con mồi, săn bắn, bọn trẻ, cho tôi đi. Giọng huyết nhân này khàn khàn. Cười điên cuồng nói. Huyết ảnh trên người ông ta nhoáng lên một cái, liền đến trước người Mạc Phàm, giống như thuấn di. Một đôi tay tràn đầy huyết quang không do dự vồ lấy Mạc Phàm. Những huyết ảnh đó cũng cùng xông lên, xông về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn khóa trên người con quái vật này được mở ra thì lắc đầu cười, giống như không phải nhìn thấy một con sư tử, mà là một con cừu mang theo một đám ruồi bọ. Thấy bác sĩ này mang theo huyết ảnh xông tới. Hắn cũng không thèm quan tâm, trái lại nhìn về phía trần nhà trong phòng cách ly. Sau đó hắn vươn một tay ra, trên đầu ngón tay lóe sáng ánh sáng màu xanh, một cái bút bên ngoài khắc đầy ma văn trận pháp xuất hiện. Nhìn thấy Mạc Phàm khắc trận, lông mày Phương Thế Phong vốn nhíu lại, sau đó cười khinh thường. Anh ta tưởng Mạc Phàm là bác sĩ có chút tu vi trong người, không ngờ còn là trận pháp sư. Nhưng nếu có tỏa thần tỏa khóa bác sĩ ngu ngốc kia thì không sao. Mạc Phàm còn cơ hội khắc họa trận pháp. Lúc này khắc họa trận pháp, thì chẳng khác nào gặp chuyện đi ôm chân Phật. Cho dù Mạc Phàm khắc họa được trận pháp thì thế nào, bác sĩ ngu ngốc kia trúng độc quá nặng, trên người đã hóa huyết thần tử rồi. Những huyết thần tử này không những lan truyền huyết độc, càng đáng sợ là thứ này rất khó đối phó. Không chỉ rất nhiều pháp thuật, trận pháp không có tác dụng với huyết thần tử, ngay cả phần lớn pháp khí cũng không làm gì được nó. Trái lại huyết thần tử còn có thể vấy bẩn pháp khí. Bọn họ tốn rất nhiều sức lực mới luyện chế ra được tỏa thần tỏa, cũng chỉ có thể áp chế huyết thần tử. Lúc này Mạc Phàm không đi ngăn những huyết thần tử này, trái lại đi khắc họa trận pháp không có bất luận tác dụng gì, đúng là quá ngu ngốc. Nhưng như vậy không còn gì tốt hơn. Không phải y thuật của tiểu tử này rất cao minh sao, vậy mang theo y thuật đi đầu thai đi. Long Bác và Hoa Diệp ở bên cạnh nhíu chặt mày. Mạc tiên sinh cẩn thận. Long Bác nhắc nhở qua cửa thủy tinh trong phòng cách ly. Huyết độc không phải là độc bình thường, chỉ cần dính vào một chút sẽ trúng độc. Vậy mà Mạc Phàm không quan tâm huyết độc,
trái lại đi khắc họa trận pháp, sao lại như vậy được? Mạc Phàm là cao thủ thần cảnh, nếu cậu ta trúng huyết độc thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lớn. Nếu Mạc Phàm mất đi lý trí đại khai sát giới, ai có thể đỡ nổi? Lúc hai người nhắc nhở, không đợi Mạc Phàm đưa ra câu trả lời, bác sĩ kia và huyết thần tử đã tới trước người Mạc Phàm. Huyết thần tử như tranh mua đồ ăn, biến mất toàn bộ vào trong cơ thể Mạc Phàm. Phốc, tay bác sĩ kia cũng lập tức đâm về phía bụng Mạc Phàm, tươi cười vì thực hiện được xuất hiện trên mặt bác sĩ này. Thấy một màn như vậy, trái tim Long Bác và Hoa Diệp treo cao, sắc mặt khó coi tới mức tận cùng. Bọn họ vốn không tin Mạc Phàm lắm, thật không ngờ lại có kết quả này, không chỉ không chữa khỏi huyết độc, còn để Mạc Phàm bị nhiễm. Xong rồi. Phương Thế Phong, xem chuyện tốt cậu làm đi. Hoa Diệp nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thế Phong nói. Hoa Diệp, anh có ý gì hả, nơi này do tôi phụ trách, xảy ra chuyện đều do tôi gánh chịu, anh nghĩ rằng tôi muốn chuyện như vậy xảy ra à, nhưng máy móc luôn có trục trặc, chuyện này chúng tôi cũng không có biện pháp, ai biết bác sĩ ngu ngốc kia lại dùng huyết độc trong cơ thể ăn mòn tỏa thần tỏa. Phương Thế Phong dựa vào đạo lý mà bảo vệ mình, trong đáy mắt lóe lên chút hớn hở. Vậy mà tiểu tử không tên không họ này lại vọng tưởng chữa được huyết độc, đúng là si tâm vọng tưởng. Anh ta chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đã khiến tiểu tử này cũng nhiễm huyết độc rồi. Cậu đợi đó, rất nhanh cậu sẽ biết mình đã làm chuyện gì. Hoa Diệp chỉ vào mũi Phương Thế Phong nói. Ép Mạc Phàm tiến vào phòng cách ly này, tỏa thần tỏa lại tự động mở ra, cho dù là kẻ ngốc cũng biết có người giở trò sau lưng. Hoa Diệp vừa nói câu này xong, Phương Thế Phong nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ sắc lạnh. Hoa Diệp, anh có ý gì đây? Không phải anh nghĩ là tôi cố ý đấy chứ, nói cho anh biết cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Nếu không có chứng cứ, tôi muốn tố cáo anh tội phỉ báng. Cậu, đợi coi, cậu gây ra họa lớn rồi. Trong mắt Hoa Diệp tràn đầy lửa giận, nhưng không nói gì thêm nữa. Quả thật anh ta không có chứng cứ, chỉ sợ cũng không tìm thấy chứng cứ, bởi vì nơi này là địa bàn của Phương Thế Phong. Phương Thế Phong thấy Hoa Diệp luôn ổn trọng tức thành như vậy thì ngầm cười. Không để những lời uy hiếp của Hoa Diệp ở trong lòng. Cho dù Hoa Diệp tìm được chứng cứ cũng vô dụng, ở Kiêu Long không ai có thể làm gì anh ta, càng không nói đến một bác sĩ nhỏ bé không biết tự lượng sức mình nhiễm huyết độc, lại càng không có chuyện gì. Họa lớn, là tiểu huynh đệ này tự mình muốn vào phòng cách ly, tôi luôn khuyên bảo cậu ta mãi, cho dù tôi có trách nhiệm, cũng không đến mức là họa lớn chứ. Phương Thế Phong cười khinh thường nói, đẩy trách nhiệm không còn một mảnh. Hừ, Hoa Diệp hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Phương Thế Phong nữa, nhìn về phía phòng cách ly. Đúng lúc này, một giọng nói truyền từ trong phòng cách ly ra. Có phải họa lớn hay không, không do anh định đoạt, mà do tôi. Phương Thế Phong nhíu mày nhìn nơi phát ra âm thanh, không tự chủ được bật thốt ra những lời vô tâm. Cậu là một người bị nhiễm huyết độc, dù thế nào. Nhưng anh ta mới nói được một nửa thì dừng lại. Vẻ không tin xuất hiện trong mắt anh ta. Chỉ thấy bên trong phòng cách ly, trên người Mạc Phàm sáng lên quang mang màu vàng, phản âm cũng vang lên theo, giống như lão tăng đang niệm Phật. Trong kim quang, những huyết thần tử chui vào trong cơ thể Mạc Phàm như gặp được khắc tinh, giống như điên rồi muốn ra khỏi cơ thể Mạc Phàm. Những huyết thần tử mới bay ra, lại bị kim quang trên người Mạc Phàm chiếu lên, huyết thần tử như giấy gặp phải lửa, tỏa ra khói đen cuồn cuộn. Chỉ trong chớp mắt, tất cả huyết thần tử đều hóa thành tro tàn, rơi xuống mặt đất. Không chỉ có vậy, tươi cười quỷ dị trên mặt bác sĩ kia cũng biến mất theo, thay vào đó là hoảng sợ. Ông ta vội vàng rút tay ra, khi với vào tay vẫn còn đầy đủ, nhưng khi rút ra một tay giống như plastic bị đốt, hoàn toàn không còn hình dạng của tay. Ông ta không quan tâm đến chiếc tay này, mở miệng phát ra âm thanh kỳ lạ, muốn tránh xa Mạc Phàm. Đâu dễ đi như vậy được. Tay Mạc Phàm đẩy về phía trước, trận pháp vừa đầy đủ bay về phía trần nhà trong phòng cách ly. Bác sĩ kia còn chưa chạy được hai bước, trận pháp hình tròn in dấu trên trần nhà, một đạo kim quang bắn từ trong trận pháp ra, chiếu lên trên người bác sĩ. Bác sĩ này lập tức đứng lại, giống như bị định trụ. Dưới kim quang, một đám huyết thần tử chậm rãi bay từ trong cơ thể bác sĩ này ra, hóa thành tro tàn, cơ thể không có chỗ nào lành lặn của bác sĩ nhanh chóng khôi phục. Không lâu sau liền biến thành một lão giả khuôn mặt hơi trắng xanh. Trong chớp mắt mọi người ở đây đều ngây người.
Bác sĩ này mới nhiễm huyết độc không lâu, liền biến thành huyết nhân. Cho dù có lúc tỉnh táo, nhưng trên người luôn được huyết sắc vây quanh. Mạc Phàm chỉ tỏa ra kim quang, vẽ trận pháp, không chỉ không bị bác sĩ này thương tổn tới, quang mang trong trận pháp bắn ra còn có thể tinh lọc huyết độc, khiến huyết độc trên người bác sĩ kia không còn một chút gì, còn rất đơn giản. Huyết độc này khiến bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng càng có nhiều người bị nhiễm huyết độc hơn, nhưng không thể làm gì huyết độc. Ngay cả Tần Tịch Nhiên cao thủ y đạo của tông môn ẩn thế mời tới cũng chỉ nói ra một loại thuốc, không có loại thuốc này, cô ta cũng không có biện pháp chữa trị. Nhưng Mạc Phàm chỉ tiện tay vẽ trận pháp, đã có thể giải trừ được huyết độc. Chuyện này, trong lúc này, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, trong mắt đều là không thể tin được. Huyết độc được giải như vậy sao? Sao có chuyện này được? Phương Thế Phong nhíu mày, hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Anh ta cố ý bảo người ta mở tỏa thần tỏa, là muốn Mạc Phàm bị nhiễm trong phòng cách ly, ai biết lại có kết quả này. Làm sao có thể? Phương Thế Phong lặp lại, trong mắt đều là không cam lòng, Thế Phong, còn không nhanh thả Mạc Tiên Sinh ra. Hoa Diệp thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng liếc Phương Thế Phong một cái nói. Lúc Mạc Phàm bị bác sĩ kia làm bị thương, anh ta cảm thấy xong rồi. Nếu Mạc Phàm không giải được huyết độc trên người, một khi huyết độc phát tác, chắc chắn phòng cách ly này không ngăn được Mạc Phàm, có khả năng cả chiến hạm đều bị Mạc Phàm phá nát. Tuy cuối cùng chuyện như vậy không xảy ra, nhưng quả thật dọa anh ta nhảy dựng lên. Phương Thế Phong do dự một lát, lông mày lập tức giãn ra. Như vậy không hay đâu, quả thật bác sĩ ngu ngốc này đã khôi phục rất nhiều, nhưng trên người ông ta và tiểu huynh đệ này còn huyết độc hay không không ai biết. Tôi cảm thấy vẫn nên để người ta kiểm tra rồi thả bọn họ thì hơn, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không hay rồi. Mạc Phàm chữa được huyết độc thì thế nào, anh ta không thả Mạc Phàm ra, ai có thể làm gì anh ta? Phương Thế Phong, cậu muốn làm gì? Hoa Diệp nắm chặt tay, tức giận nói. Từ khi Phương Thế Phong xuất hiện, anh ta luôn kìm nén lửa giận, đã đến lúc này rồi, vậy mà Phương Thế Phong còn dám ra tay với Mạc Phàm. Ý niệm của anh ta vừa động. Một tiếng long ngâm vang lên, linh khí khổng lồ tỏa từ người anh ta ra bốn phía, hình thành hai bạch long trông rất sống động quanh anh ta, kình phong mãnh liệt tùy ý mà ra xung quanh, thổi tóc và quần áo không ít người bay phấp phới, cũng khiến bầu không khí trong phòng cách ly đông cứng lại, giống như một quả bom được châm lửa. Thế nào, Hoa Diệp, anh muốn ra tay với tôi trên chiến hạm à? Phương Thế Phong hơi nhếch miệng, khinh thường nói. Trên chủ hạm Kiêu Long. Cùng với trên chiến hạm Hoa Long do Hoa Diệp trưởng quản, anh ta sẽ không làm chuyện này với Hoa Diệp. Nhưng trên chiến hạm Phong Long của anh ta, Hoa Diệp dám ra tay với anh ta, nghĩa là không muốn rời khỏi chiến hạm Phong Long rồi. Nhất là hiện giờ đang là lúc huyết độc lan tràn, anh ta hoàn toàn có thể nói là Hoa Diệp trúng huyết độc. Tiểu Diệp, theo ý cậu ta đi, nơi này không ngăn được Mạc Tiên Sinh đâu, Mạc Tiên Sinh muốn ra là ra được ngay. Long Bác không thèm nhìn Phương Thế Phong, ngăn cản. Tuy Phương Thế Phong là cháu nội của sư phụ ông ta, nhưng hành động việc làm của Phương Thế Phong, ông ta muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được, hơn nữa ông ta cũng không muốn bảo vệ. Còn phòng cách ly này, muốn giam Mạc Phàm còn kém quá nhiều. Hoa Diệp nhíu mày, lúc này mới xoay người nhìn Mạc Phàm bên trong phòng cách ly. Phương Thế Phong không để ở trong lòng, phòng cách ly này dùng hợp kim cao cấp tạo ra, còn khắc đủ loại trận pháp. Cao thủ thần cảnh bình thường cũng đừng nghĩ đến chuyện ra được, tiểu tử này muốn ra là có thể ra được, đùa gì thế. Nhưng anh ta cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng tạm thời không nghĩ ra được có vấn đề gì. Chỉ hơi nghĩ một lát, anh ta từ bỏ rồi. Bên trong phòng cách ly, huyết sắc trên người bác sĩ kia vừa rút đi, ông ta chậm rãi mở mắt, muốn đứng dậy khỏi mặt đất, bởi vì cơ thể quá yếu mà thất bại vài lần. Tôi làm sao vậy? Bác sĩ kia nhìn Mạc Phàm mê man hỏi. Khí huyết tiêu hao quá nhiều, có chút suy yếu mà thôi, nhưng huyết độc trên người ông đã được giải hết rồi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang cẩn thận đảo qua người bác sĩ, thản nhiên nói. Huyết độc được giải rồi sao? Vẻ mặt bác sĩ kia sửng sốt, mờ mịt nói. Ông ta chỉ nhớ mình bị nhiễm huyết độc, còn không có ấn tượng với chuyện khác. Đây là mấy viên khí huyết đan, ăn xong sẽ khá hơn. Mạc Phàm lấy một bình ngọc ra, đưa cho bác sĩ này. Cậu là... Bác sĩ kia nhìn khí huyết đan trong tay Mạc Phàm, do dự một lát. Mạc Phàm hơi nhếch miệng,
đặt bình ngọc vào tay bác sĩ kia, rồi rời mắt nhìn Phương Thế Phong ở bên ngoài phòng cách ly. Tôi cho anh một cơ hội, tự mình mở cánh cửa này ra, hay là tôi tự mở nó ra? Trên mặt Mạc Phàm không có một chút gợn sóng, nói. Hắn không thèm quan tâm chuyện Phương Thế Phong ra tay, là vì Phương Thế Phong ra tay thế nào đều không thể làm gì hắn. Nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể ra tay với hắn, mà không phải trả cái giá thật đắt. Phương Thế Phong cười lạnh lùng, đi đến trước cửa. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, tôi hoài nghi cậu cũng bị nhiễm huyết độc, cho nên tạm thời không thể để cậu ra ngoài. Tiểu tử này khiến anh ta mất mặt như vậy, còn mở miệng uy hiếp anh ta, sao anh ta có thể thả tiểu tử này ra? À, vẻ mặt Mạc Phàm như thường, một chân khẽ nâng lên. Theo hắn nhấc chân, răng rắc một tiếng, trong chớp mắt thủy tinh trước mặt hắn đầy vết rạn khắp nơi. Ngay sau đó thủy tinh vỡ ra thành mảnh, rơi lên trên mặt đất. Chân Mạc Phàm hạ xuống đi từ trong ra. Long Bác và Hoa Diệp thì không sao, giống như đã sớm dự đoán được. Mắt đám Phương Thế Phong thì mở to, ngây ngẩn cả người, trong chớp mắt bất cần đời trên mặt biến mất. Thủy tinh này không phải là thủy tinh bình thường, cho dù là máy laser, sóng siêu âm và vũ khí sóng âm cũng không có tác dụng với nó, bình thường dùng để giam những phần tử nguy hiểm, bên trong từng giam một số tà giáo cường đại và người ngoài hành tinh, vậy mà bị tiểu tử này phá dễ dàng. Rốt cuộc cậu là ai? Phương Thế Phong lạnh lùng nói. Tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Vừa rồi anh không nghe thấy sao? Phương Thế Phong nhíu mày, vừa rồi. Sắc mặt anh ta lập tức khó coi. Vừa rồi anh ta cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, bây giờ hơi suy nghĩ một chút thì nghĩ ra. Lúc trước Long Bác đều xưng với Mạc Phàm là Tiểu Phàm, vừa rồi Hoa Diệp lại xưng với Mạc Phàm là Mạc Tiên Sinh, có thể được gọi là Mạc Tiên Sinh, lại có tên là Mạc Phàm, thực lực và y thuật mạnh như vậy, hẳn là không còn ai khác, chỉ có Mạc Phàm Giang Nam danh chấn Hoa Hạ. Mạc Phàm Giang Nam, người anh ta luôn ra tay lại là Mạc Phàm. Trong phút chốc sắc mặt Phương Thế Phong trắng bệch. Chuyện này, cậu là Mạc Phàm. Phương Thế Phong nhíu mày, hai tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi. Anh ta vừa nói những lời này, ngoại trừ Long Bác và Hoa Diệp ra, những người khác đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Mạc Phàm, cậu ta là Mạc Phàm sao? Lần trước Mạc Phàm ở Biển Đông được Kiêu Long thủ hộ, là cường giả danh chấn Hoa Hạ, sao bọn họ lại không biết? Vốn có không ít người chuẩn bị chiến đấu vì Mạc Phàm phá nát cửa thủy tinh phòng cách ly, nghe thấy hai chữ Mạc Phàm, có một số người buông vũ khí trong tay, ra tay với Mạc Phàm, bọn họ đều không có dũng khí này, có người thì nhìn thoáng qua Phương Thế Phong, bỏ xuống không phải mà không bỏ cũng không phải. Bây giờ anh còn gì để nói? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chẳng trách khi tôi nhìn thấy cậu lại có cảm giác rất chán ghét, chẳng trách lão đại không nói cho tôi biết tên của cậu. Hóa ra cậu là người phong ấn Tiêu Giao sư huynh của tôi, ha ha. Phương Thế Phong chậm rãi buông lỏng tay, cười mỉa nói. Lúc trước anh ta cảm thấy là lạ, không ngờ là như vậy. Nói xong rồi à? Các người còn đứng đó làm gì, không nhanh bắt người này lại cho tôi. Phương Thế Phong thu lại nụ cười trên mặt, lãnh khốc nói. Bắt lấy, cậu ta sao? Chuyện này, người bên cạnh anh ta nhíu mày, lộ ra vẻ do dự. Tuy Phương Thế Phong là lão đại của bọn họ, nhưng bảo bọn họ ra tay với Mạc Phàm, bọn họ thật sự không ra tay được. Bây giờ tôi hoài nghi người này là người hạ huyết độc với Kiêu Long chúng ta, tất cả những người không ra tay, đều được coi là đồng bọn của người này. Phương Thế Phong giống như đã dự đoán được sẽ như vậy, cười lạnh lùng nói. Sắc mặt những người khác thay đổi, một số người do dự vẫn giơ vũ khí lên. Mạc Tiên Sinh, mời cậu quay về phòng cách ly. Nếu không có khả năng chúng tôi phải ra tay rồi. Một chiến sĩ trong đó cầm một thanh kiếm cổ, nghiêm túc nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Dũng khí không tệ, nhưng vì ngu dốt mà quên đi đúng sai, nếu các người cầm vũ khí ra tay với tôi, vậy như các người mong muốn. Hắn cần dùng huyết độc để ra tay với những người này sao? Nếu hắn muốn diệt Kiêu Long, ít nhất cũng có hơn 1000 biện pháp, không chỉ khó giải còn khiến người của Kiêu Long trơ mắt nhìn toàn quân mình bị diệt. Không phải Phương Thế Phong này nói hắn là người hạ huyết độc sao, vậy thì phải giống người hạ độc một chút. Hắn vừa nói xong, cũng không thấy hắn ra tay, chỉ nói hai chữ. Cửu Diệu. Hai chữ này vừa vang lên, kim quang vô cùng chói mắt tỏa từ người hắn ra.
Mới đầu kim quang này chỉ là một quang điểm, sau đó như gợn sóng dập dờn ra xung quanh, ngay sau đó trực tiếp nổ tung bên trong chiến hạm Phong Long, giống như một quả bom nguyên tử nổ mạnh nở rộ quang mang, bao chiến hạm Phong Long ở bên trong. Trong kim quang, âm thanh rầm rầm rầm, vang lên, tất cả cửa phòng cách ly bị nổ tung, người trong phòng cách ly đều đi ra. Những người cầm vũ khí nhìn về phía Mạc Phàm, cơ thể chấn động như bị một đòn nghiêm trọng, bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn rồi đụng mạnh vào tường. Trong số những người này có một số người thực lực kém, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mạnh hơn một chút thì trên người như có ngọn núi nhỏ đè nặng dưới kim quang, không thể nhúc nhích. Thấy cảnh này, Phương Thế Phong nhíu mày, không chỉ không tức giận, trái lại còn cười lạnh lùng. Mạc Phàm, cậu dám thả những người chúng huyết độc ra, quả nhiên huyết độc là do cậu hạ. Mạc Phàm chỉ cười không trả lời Phương Thế Phong. Một tay hắn vươn ra, một ấn ký hình vòng xoáy sáng lên trong lòng bàn tay hắn. Một đám huyết ảnh lập tức bay từ người bị nhiễm huyết độc trong phòng cách ly ra, nhanh chóng hội tụ trong tay Mạc Phàm. Theo huyết ảnh được rút đi, huyết sắc quanh người bị nhiễm biến mất, vẻ mặt và cơ thể khôi phục bình thường. Không lâu sau, một đám huyết dịch cỡ trẻ sơ sinh xuất hiện trong tay Mạc Phàm, những người bị nhiễm ngoại trừ suy yếu đã hoàn toàn bình thường. Mạc Phàm rời mắt nhìn Phương Thế Phong. Anh nói là tôi hạ huyết độc đúng không? Đã lâu rồi tôi không nghịch thứ này, vậy thử trên người anh vậy, xem Tần Tịch Nhiên sư tỷ hay sư phụ anh có bản lĩnh giải giúp anh không? Hắn hoàn toàn có thể tát một cái vỡ đầu Phương Thế Phong, nhưng huyết độc càng là biện pháp tốt hơn. Vẻ mặt Phương Thế Phong ngẩn ra, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ bối rối. Tiểu tử, cậu điên rồi à, cậu có biết đây là nơi nào, tôi là ai, cậu đang làm chuyện gì không? Mạc Phàm rút huyết độc trên người những người khác, đặt hết lên trên người anh ta, có khả năng không đợi đến lúc sư tỷ anh ta tìm được ma hồn thảo, anh ta đã bị huyết độc ăn mòn mà chết. Nơi này là nơi nào, anh là ai? Mạc Phàm lắc đầu cười, giống như không để những lời này ở trong lòng. Hạm đội Kiêu Long và thái tử của Kiêu Long sao, muốn lấy những điều này áp chế hắn còn kém 10 vạn năm, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm ở đây. Một tay khác của hắn vươn về phía Phương Thế Phong, cơ thể Phương Thế Phong run lên lập tức bay cao, di chuyển về phía tay Mạc Phàm. Sắc mặt Phương Thế Phong thay đổi, bốn bạn sinh hồn cao to uy mãnh xuất hiện, bọn họ muốn giúp Phương Thế Phong tránh thoát, nhưng bàn tay vô hình trên cổ anh ta không thay đổi chút nào, bóp chặt lấy cổ anh ta, giống như kìm thép. Lão đại, nhanh cứu tôi, người này muốn giết tôi. Anh ta vội vàng nói với Long Bác. Long Bác là đồ đệ của lão gia tử nhà anh ta, Long Bác sẽ không để anh ta bị giết đâu. Động tác của Mạc Phàm dừng lại, nhìn về phía Long Bác. Mạc tiên sinh cứ tiếp tục chữa trị huyết độc là được, tôi không có bất luận ý kiến gì. Long Bác thản nhiên nói, không có ý ngăn cản Mạc Phàm. Phương Thế Phong ra tay nhiều lần, làm nhiều chuyện như vậy, ông ta từng khuyên mấy lần Phương Thế Phong không nghe, lúc này mới tìm ông ta. Không nói đến chuyện ông ta không muốn cứu, cho dù muốn cứu cũng không cứu được. Vẻ mặt Phương Thế Phong sửng sốt, lửa giận hừng hực xuất hiện trong mắt anh ta. Rõ ràng là Mạc Phàm hạ huyết độc với anh ta, vậy mà Long Bác nói đang chữa huyết độc, trên người anh ta đâu có huyết độc, sao chữa trị được, rõ ràng là Long Bác muốn mượn tay Mạc Phàm giết anh ta. Long Bác, tên tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung này, một tay ông nội tôi đề bạt ông tới vị trí hiện giờ. Vậy mà ông đối xử với tôi như vậy, đợi ông nội tôi đến đây, nhất định sẽ không tha cho ông đợi đó cho tôi. Phương Thế Phong tức giận mắng. Vẻ mặt Long Bác như thường, giống như không nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt. Phương Thế Phong thấy Long Bác không trả lời, lông mày lập tức nhíu thành chữ hỏa. Được lắm Long Bác, còn cả cậu nữa, Mạc Phàm, cậu cứ việc hạ độc đi, nhưng cậu đợi đó cho tôi, nếu bản thiếu gia xảy ra chuyện gì. Cửu tộc nhà các cậu phải chôn cùng bản thiếu gia. Phương Thế Phong lạnh giọng quát. Mạc Phàm hơi híp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Năm ngón tay hắn nắm chặt, Phương Thế Phong đến tay hắn đang định nhét huyết độc vào trong miệng Phương Thế Phong. Ở cửa có một đám người đi đến, Long Bác và Hoa Diệp lập tức nhíu mày. Đám người này có khoảng 50 người, cũng mặc quân trang, chẳng qua quân phàm và phù hiệu của bọn họ hơn một vòng viền vàng so với Long Bác, Hoa Diệp. Người đi đầu là một lão giả 6, 70 tuổi, tóc của lão giả này đã tuyết trắng nhưng oai phong,
gương mặt uy nghiêm và tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía đều là hơi thở thiết huyết, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, giống như sinh ra ở trên sa trường rộng lớn, toàn thân như do thiết và huyết tạo thành. Ngay cả Long Bác so với ông ta, đều kém rất nhiều. Lão giả này không phải ai khác, đúng là Phương Hạo Thiên trưởng lão của Kiêu Long, sư phụ của Long Bác, ông nội của Phương Thế Phong. Phương Thế Phong nhìn thấy lão giả này, lửa giận trong mắt trở nên sáng lên, giống như vương xà bị người ta bắt nạt, bất chợt thấy người nhà của mình. Ông nội, nhanh bảo người của ông giết tiểu tử này, Kiêu Long chúng ta trúng huyết độc là do tiểu tử này hạ. Long Bác và Hoa Diệp đã bị cậu ta khống chế, thành con rối của cậu ta rồi. Phương Thế Phong kêu lên với lão giả kia. Mạc Phàm không thèm nhìn lão giả kia, cười không nói gì. Đến bây giờ mà Phương Thế Phong vẫn còn bóp méo sự thật, đúng là cố chấp. Một tay hắn xách Phương Thế Phong, một tay cầm huyết độc cũng không sốt ruột ra tay, hắn nhìn về phía Phương Hạo Thiên vừa tới. Phương Hạo Thiên nhìn Phương Thế Phong trong tay Mạc Phàm, lông mày tuyết trắng nhíu lại. Sau đó khôi phục như thường, đi về phía Mạc Phàm. Sư phụ, trưởng lão, Long Bác và Hoa Diệp cung kính chào hỏi lão giả này, sắc mặt cùng khó coi. Phương Hạo Thiên có tiếng là bao che cho con cái, lúc trước có một phần tử nguy hiểm làm Phương Thế Phong bị thương, thiếu chút nữa khiến Phương gia đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng phần tử nguy hiểm này bị Phương Hạo Thiên treo phía sau chiến hạm Phong Long lái mấy trăm hải lý mới bằng lòng bỏ qua. Chuyện này vốn đã được giải quyết. Lúc này Phương Hạo Thiên đến có khả năng sẽ phiền phức rồi. Phương Hạo Thiên khẽ đáp, không thèm nhìn hai người này, đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn về phía Mạc Phàm. Lão hủ Phương Hạo Thiên, lúc trước là người cầm quyền của Kiêu Long, bây giờ là trưởng lão của Kiêu Long, có thể xin Mạc Tiên Sinh thả cháu nội của tôi trong tay cậu trước không? Phương Hạo Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. Có nghe thấy không, ông nội tôi đã lên tiếng rồi. Cậu dám không nghe theo thì đợi 50 kim ngô vệ đè cậu xuống đáy biển đi. Phương Thế Phong cười nói. Kiêu Long có 50 kim ngô vệ, 100 ngân ngô vệ, kim ngô vệ do trưởng lão Kiêu Long quản lý, ngân ngô vệ do lão đại Kiêu Long quản. Kim ngô vệ này là 50 chiến sĩ lợi hại nhất trong Kiêu Long tạo thành, còn phụ trợ lấy trận pháp hợp kích, thực lực kinh người. 50 người cùng ra tay, ngay cả hai cao thủ tuyệt thế như Long Bác và ông nội anh ta cũng không phải đối thủ. Cộng thêm một số trang bị đặc biệt, đối phó với thần cảnh hiện giờ cũng tuyệt đối không thành vấn đề, là một trong những quân bài chưa lật của Kiêu Long bọn họ. Tuy Mạc Phàm mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Kim Ngô Vệ này. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý đến Phương Thế Phong. Cho tôi lý do. Phương Hạo Thiên thì thế nào, mạo phạm hắn, ai cũng không cứu được người này. Đợi Mạc Tiên Sinh thả cháu nội tôi sẽ cho Mạc Tiên Sinh câu trả lời hài lòng. Phương Hạo Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử, không phải cậu là Mạc Đại Sư sao, cậu dám không? Phương Thế Phong cười mỉa nói. Chỉ cần Mạc Phàm dám thả anh ta, tuyệt đối là lúc Kim Ngô Vệ ra tay. Ha ha, cho ông. Mạc Phàm cười khẽ, ném Phương Thế Phong về phía Phương Hạo Thiên như ném chó chết. Một lão nhân tu vi không tệ mang theo 50 thị vệ đã muốn ra tay với hắn, còn kém xa, trả lại cho ông ta thì thế nào? Phương Thế Phong bay không xa, ngay trước người Phương Hạo Thiên một thước thì dùng bản sinh hồn ngừng ở không trung, chậm rãi rơi xuống đất. Anh ta xoa cái cổ đau nhức, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Anh ta đường đường là Thái tử Kiêu Long, đệ tử của Nho Môn Tông môn ẩn thế, lại bị người ta xách lên ở ngay trên chiến hạm Phong Long của mình. Nếu anh ta có thể nuốt trôi cục tức này, vậy anh ta không phải Thái tử ra rồi. Ông nội, nhanh bảo người của ông bắt tên tiểu tử này lại. Thiếu chút nữa cậu ta đã hạ huyết độc lên người cháu rồi. Phương Thế Phong làm bộ ấm ức nói, a, người đâu? Phương Hạo Thiên nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói xong, 50 kim ngô vệ kia cùng làm tư thế đợi chiến đấu. Có. Phương Thế Phong thấy kim ngô vệ được điều động, khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh lùng, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị bắt lại mặc người ta bố trí. Nhưng mà ngay sau đó... Bắt Phương Thế Phong lại cho tôi, tháo mũ của cậu ta xuống, cởi quân trang rồi đưa cho Mạc Tiên Sinh. Ông ta mới mở miệng, Kim Ngô Vệ lập tức đáp. Dạ, nhưng Kim Ngô Vệ được huấn luyện trăm ngàn lần, sớm đã nghe lệnh theo đội ngũ, xưa nay chưa từng có một ai không nghe theo đều mờ mịt, hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không. Một người như vậy còn chưa tính, tất cả Kim Ngô Vệ đều như vậy thì vô cùng kỳ lạ.
không chỉ bọn họ, Long Bác, Hoa Diệp cũng trừng mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Đây là tình huống gì thế? Bọn họ biết Phương Hạo Thiên đã lâu, Phương Hạo Thiên tới phần lớn là bảo vệ Phương Thế Phong, ai biết Phương Hạo Thiên lại bảo người ta lột quân trang của Phương Thế Phong. Đây là đại trưởng lão Phương Hạo Thiên sao? Hoa Diệp nhỏ giọng hỏi Long Bác. Long Bác lắc đầu, lúc trước ông ta chắc chắn người này là sư phụ Phương Hạo Thiên, bây giờ ông ta cũng không chắc chắn nữa rồi. Mắt Phương Thế Phong lại càng mở to, hơi lắc đầu. Ánh mắt nhìn Phương Hạo Thiên giống như bỗng nhiên ông nội ruột của anh ta nói với anh ta, bọn họ không phải là ông cháu ruột, chỉ vì trả thù mới nuôi anh ta lớn lên. Ông nội, có phải ông nhầm rồi không? Anh ta bị người khác bắt nạt ở địa bàn của mình, dù thế nào anh ta cũng không ngờ ông nội sẽ hạ lệnh như vậy. Phương Hạo Thiên lạnh lùng liếc Phương Thế Phong một cái, lông mày tuyết trắng nhíu lại. Cậu vừa gọi tôi là gì? Ông nội. Phương Thế Phong sửng sốt. Cảm thấy khó hiểu nói. Tôi là ông nội của cậu, nhưng nơi này là nơi nào, cậu nên gọi tôi là gì? Phương Hạo Thiên không chút lưu tình nói. Trưởng lão. Mặt Phương Thế Phong xám như cho tàn, nghiến răng nói. Vừa rồi anh ta còn cảm thấy có khả năng là nghe nhầm, bây giờ anh ta đều không nghi ngờ lỗ tai của mình nữa. Được rồi, các cậu còn thất thần làm gì, không nhanh bắt người này lại. Trong mắt Phương Hạo Thiên chớp lóe sắc bén. Liếc mắt nhìn đám người phía sau một cái, trầm giọng nói. Đám người phía sau ông ta nheo mắt, xuất hiện bên cạnh Phương Thế Phong, mấy người nhanh chóng cởi quân trang trên người Phương Thế Phong xuống, đè anh ta về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, người này lấy quyền mưu tư, không xứng trở thành người của Kiêu Long, tuy cậu ta là cháu của tôi, nhưng Kiêu Long không phải của Phương gia tôi, bây giờ cậu ta đã là một người bình thường, không liên quan gì đến Kiêu Long chúng tôi, cậu cứ xử trí tùy ý. Kiêu Long chúng tôi sẽ nghe theo, không can thiệp vào chuyện này, nếu bên Hạo Thiên tôi ra tay ngăn cản, người của Kiêu Long phải ra tay bắt tôi lại, đây là mệnh lệnh, cũng bao gồm cả Long Bác trong đó. Hai tay Phương Hạo Thiên ôm quyền, hiên ngang lẫm liệt nói. Phương Hạo Thiên vừa nói những lời này xong, hầu như tất cả mọi người ở xung quanh đều sợ hãi. Không ít người chào Phương Hạo Thiên theo tiêu chuẩn quân đội. Vẻ mặt đám Long Bác và Hoa Diệp nghiêm nghị. Mạc Phàm cũng khẽ nâng mí mắt, lập tức xem trọng Phương Hạo Thiên hơn vài phần. Ông già này có địa vị cao lại vô tư như vậy, đúng là rất hiếm có. Phương Thế Phong thì như bị sét đánh, trong mắt đều là tuyệt vọng. Anh ta bị cởi quân trang còn chưa tính, lão gia tử còn giao anh ta cho Mạc Phàm xử trí. Chuyện này cũng không sao, vậy mà lão gia tử còn bảo mọi người đề phòng ngăn ông ta ra tay. Như vậy anh ta đâu còn là thái tử gia. Mà giống như một binh lính bình thường ở Kiêu Long, sao có chuyện này được? Chỉ trong phút chốc, vẻ hung dữ xuất hiện trên mặt anh ta, giống như sói đó nhìn thấy đối thủ một mất một còn của mình. Lão già kia, ông điên rồi à, ông không thấy Phương gia ông chỉ có một đời sau là tôi à, ông giao tôi cho tiểu tử này, không phải là muốn Phương gia tuyệt hậu sao? Phương Thế Phong hung dữ nói. Giọng điệu nói chuyện đâu giống cháu nói với ông nội, rõ ràng là Bạch Nhãn Lang. Thế Phong, cậu điên rồi, dám nói chuyện với ông nội cậu như vậy sao? Sắc mặt Long Bác thay đổi, ông ta tát Phương Thế Phong một cái, tức giận nói. Phương Hạo Thiên gần như đưa hết những thứ tốt nhất cho Phương Thế Phong, vậy mà Phương Thế Phong lại dám nói chuyện với Phương Hạo Thiên như vậy. Nếu không phải Phương gia chỉ còn lại một hậu bối là Phương Thế Phong, những người khác đều hy sinh khi chấp hành nhiệm vụ của Kiêu Long, sao ông ta có thể tha thứ dễ dàng để Phương Thế Phong làm càn ở đây lâu như thế? Ông ta là ông nội tôi sao, ông ta không xứng, nếu ông ta là ông nội của tôi, thì nên giết chết tiểu tử này, mà không phải đối phó tôi với người ngoài, còn cả ông nữa Long Bác, đừng ở đây giả làm người tốt nữa, ông cũng chỉ là con chó tiểu nhân hai mặt bên cạnh lão già kia mà thôi, Phương gia tôi hy sinh vì Kiêu Long nhiều như thế, ông có tư cách gì giáo huấn tôi? Phương Thế Phong nhổ một ngụm đầm máu, kêu lên. Cậu! Long Bác nhíu mày, tay giơ lên nhưng nắm chặt lại. Cuối cùng không ra tay nữa thu tay về. Phương Hạo Thiên ở bên cạnh không có chút biểu cảm, nhưng thất vọng trong mắt khiến ông ta như già đi mấy chục tuổi. Ông ta tưởng rằng đưa Phương Thế Phong đến Nho Môn, có thể khiến Phương Thế Phong tu được chút đạo thánh nhân, ai biết ra khỏi Nho Môn lại thành người như vậy. Ông ta cũng không phản bác, chỉ vẫy tay với Long Bác ý bảo Long Bác lui ra. Mạc tiên sinh, cậu cứ xử trí tùy ý là được. Phương Hạo Thiên hữu khí vô lực nói,
giống như cả nhiễm xương. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Người giống như Phương Thế Phong có nhiều ở tu chân giới lắm. Từ nhỏ được người nhà bao bọc, lớn lên với công lao của tiền bối, thường không có vật cản khiến con đường của bọn họ càng dễ dàng hơn, trái lại dưỡng bọn họ thành ai cũng phải nghe theo lời bọn họ nói. Dần dần có một số chuyện không thuận theo bọn họ, sẽ giống như Phương Thế Phong hiện giờ, lục thân bất nhận, còn không bằng cầm thú. Tuy Phương Hạo Thiên không cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn nhìn ra được Phương Hạo Thiên không muốn Phương Thế Phong bị giết chết. Nể mặt Phương Hạo Thiên, hắn sẽ không giết Phương Thế Phong. Đa tạ Mạc tiên sinh không giết. Trong lòng Phương Hạo Thiên vui vẻ, cúi người với Mạc Phàm nói đầy cảm kích. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Mạc Phàm, đứa cháu này của ông ta đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng nếu Mạc Phàm ra tay mà nói, ông ta sẽ cởi quân trang liều mạng ra cũng phải cứu Phương Thế Phong, ai bảo ông ta là ông nội của Phương Thế Phong. Không ngờ đứa cháu nội của ông ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, vậy mà Mạc Phàm không giết. Nhưng tu vi và bạn sinh hồn không có lợi ích gì với anh ta, đừng nên có thì hơn. Hắn có thể không giết Phương Thế Phong, nhưng không phải sẽ không trừng phạt. Hắn vừa nói xong ngón tay khẽ búng, một quang điểm màu đỏ bay về phía Phương Thế Phong. Không, tiểu tử, cậu dám phế tu vi của tôi, nho môn chúng tôi sẽ không tha cho cậu. Phương Thế Phong giận dữ hét. Anh ta đã không có địa vị ở Kiêu Long, nếu như ngay cả tu vi và bạn sinh hồn cũng không còn, sẽ hoàn toàn thành phế nhân, ngay cả tông môn ẩn thế cũng không vào được. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, quang điểm màu đỏ vẫn tiến vào trong cơ thể Phương Thế Phong, hỏa diễm lập tức dấy lên trên người anh ta. Dưới hỏa diễm, khí tức tiên thiên tông sư trên người Phương Thế Phong nhanh chóng xuống dốc không phanh. Phương Hạo Thiên, ông cũng có thể liên lạc với Nho Môn đúng không? Ông nói với bọn họ, người phế tu vi của đệ tử Nho Môn là Mạc Phàm tôi. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Nho Môn thì thế nào, Nho Môn tới một người, hắn sẽ thu thập một người. Chỉ cần Nho Môn không giao Dạ Vô Nhai, hắn sẽ hạ chiến thư tiếp theo với Nho Môn. Chuyện này, được rồi, tôi sẽ tự mình chuyển lời cho Nho Môn. Phương Hạo Thiên do dự một lát, vẫn nói. Hắn đáp, ý niệm vừa động, trên năm ngón tay giấy lên ngọn lửa ngũ sắc biến thành năm chữ kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hình ly hồn chú. Một tay hắn ấn lên đan điền của Phương Thế Phong. Âm thanh tí tách, vang lên. Giống như cắm năm nén nhang lên trên thịt, khói xanh lập tức bốc lên, mùi thịt khét tỏa ra. Tay Mạc Phàm kéo về sau, vòng xoáy ngũ sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bạn sinh hồn trong cơ thể Phương Thế Phong được kéo rời khỏi cơ thể dưới lực của vòng xoáy này. Phương Thế Phong có cảm giác như linh hồn mình bị hút cạn, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Bốn bạn sinh hồn chỉ hơi vùng vẫy đã bị hút ra, biến mất trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Sắc mặt Phương Thế Phong trắng bệch, giống như không có xương cốt sụi lơ trên đất. Mạc Phàm, đợi tôi lấy lại được tu vi, tôi nhất định phải giết cậu, tôi nhất định. Phương Thế Phong hữu khí vô lực lẩm bẩm. Đợi anh có thể tu luyện rồi nói sau. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Hắn không chỉ lấy bạn sinh hồn trên người Phương Thế Phong, còn phong ấn đan điền của anh ta. Trừ phi Phương Thế Phong có thể giải trừ phong ấn của hắn, nếu không không thể tu luyện. Ở trên địa cầu, người có thể giải phong ấn của hắn còn chưa sinh ra. Phương Hạo Thiên thấy Mạc Phàm trừng phạt xong rồi, vội vàng bảo người mang Phương Thế Phong rời đi. Mạc Phàm cũng không quan tâm, tiếp tục chuyện lúc trước. Hắn đến từng phòng cách ly, đều vẽ một trận pháp chữa trị huyết độc cho bác sĩ lúc trước. Để tất cả mọi người ở trong phòng cách ly 3 phút, huyết độc trên người những người bị nhiễm mà chưa phát tác sẽ được thanh trừ. Nếu người kia tiến vào trận pháp này thì trận pháp sẽ bị hủy, cứ ném thẳng người kia vào nồi hơi là được. Mạc Phàm an bài. Vì sao lại phải như vậy? Hoa Diệp tò mò hỏi. Có thể hủy trận pháp này, thì là ngọn nguồn của huyết độc. Mạc Phàm giải thích. Chắc là người kia không ở trong Kiêu Long đâu. Phương Hạo Thiên xen miệng vào. Không có ở đây cũng không sao, tôi sẽ tìm được người đó, rồi diệt tên đó. Mạc Phàm lấy huyết độc thu được lúc trước ra, nghiêm túc nói. Đã có người cầm huyết độc, vẫn nên diệt trừ thì hơn. Vậy làm phiền Mạc tiên sinh rồi. Đám Long Bác cùng ôm quyền nói. Nhấc tay chi lao mà thôi, không biết đã có tin tức người tôi muốn tìm chưa? Vào, Mạc Phàm hỏi, đúng lúc này,
một chiến sĩ vội vàng tiến vào. Lão đại, cô gái tên Tiểu Lan ông bảo tôi tìm đã tìm được rồi. Mạc Phàm nhướng mày nhìn chiến sĩ vừa đi vào kia. Ở đâu? Thiên nhãn của Kiêu Long đúng là danh bất hư truyền, vậy mà tìm được Tiểu Lan trong thời gian ngắn như thế. Phải biết rằng Tiểu Lan chưa chắc đã ở trong Hoa Hạ, cho dù ở trong Hoa Hạ mênh mông rộng lớn như vậy, không dễ tìm được một người. Chiến sĩ kia liếc mắt nhìn đám Long Bác một cái, lộ ra chút do dự. Nói đi, đây là Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Long Bác nói. Trong mắt chiến sĩ kia hiện lên chút khác thường, nói tiếp. Dựa vào kết quả thiên nhãn tìm kiếm, Tiểu Lan cô nương bị vương tử Carter của thần điện mang khỏi chúng thần sơn thông qua ám hắc truyền tống môn. Carter. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên sắc bén. Hắn vốn suy đoán Tiểu Lan không ở trong tay Dạ Vô Nhai, mà ở trong tay Carter, bởi vì chỉ có hai người trốn khỏi chúng thần sơn. Bây giờ Carter ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Carter ở đâu chúng tôi không biết, nhưng hiện giờ Tiểu Lan cô nương và Carter không ở cạnh nhau, Tiểu Lan cô nương được Carter đặt trong cửa địa ngục. Sĩ binh kia nói. Cửa địa ngục, là cửa địa ngục nào? Sắc mặt Hoa Diệp thay đổi, hỏi lại. Trên địa cầu không chỉ có một cửa địa ngục, ở Đạt Ngõa Chát có một cửa địa ngục quanh năm phun trào ngọn lửa nóng rực, ngọn lửa huyết sắc giống như lửa địa ngục, chui từ dưới đất ra nuốt toàn bộ. Ở Thanh Hải Hoa Hạ cũng có một nơi tia chớp như kiếm khí huyết sắc đánh xuống bất cứ lúc nào, cả người lẫn vật đi vào chỉ có đường chết. Trừ chuyện đó ra, còn có một số cửa địa ngục phóng khí độc, hàn băng và lực lượng đặc biệt khác. Bình thường không có ai dám đi vào những nơi này, bởi vì đi vào nơi này như đi vào địa ngục, đến gần tử vong. Cho dù là cao thủ Tiên Thiên Tông Sư và Thần Cảnh, cũng sẽ không tiến vào cửa địa ngục dễ dàng. Hẳn là cửa địa ngục ở núi Côn Luân đúng không? Sắc mặt Long Bác khó coi, nói. Thiên nhãn ở gần Đông Nam Á thì rất chính xác, nhanh như vậy đã tìm được Tiểu Lan, chắc chắn Tiểu Lan ở Đông Nam Á. Hơn nữa cửa địa ngục ở núi Côn Luân là một nơi vô cùng đặc biệt. Nếu Carter để Tiểu Lan ở cửa địa ngục, vậy chỉ có thể là cửa địa ngục ở núi Côn Luân, được xưng là nơi tác thánh bồn tử vong. Đúng vậy. Viên sĩ binh kia gật đầu nói. Là nơi này thì phiền phức rồi. Phương Hạo Thiên trầm ngâm nói. Nơi này rất nguy hiểm sao? Mạc Phàm tò mò hỏi. Nếu Carter để Tiểu Lan ở đây, chắc chắn dụng tâm kín đáo. Trước đây ở đó từng có một tông phái vô cùng nổi tiếng, được vô số người thờ phụng, sau khi tông phái kia biến mất, chỗ này cũng thành một vùng địa ngục, chỉ có người dị năng có không gian khiêu dược như Carter mới ra vào được. Sắc mặt Phương Hạo Thiên nghiêm trọng nói. Tông môn gì? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu Nhất Tộc. Phương Hạo Thiên nói. Vậy mà tông môn này thực sự tồn tại. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút dị sắc nói. Theo truyền thuyết trên núi Côn Luân có Tây Vương Mẫu Nhất Tộc, không ngờ truyền thuyết này là thật. Tông phái này tồn tại từ thời thượng cổ, thậm chí có thể trước cả hoàng đế, tông phái tồn tại từ thời thượng cổ này trải qua một trận ác chiến đã biến mất hoàn toàn trên núi Côn Luân. Thánh bồn tử vong cốc này là chiến đấu năm đó để lại, bên trong vô cùng hung hiểm, nhất là trong cửa tử vong, ngay cả thần cảnh đều chết ở bên trong. Phương Hạo Thiên nói, những nơi nguy hiểm này đều nằm trong phạm vi bọn họ tra xét, tránh cho bên trong cất giấu thứ gì đó nguy hiểm. Cho dù mỗi lần bọn họ phái người đến đó có chuẩn bị vạn toàn đề phòng bất chắc, nhưng đều không thể trở về đầy đủ. Cho dù là ông ta cũng chỉ có thể đi quanh cửa địa ngục, không dám xâm nhập. Lúc thực lực của ông ta mạnh hơn chút, có một giáo chủ tà giáo cùng đường trốn vào bên trong, ông ta mang theo đám Long Bác đi vào đuổi bắt, cuối cùng dưới lôi điện huyết sắc ở cửa địa ngục, ông ta đành phải dẫn đám Long Bác về, những người khác đều chết ở bên trong, chính ông ta cũng bị thương không nhẹ, dưỡng thương rất lâu mới hồi phục. Bên trong cửa địa ngục đã không thể dùng khủng bố để hình dung, cho dù bây giờ nghĩ lại tia chớp huyết sắc trong cửa địa ngục, ông ta vẫn còn sợ hãi. Cụ thể cửa địa ngục này ở nơi nào? Mạc Phàm trầm ngâm một lát nói. Mạc tiên sinh muốn tới cửa địa ngục cứu cô nương kia sao? Đây tuyệt đối là bẫy, Carter đặt Tiểu Lan cô nương vào đó là để cậu mạo hiểm đi vào. Vẻ mặt đám Phương Hạo Thiên sửng sốt, Hoa Diệp trong ba người vội vàng hỏi, Hoa Diệp nói không sai, với thực lực của vị cô nương kia khó mà sống sót ở cửa địa ngục, chắc chắn được Carter dùng lực không gian bảo vệ. Cậu vừa đến đó, có khả năng sẽ là lúc cô nương kia Hương Tiêu Ngọc Phấn. Long Bác nghiêm túc nói. Tôi biết,
các ông nói địa chỉ cho tôi biết là được rồi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, không do dự nói. Carter đặt Tiểu Lan ở nơi này, rõ ràng là muốn dẫn hắn qua đó, sao hắn lại không biết chuyện này? Nhưng sao hắn có thể vì không muốn rơi vào cạm bẫy của Carter mà bỏ mặc Tiểu Lan, hắn không thể làm được chuyện này. Một tử địa mà thôi, đi xem nơi đó có thể làm gì hắn. Ngoài ra theo truyền thuyết Tây Vương mẫu nhất tộc có cây bàn đào, không biết tới đó có hay không, có khác với cây bàn đào ở tu chân giới không đây? Chuyện này, trên mặt đám Phương Hạo Thiên tràn đầy do dự. Mạc Phàm cứ cố chấp như vậy, chắc chắn sẽ giống với ý nguyện của Carter. Nhưng ba bọn họ có thể khuyên được Mạc Phàm sao? Một lát sau, Phương Hạo Thiên khẽ thở dài, lấy quả cầu thủy tinh cỡ quả đấm ra. Ông ta ném quả cầu thủy tinh lên không trung, tạo một pháp ấn đánh vào bên trong. Trên quả cầu thủy tinh chớp lóe hào quang, một vùng biển rộng mênh mông xuất hiện trước người bọn họ, trên mặt biển có một số chiến hạm. Cửa địa ngục thánh bồn. Phương Hạo Thiên khẽ quát. Biển rộng mênh mông nhanh chóng lùi về sau. Rất nhanh liền biến thành một nơi được núi tuyết vần quanh. Xung quanh bồn địa này đều là tuyết trắng, nhưng bên trong bồn địa là hai màu, màu đỏ và màu đen tạo thành thế giới hỗn độn. Nơi hỗn độn màu đen và màu đỏ nửa này nửa nọ kia là cửa địa ngục. Phương Hạo Thiên chỉ một vùng đất nói. Mạc Phàm nhìn vùng đất hỗn độn kia, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn nhiều. Hắn không hề xa lạ với pháp bảo của Phương Hạo Thiên, là một thứ tên Sơn Hà Kính. Giống như phần mềm bản đồ trên di động, bên trong có toàn bộ Sơn Hà địa lý trong ở một phạm vi nào đó, chỉ là cao cấp hơn phần mềm di động nhiều, không những có hư ảnh 3D cụ thể, còn hiện một số nơi được trận pháp bảo hộ. Ở tu chân giới, gần như mỗi tu sĩ đều có pháp khí tương tự trong tay. Cửa địa ngục này chỉ có một vùng hỗn độn trên Sơn Hà Kính, điều này làm ý nghĩa nơi này không tầm thường, cho dù đi vào kiểm tra cũng không thể phát hiện ra. Carter để Tiểu Lan ở một nơi như vậy, đúng là đáng chết. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, nhanh chóng ghi nhớ cảnh vật xung quanh cửa địa ngục, liền rời khỏi Kiêu Long. Đi xem nơi trong truyền thuyết thôi nào. Mạc Phàm rời khỏi Kiêu Long không lâu. Sơn ngoại sơn, ở Nho Môn trên ngọn núi cắm thẳng vào tầng mây. Thư sinh mặc đồ trắng kia lại xuyên qua biển mây, đi lên đỉnh núi. Sư phụ, Tần sư muội đã trở về. Người đàn ông thản nhiên nói. Tần Vô Nhai vốn đang uống rượu, tay cầm chén rượu hơi dừng lại, trong đôi mắt thế sự xoay vần chớp lóe sắc bén. Con bé xảy ra chuyện phải không? Đúng vậy. Thư sinh mặc đồ trắng khẽ gật đầu. Bàn tay anh ta vung lên, một đạo bạch quang bay từ trong ống tay áo anh ta ra. Bạch quang nhanh chóng biến to, biến thành cao cỡ một người mới dừng lại. Hào quang thu lại, lộ ra thứ gì đó được giấu ở bên trong. Đây là một khối đá thủy tinh to, cao khoảng chừng một người, toàn thân sáng trong không có một chút tạp chất, thông qua một bên có thể nhìn thấy bên kia. Giữa đá thủy tinh này, hai mắt Tần Tịch Nhiên nhắm chặt nằm bên trong. Áo bào trắng trên người cô ta có mấy vết thương, mái tóc dài tới eo hơi lộn xộn khẽ bay theo gió núi, nhưng dáng vẻ chật vật này càng khiến cô ta xinh đẹp hơn. Cô ta nắm thật chặt nhân thư trong Tam Thánh Thư trong tay. Trong mắt Tần Vô Nhai lóe lên tử quang. Nhìn Tần Tịch Nhiên bị phong trong thủy tinh, quần áo hơi lộn xộn một lát, không chỉ không ra tay, trái lại nhíu mày chặt hơn. Tay cầm chén rượu của ông ta hơi dùng lực, trái lại chén rượu trong tay không sao. Nhưng mà, rầm một tiếng thật to, giống như là có núi lở. Một ngọn núi nhỏ trực tiếp sụp đổ, giống như bị người ta bóp nát ở trong liên tục, một đám mây bay dập dờn ra bốn phía. Sắc mặt thư sinh mặc đồ trắng này hơi đổi, lập tức khôi phục như thường. Sư phụ, hẳn là Tần sư muội bị người ta dùng châm pháp phong ấn, chẳng lẽ với thực lực của sư phụ cũng không giải được sao? Sư phụ anh ta nhìn một lát nhưng không ra tay giải phong ấn trên người sư muội anh ta, chắc chắn là không có biện pháp giải nó. Tên Mạc Phàm này giỏi thật, phong ấn này còn cao minh hơn sư phụ nghĩ một chút, xem ra chỉ có thể giải từ bên trong, không thể giải từ bên ngoài, nếu không Tịch Nhiên sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Tần Vô Nhai lạnh giọng khen. Ông ta định giải phong ấn này, ai biết không thể nào ra tay, gần trăm năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trên mặt thư sinh mặc đồ trắng lộ vẻ lúng túng, hỏi. Sau khi thấy Tần sư muội bị phong ấn, anh ta thử giải phong ấn này nhưng không thành công, mới đến đây. Không cần phải gấp,
không cần chúng ta giải phong ấn này, cho dù trên người Tịch Nhiên có thương tổn, nhưng không có gì đáng ngại, con bé cũng đang có ý định giải phong ấn này, với tu vi của Tần Tịch Nhiên, giải phong ấn này từ bên trong chỉ là vấn đề thời gian. Tần Vô Nhai khinh thường nói, có cần con dẫn người tới Giang Nam, giáo huấn tiểu tử kia không? Thư sinh mặc đồ trắng nheo mắt lại hỏi. Mạc Phàm hủy đi Long Hoa hội được nho môn bọn họ nâng đỡ ở thế tục, đoạt chí bảo của nho môn bọn họ, ngay cả Tiêu Giao Tử và Tần Tịch Nhiên đi giáo huấn Mạc Phàm đều không công mà lui, một người bị phong ấn trong tiên mộ, một người bị phong ấn trong đá thủy tinh. Nếu bọn họ còn không cho Mạc Phàm chút sắc mặt, sẽ khiến người ta nghĩ nho môn bọn họ là quả hồng mềm. Không cần, một tiểu tử thế tục mà thôi, không đến mức để trưởng môn tương lai của nho môn phải ra tay, bảo thần sứ đi xử lý đi. Tần Vô Nhai nói với vẻ khinh thường. Sư phụ, người xem nhân thư trước đã. Thư sinh mặc đồ trắng cũng không sốt ruột, nói. Hửm. Trong mắt Tần Vô Nhai chớp lóe tử quang, một tay vươn về phía đá thủy tinh phong ấn Tần Tịch Nhiên. Trên nhân thư trong tay Tần Tịch Nhiên chớp lóe hào quang rồi biến mất không thấy, khi xuất hiện đã đến tay ông ta. Nhân thư vừa tới tay ông ta, bỗng nhiên chấn động lên. Ngay sau đó nhân thư rời khỏi tay Tần Vô Nhai, mở ở trong không trung. Người làm nhục Mạc gia tử, địch Mạc gia vong, phạm Mạc gia trời tru đất diệt. Mấy chục chữ vàng rồng bay phượng múa bay từ trong ra, trôi nổi trên không trung, tràn đầy chiến ý phả vào mặt. Vừa rồi vẻ mặt Tần Vô Nhai còn lạnh nhạt, lúc này trở nên phát lạnh. Ông ta không cho thư sinh mặc đồ trắng đi đối phó Mạc Phàm, là vì cảm thấy Mạc Phàm không đủ tư cách. Dù sao thư sinh mặc đồ trắng là trưởng môn tương lai của nho môn, Mạc Phàm lợi hại mấy, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi đánh bại hai đồ đệ của ông ta mà thôi. Thân phận không tương xứng, không cần thiết phải ra tay, để thần sứ phụ trách xử lý chuyện này là được. Ngoài ra nếu thư sinh mặc đồ trắng bị đánh bại, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh vọng của nho môn bọn họ, trưởng môn không thể bại trận. Ai biết Mạc Phàm không chỉ khiến đồ đệ ông ta thương yêu nhất bị thương, còn lấy nhân thư của nho môn bọn họ làm chiến thư, tặng lại nhân thư. Thật to gan. Tần Vô Nhai hơi híp mắt, lạnh lùng nói. Ông ta sống lâu như vậy, đã rất ít thấy người liều lĩnh như thế, Mạc Phàm tuyệt đối là loại người đó. Sư phụ, lá gan của tiểu tử này không chỉ lớn như vậy. Thư sinh mặc đồ trắng giống như đã dự đoán được sẽ như vậy, nói tiếp. Còn gì nữa, con nói cho sư phụ nghe xem. Tần Vô Nhai khẽ nâng mí mắt, tò mò nói, vừa rồi Phương Hạo Thiên của Kiêu Long truyền tin tới, sư đệ Phương Thế Phong bị Mạc Phàm phế bỏ tu vi, bạn sinh hồn cũng bị Mạc Phàm rút đi, tin này là Mạc Phàm ra lệnh cho Phương Hạo Thiên nói cho chúng ta. Thư sinh mặc đồ trắng nói tiếp. Tần Vô Nhai nhíu mày, không chỉ sắc mặt ông ta khó coi, biển mây tuyết trắng cũng lập tức biến thành màu đen, đen như mực, xung quanh nhanh chóng tối lại. Khiến lực lượng trên bầu trời thay đổi theo, đè ép xung quanh. Dưới biển mây, đệ tử nho môn và tông môn ẩn thế khác ở gần đó đều cảm nhận được thay đổi trên bầu trời, sắc mặt đều thay đổi. Sao lại thế này? Ai phóng thích thực lực của mình thế? Có người kinh ngạc hỏi. Ở trên biển mây ngoại trừ vị kia của nho môn, còn có thể là ai? Vị kia đã ở trên biển mây mấy chục năm rồi, vậy mà người nào khiến ông ta tức giận lớn như thế? Chuyện này, mọi người đều khiếp sợ và suy đoán. Xung quanh chỉ tối sầm lại, rồi khôi phục ngay lập tức. Lá gan của tiểu tử này không phải lớn bình thường. Tần Vô Nhai chậm rãi nói. Mong sư phụ chấp thuận, để con rời núi mang tiểu tử kia về nho môn. Thư sinh mặc đồ trắng ôm quyền nói. Quả thật thần sứ có thể giải quyết vấn đề này, nhưng Mạc Phàm khiêu khích uy nghiêm của nho môn bọn họ nhiều lần, vẫn nên tự mình ra tay giải quyết thì hơn, nếu không sẽ khiến người ta nghĩ nho môn bọn họ có thể bắt nạt dễ dàng. Tần Vô Nhai không lập tức đồng ý, mà hỏi. Bây giờ tiểu tử kia ở nơi nào, con biết không? Trước khi con lên núi, Phương Sư Đệ bảo người ta truyền tin cho con, có lẽ bây giờ tiểu tử kia đang tới cửa địa ngục ở Côn Luân, đi cứu một nha đầu của Dạ gia. Thư sinh mặc đồ trắng nói. Cửa địa ngục, nói tin tức này cho Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc, sau đó sư phụ sẽ xuống núi. Giọng nói của Tần Vô Nhai âm u, chậm rãi đứng dậy. Ông ta nhìn thoáng qua Côn Luân, lạnh lùng nói. Ông ta ở trên biển mây, không màng chuyện đời đã gần trăm năm. Vốn định ở đây lĩnh ngộ thiên địa nhân hợp nhất đại đạo,
không ngờ Nho Môn bị một tiểu tử chưa tới 20 tuổi khinh thường như thế. Vậy ông ta phải xuống núi một chuyến xem, ông ta không xuất hiện trăm năm còn bao nhiêu người nhớ Tần Vô Nhai này, tiểu tử này có tư cách gì khiêu chiến với Nho Môn ông ta? Ông ta vừa nói xong lập tức đi xuống núi. Sóng gió lập tức nhấc lên ở sơn ngoại sơn. Tin tức Tần Vô Nhai xuống núi mới truyền ra không lâu, trong một giáo đường ở Vân Châu, dưới tượng thần thiên sứ to lớn. Carter mặc tây trang màu trắng, hai tay anh ta cho vào trong túi, nhìn thiên sứ trông rất sống động đến xuất thần. Rất lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc áo tế đi đến, đứng sau lưng cách Carter một thước thì dừng lại. Vương tử điện hạ, chúng tôi vừa nhận được tin tức, trưởng môn Tần Vô Nhai của Nho Môn, thái thượng trưởng lão Côn Bằng của Long Tổ, thái thượng trưởng lão Quỷ Vô Tà của Quỷ Cốc, linh vũ tiên tử Băng Đồ sư phụ của Ân Tố Tố đã rời khỏi tông môn ẩn thế, đích đến là cửa địa ngục Côn Luân. Người đàn ông trung niên này đặt tay phải lên ngực trái, cúi người nói. Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tà và Băng Đồ, đúng là những cái tên khiến người ta sợ run lên, nếu bọn họ đều xuống núi, như vậy tên tiểu tử kia đã tìm được nha đầu đó rồi. Carter hơi nhếch miệng cười nói. Không chỉ bốn bọn họ, nghe nói thần sứ quản lý tông môn ẩn thế cũng sẽ có mặt, nếu không phải Mạc Phàm tìm được nha đầu Dạ Gia, những người này sẽ không đi tới cửa địa ngục, dù sao nơi đó là cấm địa của Hoa Hạ, cho dù năm người bọn họ có thực lực kinh người, cũng sẽ không đến đó. Người đàn ông trung niên kia cười nói. Thần sứ. Carter nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Thần sứ là một người vô cùng đặc biệt, người này không thuộc bất luận môn phái nào ở trong tông môn ẩn thế. Nhưng thân phận cao hơn bất luận một ai ở trong đó. Có người nói ông ta là người của thiên ngoại thiên phái tới, cũng có người nói ông ta là một kỳ nhân ở thế tục vào tông môn ẩn thế, chỉ dùng 7 ngày ngắn ngủi đánh bại tất cả cao thủ kỳ nhân trong tông môn ẩn thế, cuối cùng được tông môn ẩn thế tôn sùng là khách quý, cũng có người nói thần sứ là một trích tiên, mang theo mệnh lệnh đặc biệt đến. Tóm lại thần sứ đều bí ẩn như các thế lực khác ở tông môn ẩn thế, cường đại mà thần bí. Mạc Phàm kinh động đến cả thần sứ, chuyện này càng thú vị hơn anh ta nghĩ rồi. Xem ra người của bá tước tinh hồng còn có chút tác dụng. Carter mỉm cười nói. Thần điện có vô số cơ sở ngầm ở Hoa Hạ, chuyện bá tước tinh hồng cho người giả mạo tông môn ẩn thế ám sát người Mạc gia, cuối cùng những người này nảy lòng tham trái lại đuổi bắt Tần Tịch Nhiên, sao có thể thoát khỏi mắt anh ta. Anh ta vốn khinh thường cách làm như vậy, không ngờ hiệu quả lại tốt đến thế. Không chỉ khiến Tần Vô Nhai xuống núi, ngay cả thần sứ đều xuất hiện. Chút chuyện mà bá tước tinh hồng làm, sao có thể so được với vương tử điện hạ. Người đàn ông kia cười nịnh nọt nói. Vương tử bọn họ chỉ dùng một tiểu nha đầu, dụ được Mạc Phàm và cao thủ tông môn ẩn thế Hoa Hạ đến nơi nguy hiểm. Nếu không có vương tử điện hạ bọn họ, việc làm của bá tước tinh hồng không có tác dụng gì. Bây giờ thì hay rồi, bọn họ hoàn toàn có thể ngồi yên nhìn hổ đấu. Xem Mạc Phàm và tông môn ẩn thế đều bị tổn hại, sau đó tiễn những người này xuống địa ngục ở cửa địa ngục. Không thể nói vậy được, đám bá tước tinh hồng rất lợi hại, dù sao ông ta sống mấy trăm năm rồi. Carter cười nói. Tuy anh ta nói như vậy, nhưng khi nói chuyện trong mắt đều là đắc ý, giống như vui vẻ vì trí thông minh của mình. Vương tử điện hạ dạy rất phải, cho dù thế nào, nếu đám Mạc Phàm bị cửa địa ngục nuốt hết, chúng ta sắp tiến vào Hoa Hạ được rồi. Người đàn ông kia hơi kích động nói. Nếu Mạc Phàm và đám thần sứ, Tần Vô Nhai của tông môn ẩn thế chết hết, còn ai có thể bảo vệ Hoa Hạ, còn ai có thể ngăn bước chân của bọn họ? Ha ha, ông nghĩ bọn họ quá yếu rồi, cửa địa ngục vô cùng nguy hiểm, nhưng muốn dựa vào cửa địa ngục diệt trừ hoàn toàn đám cao thủ này thì rất khó khăn. Carter lắc đầu nói. Tuy cửa địa ngục nguy hiểm, nhưng dù sao chỉ là một chiến trường thời cổ, so với cửa địa ngục. Đám Mạc Phàm càng đáng sợ hơn, cửa địa ngục chỉ khiến tỷ lệ đám Mạc Phàm chết càng cao hơn chút thôi. Nếu cửa địa ngục không diệt được đám Mạc Phàm, vì sao vương tử lại dụ bọn họ vào trong cửa địa ngục, mà không phải dụ tới một nơi có cạm bẫy lớn hơn? Người đàn ông kia cảm thấy khó hiểu hỏi. Carter vươn một tay ra, một ly rượu vang xuất hiện trong tay anh ta, tươi cười thần bí xuất hiện trên mặt. Hô hô, không có cạm bẫy nào tốt hơn cửa địa ngục Côn Luân rồi. Người đàn ông kia nhíu mày, vẻ mặt càng mờ mịt. Ý của vương tử điện hạ là, cửa địa ngục không thể tiêu diệt đám Mạc Phàm, nhưng nếu cửa địa ngục mở ra, lửa địa ngục sẽ phun từ bên trong ra,
thần lôi đại biểu cho lực thẩm phán trên bầu trời sẽ giáng xuống, phá hủy luôn cả cửa địa ngục, như vậy cho dù tiểu tử Mạc Phàm và tông môn ẩn thế mạnh tới mấy, còn có thể sống sót sao? Carter uống một hơi cạn sạch ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Người đàn ông kia cũng nhướng mày, lập tức hiểu rõ ý của Carter, tươi cười xuất hiện trên mặt ông ta. Nếu là như vậy, cho dù bọn họ là thần tiên phương Đông cũng khó tránh khỏi tai họa rồi, phải không Vương tử điện hạ? Nếu như vậy mà vẫn có người chạy thoát được, vậy tôi không còn biện pháp nào rồi. Carter lắc ly rượu vang, cười nhạt nói. Lúc trước anh ta rất khinh thường Mạc Phàm và tông môn ẩn thế, một người chỉ là mới phất lên, còn lại là cuồng đồ nghĩ rằng mình là tiên nhân, nhưng ở Hoa Hạ một thời gian, Mạc Phàm và tông môn ẩn thế cho anh ta không ít bất ngờ, nhất là Mạc Phàm. Cửa địa ngục đã là vũ khí mạnh nhất của anh ta rồi, nếu như vậy vẫn không diệt trừ được Mạc Phàm và tông môn ẩn thế, anh ta chỉ có thể cam chịu số phận rồi. Vương tử điện hạ yên tâm, loại tình huống đó không có khả năng xảy ra đâu. Người đàn ông khinh thường nói. Ha ha, đúng rồi, bây giờ Mạc Phàm ở đâu? Carter xoay người lại hỏi. Cậu ta rời khỏi Kiêu Long cũng không đi thẳng tới cửa địa ngục, không biết vì sao lại tới một vùng hải vực khác. Người đàn ông kia cảm thấy khó hiểu nói. Đến một vùng hải vực khác sao? Carter khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt chớp lóe tinh quang liếc người đàn ông này một cái. Đúng vậy. Người đàn ông gật đầu. Carter nhíu mày. Rất nhanh lại khôi phục như thường. Tôi biết rồi, ông lập tức đến chỗ bá tước tinh hồng, nói với bọn họ có thể đến cửa địa ngục rồi, săn bắn sắp bắt đầu rồi. Vương tử điện hạ, không cần quan tâm tên tiểu tử Mạc Phàm kia sao? Người đàn ông trung niên kia hơi sửng sốt, tò mò hỏi. Mạc Phàm là mấu chốt của cạm bẫy này, nếu Mạc Phàm không tới cửa địa ngục, vậy tất cả chuyện bọn họ làm đều trở nên vô nghĩa rồi. Bây giờ đi thông báo cho bá tước tinh hồng. Có phải hơi sớm rồi không? Cứ kệ cậu ta đi, với tính cách ngu ngốc của tiểu tử Hoa Hạ, ông cảm thấy cậu ta sẽ bỏ mặc không cứu nha đầu Hoa Hạ kia à? Carter hơi nhếch miệng, vô cùng tự tin nói, giống như hiểu rất rõ về Mạc Phàm. Tôi biết rồi, Vương tử điện hạ, tôi sẽ lập tức đi làm. Người đàn ông cúi đầu với Carter, rời khỏi giáo đường. Trong một vùng hải vực ở biển Đông cách Giang Nam không xa, gợn sóng rất mãnh liệt. Mạc Phàm đạp sóng mà đi, mỗi khi đến một nơi, gợn sóng ở đó sẽ biến mất, biến thành mặt hồ vô cùng yên bình, mặc cho hắn dẫm lên. Không lâu sau, Mạc Phàm đứng ở một nơi bốn phía đều là vòng xoáy. Ngao Sương, còn không ra gặp tôi. Hắn khẽ quát một câu, chân dẫm mạnh xuống, gợn sóng dập dờn từ dưới chân hắn ra xung quanh. Gợn sóng đến chỗ nào, những vòng xoáy này lập tức cuốn lấy lượng lớn nước biển lên trên trời. Chỉ trong phút chốc, gần mặt biển giống như long hấp thủy, cột nước xoay tròn trong trời đất, ở phía xa cũng có thể thấy được. Trên mặt biển, một số thuyền đánh cá ở gần bên này nhìn thấy những cột nước này, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như nhìn thấy quái vật biển, vội vàng lái ra xa cột nước này, không dám dừng lại nghỉ chút nào, thậm chí có một số thuyền không thèm kéo cá lên. Không lâu sau, ở không xa trước người Mạc Phàm có một vùng gợn sóng nổi lên, một cột nước hình người xuất hiện trong gợn sóng. Cột nước tán đi, lộ ra bóng dáng Ngao Sương. Lúc này Ngao Sương mặc váy ngủ màu bạc, vạt áo mở rộng ra, mảng lớn tuyết trắng không kiêng nể gì lộ trước mặt Mạc Phàm, đai lưng bên hông càng khiến dáng người cô lộ rõ hơn, nên lồi thì lồi, nên cong thì rất cong, hai chân thon dài cũng lộ ra hơn nửa, cô đi chân trần, bàn chân tuyết trắng dẫm lên trên mặt nước. Có thể là vì mới tỉnh ngủ, trên mặt cô ngoại trừ bất mãn vì bị đánh thức còn có lười biếng. Tiểu tử, gọi bản công chúa tới đây làm chi, không biết muốn gặp bản công chúa phải hẹn trước à, quấy rầy mộng đẹp của bản công chúa, có tin bản công chúa giết cậu như giết hai người cậu đưa tới lúc trước không? Ngao Sương không vui nói, nhưng không có ý ra tay. Lúc trước có hai người xuất hiện ở tẩm cung của cô, có thể làm được chuyện này ở Giang Nam, chỉ có tên gia hỏa Mạc Phàm mà thôi. Tuy cô mặc quần áo đi ngủ, nhưng ném hai người đàn ông xa lạ dơ bẩn vào trong tẩm cung của cô. Giống như ném hai con heo vào trong khuê phòng của con gái, là ai cũng sẽ tức giận. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời Ngao Sương nói, trong mắt chớp lóe lam quang đánh giá Ngao Sương. Ngao Sương thấy Mạc Phàm nhìn như vậy, cúi đầu nhìn thấy ngực lộ ra mảng lớn, cô ta vội vàng giơ tay che ngực mình, trong chớp mắt khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ tới mang tai, dáng vẻ điêu ngoa, thẹn thùng lại càng đáng yêu.
Đồ lưu manh, phụ vương tôi luôn gọi cậu là Mạc tiên sinh, không ngờ cậu không khác gì đám nhân loại cấp thấp, dám nhìn lén bản công chúa khoét mắt cậu. Ngao Xương hung dữ nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, lam quang trong mắt chớp lóe rồi biến mất. Nếu hắn muốn nhìn cơ thể Ngao Xương, tay Ngao Xương không thể che lại được, thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn Ngao Xương sẽ tự mình cởi hết cho hắn nhìn, còn bày ra đủ loại tư thế chọc người, vốn dĩ không cần phải nhìn lén. Xem ra yêu đan của bát kỳ đại xà được cô tiêu hóa không tệ, không lâu sau, cô có thể tăng tới thần cảnh rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Ngao Xương mới nuốt yêu đan của bát kỳ đại xà không lâu, thực lực đã tăng lên gấp đôi, chỉ sợ chưa tới gấp đôi nữa sẽ tiến vào thần cảnh. Mắt Ngao Xương chớp chớp, vẻ mặt hơi sửng sốt, trên khuôn mặt đáng yêu lóe lên vẻ kỳ lạ. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm đang nhìn lén cô, ai biết Mạc Phàm lại nhìn tu vi của cô. Cô tự thấy tư sắc cũng không tệ, vì thế cô luôn lén tham gia tuyển chọn mỹ nữ, không thể nghi ngờ luôn lấy được số một, một tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh như Mạc Phàm lại không nhìn cơ thể cô, mà nhìn tu vi của cô. Chẳng lẽ cô kém Bạch Tiểu Tuyết và Dạ Tình nhiều như vậy, Mạc Phàm ngay cả liếc cô ta một cái cũng không thèm liếc. Nghĩ như vậy, Ngao Xương có kích động muốn điên lên. Khốn nạn, vậy mà cậu không phải nhìn tôi, lại nhìn tu vi của tôi sao? Cô muốn tôi nhìn cô à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Trong chớp mắt khuôn mặt Ngao Xương lại đỏ bừng, bộ ngực nhô cao không ngừng lên xuống, xem ra tức không nhẹ. Ngao Xương tôi không phải ai muốn nhìn cũng có thể nhìn được, có chuyện thì mau nói, không có chuyện gì thì bản công chúa buồn ngủ rồi. Ngao Xương thở hổn hển nói, ước gì có thể lập tức rời khỏi nơi này. Cô đường đường là cung chủ của Long tộc, vậy mà rơi vào hoàn cảnh này. Quả thực cô sắp bị chọc giận bùng nổ rồi. Tất nhiên tôi tìm cô là có chuyện rồi. Mạc Phàm cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Chuyện gì, bản công chúa ngoại trừ ngủ và phụ trách xinh đẹp ra, đều không làm gì, tôi cảm thấy cậu có thể quay về rồi. Ngao Xương bĩu môi, tức giận nói. Đường đường là Long tộc, có biết hô phong hoán vũ, dẫn lôi điện không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười hỏi. Chuyện này mà cần phải hỏi à, đương nhiên là biết. Cậu cảm thấy Giang Nam Mưa quá ít à, có cần tôi làm Giang Nam Mưa một năm không? Ngao Xương liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dỗi nói. Nếu cô không sợ bị tôi bắt làm sủng vật, cô có thể thử xem. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hừ, lá gan đúng là nhỏ, một năm mưa thôi mà, cậu tìm bản công chúa có chuyện gì đây, nói mau, nếu không nói thì bản công chúa quay về ngủ thật đó. Ngao Xương không sợ Mạc Phàm, khinh bỉ nói. Động một tí là dùng bạo lực uy hiếp, đây mà là đàn ông à. Tôi cần cô dẫn chút lôi điện tới, luyện chế một kiện pháp bảo. Mạc Phàm không quanh co lòng vòng với Ngao Xương nữa, nói thẳng. Nghe thấy hai chữ pháp bảo, trước mắt Ngao Xương sáng lên. Phải biết rằng hiện giờ pháp bảo ít đến đáng thương, cho dù cô là công chúa Long tộc có địa vị cao quý cũng chỉ có một kiện pháp bảo phòng thân, đầy đủ để thấy pháp bảo chân quý cỡ nào. Pháp bảo gì? Có phần của tôi không, nếu cho tôi một kiện tôi sẽ giúp cậu. Dáng vẻ Ngao Xương lợn chết không sợ phỏng nước sôi nói. Nếu cô luyện thành công giúp tôi, đợi tôi dùng xong, tôi sẽ tặng nó cho cô. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Pháp bảo thôi mà, người có được tiên khí luân hồi chi lô sẽ để ý một kiện pháp bảo bình thường sao? Ngao Xương thích, tặng cô là được. Thật sao? Ngao Xương nhướng mày, trong mắt hiện lên vui mừng sợ hãi. Xác nhận lại. Đây là một kiện pháp bảo, có vô số nguyên liệu quý hiếm cũng không thể đổi được. Tôi nói sẽ giúp cô tiến vào thần cảnh, tôi có lừa cô không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngao Xương thấy Mạc Phàm không giống nói đùa, lúc này tức giận trên mặt mới tan đi không ít. Tuy Mạc Phàm ngoại trừ tu vi ra thì cũng thường thôi, nhất là không biết thức thời, nhưng quả thật nói rất giữ lời, nói cho cô nội đan bát kỳ đại xà thì cho cô rồi. Một kiện pháp bảo mà thôi, đã muốn khiến bản công chúa cảm động, cậu nghĩ quá đơn giản rồi đó, bản công chúa không phải là loại người như vậy, nếu bản công chúa không muốn, cho dù xếp pháp bảo thành núi cũng vô dụng, bản công chúa sẽ không nhìn lấy một cái, nhưng hôm nay tâm tình bản công chúa tốt, nói đi, pháp bảo mà cậu muốn bản công chúa luyện chế là gì? Ngao Xương mặt dày nói. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, công chúa này đúng là xảo trá. Hắn không để ở trong lòng. Trong mắt chớp lóe phù văn, xung quanh nhanh chóng tối sầm lại.
Ngao Xương nhìn thoáng qua bầu trời với vẻ khinh thường, cả người lập tức sửng sốt, cơ thể không tự chủ được run lên. Chỉ thấy che lấp bầu trời không phải là cái khác, đúng là chúng thần sơn của thần điện. Chuyện này, khốn nạn, pháp bảo mà cậu muốn luyện chế là cái này sao? Ngao Xương run rẩy nói, cô đang thấy kỳ lạ vì sao Mạc Phàm hào phóng như vậy, há miệng là đưa pháp bảo, không ngờ lại luyện chế cái này thành pháp bảo. Không nói đến chúng thần sơn to như vậy, còn là thánh địa của thần điện, Mạc Phàm có thể luyện chế thành pháp bảo được không, cho dù luyện thành cô cũng không cần, cầm thứ này thì đợi người của thần điện tới quấy rầy mỗi ngày đi. Thế nào, không thể sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Carter để Tiểu Lan ở cửa địa ngục, hắn định chém chúng thần sơn ra thành mảnh, rồi ném vào trong nham thạch nóng chảy ở tâm trái đất. Nhưng hắn nghĩ một lát, vẫn từ bỏ ý định này. Thay vì phá hủy chúng thần sơn, không bằng luyện chế chúng thần sơn thành pháp bảo của hắn. Ngọn núi này không chỉ có thiên sứ chúc phúc, ở giữa trung tâm là một khối lôi minh thạch rất to, rất thích hợp để luyện chế lôi sơn. Lôi sơn là một trong những ngũ hành sơn ấn của Ngạo Nhật Sơn Tông, nếu luyện chế ngũ hành sơn ấn thành công, có thể hợp thành một phiên thiên ấn sơn ấn vô cùng nổi tiếng. Tuy hắn có quan hệ với Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng không thể không nói phiên thiên ấn của Ngạo Nhật Sơn Tông rất lợi hại. Hắn từng chính mắt nhìn thấy phiên thiên ấn vừa xuất hiện, không chỉ chặn liên tục ma pháp công kích của 10 vạn ma tộc, còn nghiền nát một tinh cầu và ma tộc ở trên đó, tấn công có thể diệt tinh thần, phòng ngự có thể kháng cự thiên hạ, uy lực kinh người. Tuy lôi sơn chỉ là một trong số đó, uy lực nhỏ hơn phiên thiên ấn vô số lần. Nhưng uy lực của lôi sơn, chỉ cần không có cao thủ kim đan hậu kỳ hay nguyên anh kỳ xuất hiện, như vậy tạm thời đủ trên địa cầu rồi. Luyện chế lôi sơn cần lực lôi điện vô cùng cường đại, hắn có thể phóng ra lôi điện, nhưng vẫn thiếu một chút lôi điện cần luyện chế lôi sơn. Cho nên lúc này hắn mới không đi tới cửa địa ngục ở Côn Luân, mà tới nơi này. Điên rồi, nhiều núi như vậy, cậu có thể luyện chế không? Ngao Xương kêu lên. Chúng thần sơn này do mấy chục ngọn núi tạo thành, ít nhất cũng phải mấy ngàn km vuông, gần như là một huyện nhỏ, luyện chế nơi như vậy thành pháp bảo, có thể làm được à? Phải biết rằng pháp bảo càng to, lại càng khó luyện chế. To như chúng thần sơn này, nghe nói mấy thiên sứ thần cảnh trở lên cùng luyện chế, tốn mất 77 ngày mới luyện chế thành công. Lôi điện của cô không có vấn đề gì, nhưng mình Mạc Phàm muốn luyện chế ngọn núi này thành pháp bảo, có thể làm được sao? Cho dù thực lực của Mạc Phàm phi phàm, ít nhất cũng cần mấy chục năm. Cô biết luyện khí không, Ngao Xương? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngao Xương thành thật lắc đầu, sau đó vội vàng gật đầu. Luyện khí thuật mà thôi, chỉ là một bữa ăn sáng đối với bản công chúa, sao bản công chúa có thể không biết? Mạc Phàm mỉm cười, dáng người, tướng mạo của tiểu long nữ này đã thành thục, tu vi tăng lên không ít, nhưng tâm trí vẫn không tiến bộ, vẫn là đứa trẻ. Hắn chẳng muốn vạch trần Ngao Xương, rời mắt nhìn về phía chúng thần sơn trên bầu trời. Hắn nâng một tay lên, kéo xuống dưới, chúng thần sơn chậm rãi hạ xuống, trôi nổi cách mặt biển chưa tới 20 mét. Hư không chi lô. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nhẹ giọng quát. Một cái bếp lò màu xanh to bằng một người, ba chân hai tay, bên trên khắc đầy chữ xuất hiện dưới chân núi chúng thần sơn, đúng là hư không chi lô Mạc Phàm dùng để luyện đan lúc trước. Hư không chi lô vừa xuất hiện, nước biển và cột nước trùng thiên dưới chúng thần sơn lập tức tiến sát hư không chi lô. Tên lưu manh, cậu muốn làm gì thế? Ngao Xương nhìn hành động của Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Tự mình nhìn đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn duỗi một tay về phía hư không chi lô, năm ngón tay nắm chặt. Nước biển và cột nước nhanh chóng thành hình, biến thành một bếp lò to lớn, giống y hệt hư không chi lô ba chân hai tay, nhưng to hơn rất nhiều. Nếu chúng thần sơn là một huyện nhỏ, vậy hư không chi lô do nước biển tạo thành là một thành phố, giống như thiên trụ cao hơn nữa ở trên mặt biển, bao trọn chúng thần sơn ở bên trong. Đó là cái gì? Có người chỉ hư không chi lô trên biển, ngơ ngẩn nói. Là ảo ảnh sao? Có người phủ định. Trên biển thường xuyên có ảo ảnh xuất hiện, không phải chuyện gì kỳ lạ nữa rồi. Ông từng thấy ảo ảnh hình lò luyện đan rồi sao? Một người khác lau mồ hôi trên trán nói. Bình thường ảo ảnh đều là chiếu xạ kiến trúc ở nơi xa, cho nên ảo ảnh đều là thứ chân thật, chẳng qua khoảng cách hơi xa. Nhưng đây là một lò luyện đan cỡ thành phố, ở đâu có thứ này?
không phải là thần tiên đang luyện đan đấy chứ? Có phải là chỗ của Long Vương không? Một người đàn ông trung niên tò mò nói. Nghe nói nơi đó thường có rồng lui tới, bây giờ lại xuất hiện một cái đỉnh to như vậy, chắc chắn là Long Vương luyện chế cái gì ở đó. Mặc kệ có phải hay không, nhanh rời khỏi đây thôi, nơi này không phải nơi chúng ta có thể ở lại. Một lão giả ở bên cạnh nói. Một lát sau, một đám thuyền đánh cá đều liều mạng lái đi xa. Không chỉ bọn họ, miệng ngao xương lại càng há thành hình chữ O, mắt mở to như mắt báo, nhìn lò luyện đan do nước biển ngưng tụ mà thành với vẻ khó tin. Chúng thần sơn đã đủ to, vậy mà lò luyện đan Mạc Phàm tạo ra còn to hơn cả chúng thần sơn. Sở dĩ cô dám điêu ngoa tùy hứng trước mặt Mạc Phàm, một phần nguyên nhân là cô ỷ vào nuốt yêu đan của Bát Kỳ Đại Xà nên thực lực tăng cao, không ngờ cô vẫn chênh lệch với Mạc Phàm nhiều như vậy. Nếu Mạc Phàm dùng thứ này đối phó cô, chắc chắn có thể nấu ra được một nồi canh rồng, cô không thể trốn thoát được. Rất lâu sau, nhìn chữ xuất hiện trên lò luyện đan, trở nên giống như đúc hư không chi lô của Mạc Phàm, ngao xương mới phát ra âm thanh. Sao cậu làm được chuyện này? Rất đơn giản, chỉ cần luyện thành một loại công pháp là làm được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Rõ ràng là ngưng tụ thành lò luyện đan chọc trời, nhưng Mạc Phàm nói giống như chỉ cần vỗ tay là làm được. Đơn giản như vậy sao? Ngao xương bĩu môi nói. Đối với tôi mà nói, đơn giản không khác gì ăn một bữa cơm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ cần ngưng tụ thành hư không chi lô, muốn biến hóa hư không chi lô thế nào đều theo tâm nguyện của hắn. Chỉ là luyện hóa một chúng thần sơn mà thôi, lúc hắn ở tu chân giới, hắn từng dùng thái dương chi hỏa, luyện hóa 18 tinh cầu thành một cái vòng tay, bây giờ hắn còn kém xa trước đây. Ngao xương liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ chán ghét, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại thay đổi rất nhiều. Nếu bị người ta nói như vậy, cô chắc chắn sẽ cảm thấy người này đang giả bộ ngầu, nhưng những lời này từ miệng Mạc Phàm truyền ra, cô chỉ cảm thấy cường đại và tự tin. Tôi có thể làm gì giúp cậu? Mạc Phàm đã biểu lộ lực lượng cường hãn như vậy, cô đường đường là công chúa Long tộc, sao có thể yếu thế? Bây giờ cô chỉ cần nhìn, lát nữa lúc tôi cần cô có thể ngưng tụ được bao nhiêu lôi điện thì rót vào trong bếp lò bấy nhiêu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiện giờ hắn phải tế luyện chúng thần sơn này lần nữa, đợi tế luyện xong rồi, mới cần lôi điện của Ngao Xương. Hắn vung tay, hai cột nước dâng lên từ dưới chân hắn và Ngao Xương. Mang hai người đến trên hư không chi lô. Hai tay hắn vũ động, một đám pháp ấn bay từ giữa ngón tay hắn ra, bay về phía hư không chi lô to hơn. Mỗi một pháp ấn biến mất vào trong hư không chi lô, một chữ khác trên hư không chi lô sáng lên. Xoẹt một tiếng, một đạo bạch quang trên chữ sáng lên bắn nhanh về phía chúng thần sơn trong hư không chi lô. Rầm, một tiếng bùng nổ khai sơn phá thạch vang lên. Trên ngọn núi ở rìa chúng thần sơn xuất hiện từng đạo vết rạn. Ngay sau đó, cả ngọn núi nứt ra, cự thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hư không chi lô, bụi bặm che khuất một mảng lớn chúng thần sơn. Bụi bặm còn chưa tán đi, chữ kế tiếp lại sáng lên, một ngọn núi khác cũng sụp đổ. Theo pháp ấn trên tay Mạc Phàm đánh ra, chữ khác trên hư không chi lô như một đám pháo cối, liên tục oanh tạc chúng thần sơn. Chỉ trong phút chốc, bên ngoài chúng thần sơn theo phong cách châu Âu đều nứt vụn, diện tích cũng nhỏ đi hơn 1/2. Tuy chỉ là bạo lực thuần túy, nhưng Ngao Xương đã nhìn tới ngây người, đây đâu phải là một cái bếp lò, rõ ràng là một thần khí siêu cấp. Trên chúng thần sơn có cấm ma, tiêu ma chúc phúc, vũ khí tiên tiến đến chúng thần sơn đều không có tác dụng, ở trong bếp lò này lại không chịu được một kích. Chuyện này, cuối cùng lúc này cô cũng hiểu vì sao Mạc Phàm lại hào phóng như vậy. Tặng chúng thần sơn cho cô, có hư không chi lô này, chúng thần sơn không là gì cả. Người đàn ông này đúng là đáng sợ. Sau khi hơn 1000 pháp ấn bay ra liên tục, lại một đạo bạch quang bắn về phía chúng thần sơn, chỉ nghe keng một tiếng, giống như là gõ chuông, sơn thể không sụp đổ, một vùng sơn thể màu bạc lộ ra trong sơn thể nghiền nát, hào quang màu xám bạc sáng lên trên sơn thể. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Tuy những tảng đá ở xung quanh cũng là lôi minh thạch, nhưng quá yếu đối với hắn, có mấy thứ này tồn tại, chỉ làm hạ thấp uy lực của lôi sơn. Hắn chỉ cần lôi minh thạch tinh thuần nhất trên chúng thần sơn này, có thể đỡ được những đạo quang trên chữ khác là lôi minh thạch hắn cần. Keng keng keng, mấy chục chữ khác đánh liên tục vào chúng thần sơn còn lại, đá vụn nhao nhao bóc ra,
tuy thần điện trên chúng thần sơn vẫn là thần điện, tượng thần vẫn là tượng thần, ma văn vẫn là ma văn, nhưng những thạch bì trên kiến trúc và điêu khắc đều bóc ra, biến thành màu xám bạc, giống như do bí ngân tạo ra, chớp lóe lôi quang. Mấy thứ này là... Ngao Sương tò mò hỏi. Cô vẫn cho rằng chúng thần sơn là núi được chúc phúc, bởi vì thiên sứ chúc phúc nên biến từ tảng đá bình thường thành thần khí, không ngờ bên trong còn có thứ gì đó như bạc. Lôi minh thạch, lôi trúc tính được gọi là bí ngân ở ma tộc, là nguyên liệu luyện khí thông thường ở ma tộc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Hình như bếp lò của cậu không làm gì được thứ này, cần bản công chúa dùng lôi điện chém nó không? Ngao Sương hỏi. Mạc Phàm đánh nhiều pháp ấn như vậy, chỉ khiến ngân quang trên chúng thần sơn càng lúc càng sáng hơn, cũng không thể làm gì được chúng thần sơn. Bây giờ cô dùng lôi điện đánh lên chúng thần sơn, sẽ bị chúng thần sơn thẩm phán. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói, không có ý nói đùa. Tuy hiện giờ chúng thần sơn do hắn khống chế, chỉ vì hắn lấy được thần điện, tương đương với khống chế control remote chúng thần sơn, hắn cũng không phải chủ nhân của chúng thần sơn này. Bản thể của chúng thần sơn đã lộ ra, lúc này Ngao Sương dùng lôi điện công kích, sẽ bị chúng thần sơn tự động phản kích. Sao có chuyện đó được, cậu dùng bếp lò này oanh động chúng thần sơn lâu như thế, chúng thần sơn đều không có chuyện gì mà. Cô chỉ chém một cái sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cô nheo mắt lại, điện quang lóe lên trong đôi mắt cô. Cùng lúc đó, hai chữ truyền từ miệng cô ra. Kỳ lân. Chỉ nghe rắc một tiếng. Lôi điện hình kỳ lân há cái mồm to như bồn máu đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, to khoảng chừng một ngọn núi nhỏ, lực hủy diệt khiến tim người ta đập nhanh từ trên trời giáng xuống theo tiếng vang. Mạc Phàm nhìn lôi kỳ lân do Ngao Sương triệu hồi ra, lông mày nhướn lên, không có ý ngăn cản. Ngao Sương khẽ quát một tiếng, đôi mắt cũng mở to. Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến chúng thần sơn màu bạc. Nhìn kỳ lân hùng hổ đánh tới. Ngao Sương nhếch miệng lên cười. Kỳ lân này của cô là dùng lôi điện ngưng tụ mà thành, điện áp trăm vạn vôn, cho dù là hợp kim cũng sẽ hòa tan trong chớp mắt, uy lực cường đại như vậy mà chúng thần sơn vẫn bất động được sao? Nhưng kỳ lân mới rơi xuống chúng thần sơn, trên chúng thần sơn chớp lóe hào quang, giống như nuốt trôi biển rộng hút kỳ lân vào. Dưới lông mi thật dài, đôi mắt Ngao Sương chớp chớp, vẻ mặt sửng sốt. Cái quỷ gì thế này, kỳ lân của bản công chúa đâu? Cô còn chưa nhận được câu trả lời, bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, giống như bị thứ gì đó đáng sợ tiếp cận. Vẻ mặt cô mê man, nhìn theo lực lượng này, thì thấy một thiên sứ màu bạc đang chậm rãi hiện lên trong thần điện, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về phía cô. Thiên sứ này cũng do lôi điện ngưng tụ mà thành, nhưng so với kỳ lân của Ngao Sương, thiên sứ này mạnh hơn nhiều. Ngao Sương đã cách thần cảnh rất gần rồi, nhưng bị thiên sứ này nhìn chăm chú như vậy, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Thậm chí muốn cử động ngón tay đều không thể cử động được, càng không nói đến chuyện nhúc nhích hai chân. Cô chỉ có thể nhìn thiên sứ chậm rãi bay từ thần điện đến trước người cô, chậm rãi rút kiếm thẩm phán ra, một kiếm không lưu tình chém về phía cô. Tên lưu manh, cậu còn thất thần làm gì, không nhanh cứu bản công chúa đi. Hai mắt Ngao Sương khẽ đảo, gần như khẩn cầu nói. Chính cô cũng là cao thủ ngự lôi, nếu thiên sứ này chém một kiếm xuống. Chắc chắn sẽ chém cô thành hai khúc, cô vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, không muốn bị chết sớm như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng lắc đầu cười, thân thể nhoáng lên một cái xuất hiện trước người Ngao Sương. Một ấn ký lôi đình xuất hiện trong tay hắn, hắn vỗ thẳng về phía ngực thiên sứ kia. Cường đại của thiên sứ đè ép Ngao Sương không thể nhúc nhích, theo tay Mạc Phàm vỗ lên cơ thể giống như bị trúng định thân thuật, kiếm thẩm phán trong tay lập tức dừng lại. Ở đâu ra thì quay về chỗ đó đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, ấn ký lôi điện trong tay trở nên sáng lên. Dầm một tiếng, thiên sứ bay đi như đạn bay ra khỏi nòng súng, biến mất ở trên chúng thần sơn, không còn xuất hiện nữa. Lúc này Mạc Phàm mới xoay người lại, lạnh nhạt liếc Ngao Sương một cái. Lần này cô tin chưa? Ngao Sương chậm rãi mở to mắt, xác nhận chắn trước người cô chỉ có Mạc Phàm, thiên sứ kia đã không còn tồn tại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết bản công chúa rồi, sao chúng thần sơn này lại kỳ lạ như vậy, bản công chúa chỉ chém nó một cái thôi mà, còn chưa chém chúng nó, vậy mà nó muốn giết tôi. Ngao Sương vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ nói. Cô dùng lôi điện chém những tảng đá đó, chắc chắn không có vấn đề gì, cô dùng sét đánh bản thể của chúng thần sơn, nó không giết cô thì giết ai.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói. Bản công chúa xinh đẹp như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào à? Ngao Sương bĩu môi, ấm ức nói. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, bảo một tảng đá thương hương tiếc ngọc, vậy mà Ngao Sương có thể nghĩ ra được. Đi tụ tập lôi điện đi, lát nữa sẽ cho cô chém sảng khoái. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cậu chắc chắn không có thiên sứ tới thẩm phán bản công chúa như vừa rồi nữa không? Ngao Sương hơi sửng sốt, lo lắng nói. Một kiếm vừa rồi đã dọa chết cô rồi, may mà chỉ có một kiếm, nếu cô che kín lôi điện trên bầu trời, nói không chừng sẽ là thiên sứ đẩy trời tới chém cô. Ha ha! Mạc Phàm chỉ cười, không để ý tới Ngao Sương. Bây giờ chúng thần Sơn sẽ phản kích, nhưng đợi hắn kết thúc tế luyện, hắn muốn chúng thần Sơn thế nào, chúng thần Sơn sẽ phải thế đó. Hai tay hắn nhanh chóng vũ động, tiếp tục tạo pháp ấn, tốc độ nhanh hơn nhiều. Chỉ trong phút chốc đã có trên 100 pháp ấn rơi vào trong hư không chi lô. Từng đạo quang bắn lên trên chúng thần sơn màu bạc. Những cột sáng này chiếu lên trên chúng thần sơn, trái lại không khiến chúng thần sơn nhỏ đi, nhưng để lại trên chúng thần sơn những chữ khắc giống hệt trên hư không chi lô. Những chữ khắc này xuất hiện một lát, trên chúng thần sơn chớp lóe thánh quang, chữ khắc đều được xóa đi, khôi phục lại như bình thường, giống như chưa từng làm gì. Hai tiếng liên tục qua đi. Mấy vạn pháp ấn bay từ trên tay Mạc Phàm ra, cũng có mấy vạn chữ khắc trên chúng thần sơn, đều bị thánh quang trên chúng thần sơn xóa đi. Mới đầu Ngao Sương còn đầy hứng thú học Mạc Phàm tạo pháp ấn, học không được mấy thì từ bỏ rồi. Lập tức tạo ra nhiều pháp ấn như vậy, đây không phải chuyện người làm, lại càng không phải rồng nên làm. Đến cuối cùng, cô biến cột nước thành một cái giường nước, trực tiếp nằm ở phía trên, vẻ mặt lười biếng nhìn Mạc Phàm thi pháp. Nhân loại. Làm vậy thật sự không sao đấy chứ, nói cho cậu biết, phụ vương tôi chỉ có mình tôi là con gái, tuy cậu cho bản công chúa yêu đan thần cảnh, bản công chúa cũng canh giữ biển đông giúp cậu lâu như vậy, tôi sẽ không mạo hiểm giúp cậu. Ngao Sương hoài nghi nói. Mạc Phàm tạo pháp ấn hai tiếng liên tục, cô không làm được chuyện này, nhưng xem ra chúng thần sơn còn cứng hơn Mạc Phàm. Cô phụ trách sa đọa là được rồi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Thiên phú của Ngao Sương trên Ngao Thiên rất nhiều, cuối cùng hắn cũng biết vì sao Ngao Sương còn chưa tới thần cảnh, chỉ một chữ lười. Cậu nói sa đọa là ý gì, bản công chúa đây gọi là không lãng phí thời gian, không giống như cậu, hai tiếng qua rồi, pháp bảo cậu luyện chế đâu. Ngao Sương hơi nhếch miệng, không phục lắm nói. Pháp bảo tôi luyện chế đã thành rồi, Mạc Phàm cười khẽ, tạo một pháp ấn cuối cùng. Pháp ấn này to hơn những cái khác nhiều. Khắc lên trên thần điện ở giữa chúng thần sơn. Không giống với những pháp ấn khác, pháp ấn này không bị hào quang thần thánh trên chúng thần sơn đánh tan. Theo pháp ấn này khắc lên trên thần điện, ánh sáng vô cùng chói mắt lập tức tỏa từ bảy đỉnh núi xung quanh chúng thần sơn ra. Giữa hào quang, có thể thấy mơ hồ một hư ảnh thiên sứ. Vèo một tiếng, bảy đạo ánh sáng mang theo lực thần thánh cường đại bắn từ bảy ngọn núi ra, cuối cùng chiếu lên chỗ ấn ký cuối cùng. Cùng lúc đó, bảy âm thanh long trời lở đất vang lên trong bảy ngọn núi. Hắc tai đặc khẳng oa đặc trách câu tê úc phúc câu đức hưu đức đại. Dưới bảy đạo quang mang này, ấn ký cuối cùng của Mạc Phàm nhanh chóng nhạt đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, giống như đã sớm dự đoán được, hắn mỉm cười. Hắn tốn nhiều sức lực như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bảy quang ảnh kia là gì thế, thiên sứ à? Ngao Sương nhìn chằm chằm bảy quang ảnh kia, tò mò hỏi. Khí linh của chúng thần sơn, do người luyện chế chúng thần sơn để lại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chân chính khống chế được chúng thần sơn là bảy khí linh này, bao gồm khống chế cả thần điển của chúng thần sơn, cũng do bảy khí linh này khống chế. Nếu không thể khống chế bảy khí linh này, vậy không thể khống chế tất cả chúng thần sơn. Vậy bọn họ nói gì, sao tôi không hiểu? Long tộc bọn họ tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, nhưng những lời mà đám quang ảnh này nói, cô không hiểu một chữ nào. Đây là thần ngữ của thiên sứ, cô không hiểu cũng bình thường, ý đại khái là người lấy thần vật sẽ phải chết. Mạc Phàm giải thích, thần ngữ của thiên sứ là một trong những ngôn ngữ lưu hành ở ma tộc, tất nhiên hắn biết. Chúng ta có cần trả chúng thần sơn cho thần điện không, những trận linh này nhìn có vẻ hung dữ. Ngao Sương lo lắng nói. Mạc Phàm tạo kết ấn cuối cùng lên trên chúng thần sơn, dưới hào quang của trận linh này phát ra, kết ấn này cũng phải biến mất, xem ra Mạc Phàm thất bại rồi. Bọn họ hung dữ.
Mạc Phàm lắc đầu cười. Chỉ là mấy khí linh, đã dọa Ngao Xương tới mức này. Hắn từng gặp không ít long nữ, Ngao Xương tuyệt đối là người nhát gan nhất. Mấy thứ này ở trước mặt hắn, giống như Tôn Ngộ Không ở trong lòng bàn tay Phật Như Lai. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hai tay vươn về phía hư không chi lô. Ấn ký cuối cùng trên một tay sáng lên, những chữ khác trên chúng thần sơn biến mất đều xuất hiện toàn bộ, có tổng cộng 99.999 cái. Nhìn thấy những chữ khắc này, vẻ mặt Ngao Xương lập tức sửng sốt. Sao lại thế này, không phải những thứ này đều biến mất hết rồi sao? Là biến mất, nhưng tôi làm bọn chúng biến mất. Mạc Phàm cười nói. Luyện khí quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, chỉ hai tiếng mấy vạn pháp ấn mà thôi, ít hơn khi hắn luyện chế ở tu chân giới nhiều. Ở tu chân giới luyện chế một kiện linh khí cần vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, không kỳ lạ chút nào. Không có kiên nhẫn, sao có thể luyện chế pháp bảo thượng phẩm thành công? Một hai chữ khác không thể làm gì được bảy khí linh này, cố chấp luyện chế sẽ khiến chúng thần sơn phản kích. Nhưng nếu giấu 99.999 chữ trên chúng thần sơn, chậm rãi tạo ra chữ khác, nhiều chữ khác như vậy cùng xuất hiện ở trên chúng thần sơn, mấy khí linh này có thể đỡ được sao? Diệt mấy khí linh này đơn giản như uống một cốc nước. Khi nói chuyện, trong tay còn lại của hắn lóe lên ấn ký hình cái lô, ấn ký trên hư không chi lô và trên chúng thần sơn đều sáng lên, 99.999 đạo quang răng khắp nơi, chiếu lên nơi đối diện chúng thần sơn. Gần 10 vạn đạo quang mang sáng lên, hư ảnh thiên sứ trên 7 ngọn núi bị bao phủ, giống như biển rộng bao phủ dòng suối. Trong gần 10 vạn đạo quang, chúng thần sơn không có cơ hội phản kháng, nhanh chóng thu nhỏ lại thành một căn phòng, bên trên tràn đầy chữ khắc lồi ra. Trong chớp mắt Ngao Xương ngây người, giống như gà gỗ. Chúng thần sơn rộng như vậy, rộng khoảng chừng mấy ngàn km vuông, bên trên còn có khí linh cường đại do 7 thiên sứ để lại. Đổi lại là người khác, không nói đến chuyện luyện hóa chúng thần sơn, cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Một mình Mạc Phàm lại liên tục luyện chúng thần sơn thành nhỏ như vậy, khiến ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi, giống như nhìn thấy một con quái vật. Rất lâu sau Ngao Xương hít một hơi khí lạnh. Chỉ chúng thần sơn nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Mạc Phàm, đây vẫn là chúng thần sơn sao? Cô nghĩ thế nào? Mạc Phàm cười khẽ, không đáp hỏi ngược lại. Ý niệm của hắn vừa động, trong chớp mắt chúng thần sơn biến to gấp bội lần, 7 ngọn núi điêu khắc hình thiên sứ xoay quanh thần điện mà đứng. Xung quanh thần điện có 4 thiên sứ đứng vững sừng sững, cao lớn uy vũ, khí phách bức người. Tuy thể tích nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn giống chúng thần sơn lúc trước. Chúng thần sơn biến thành như vậy, giọng 7 thiên sứ lúc trước lại vang lên, chỉ là thần ngữ của thiên sứ nhất tộc lần này biến thành ngôn ngữ Latin. Nhân loại, cậu dám mơ ước đồ của thần, nhất định sẽ bị thần trừng phạt. Giọng này vừa vang lên, mắt Ngao Xương lập tức mở to. Mạc Phàm tốn nhiều sức như vậy, mà những linh khí này vẫn còn tồn tại. Cô còn tưởng Mạc Phàm thành công, xem ra cô đánh giá Mạc Phàm quá cao rồi. Đây là chúng thần sơn à? Tôi đã nói thứ này không dễ luyện hóa rồi mà. Đây là chúng thần sơn, chẳng qua đã không phải là chúng thần sơn lúc trước nữa rồi. Mạc Phàm cười thần bí nói. Có ý gì, cậu nói thẳng ra đi, đàn ông quanh co lòng vòng đều không phải đàn ông tốt. Ngao Xương không nghĩ ngợi nói thẳng. Tôi hoàn toàn có thể hủy diệt những khí linh này, nhưng tôi không định hủy diệt bọn họ, giữ lại bọn họ sẽ có thiên sứ hàng lâm bên trên. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang. Nhìn chúng thần sơn nói. 99.999 chữ khác do hắn tạo ra, những chữ khác này có thể tổ hợp thành 99 loại trận pháp. Trong những trận pháp này có 33 loại có thể hủy diệt khí linh vốn có, cho dù là bây giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn cũng có thể làm những chuyện này, vốn dĩ không cần tốn nhiều sức. Nhưng hắn làm như vậy, thiên sứ sẽ không thể hàng lâm chúng thần sơn. Cậu muốn lưu lại cho thiên sứ hàng lâm, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Vẻ mặt Ngao Xương ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm lấy chúng thần sơn làm vật sở hữu, chắc chắn thần điện sẽ không chịu để yên. Đổi lại là những người khác, chắc chắn sẽ xóa sạch những ấn ký của chúng thần sơn, tránh để sau này xảy ra vấn đề gì đó. Mạc Phàm không chỉ không làm như vậy, trái lại còn để khí linh trên chúng thần sơn lại, cố ý đợi thiên sứ hàng lâm ở chúng thần sơn, đây không phải muốn chết thì là gì. Tên lưu manh. Có phải cậu điên rồi không? Điên rồi.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Không phải Carter đưa Tiểu Lan đến cửa địa ngục sao, chắc chắn chúng thần sơn này cũng là một vòng trong đó. Nếu muốn hủy thần điện, không thể chỉ hủy đám Carter, hắn muốn để Carter triệu hồi ra thiên sứ ở chúng thần sơn, sau đó diệt cả thiên sứ và Carter ở bên trong. Trừ chuyện đó ra, chỉ có mấy thiên sứ hàng lâm chúng thần sơn, hắn mới biết một phách của Dạ Tình từ thiên sứ đầu thai chuyển kiếp thành người, hắn đến tu chân giới cũng có thể lấy lại được một phách của Dạ Tình. Cậu tặng một tai họa cho tôi, chẳng trách cậu hào phóng như thế. Ngao Sương bĩu môi, vô cùng bất mãn nói. Đợi lúc tôi đưa cho cô, tôi không chỉ hủy diệt truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu, cũng xóa sạch tất cả ấn ký của thiên sứ bên trên, cô yên tâm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hủy truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu. Ngao Sương nuốt nước bọt theo bản năng. Khẩu khí của Mạc Phàm đúng là không nhỏ, điện chủ thần điện bị Mạc Phàm giết chết, nhưng cho dù Mạc Phàm giết vương tử Carter của thần điện, lại tiêu diệt mấy thiên sứ hàng lâm, thì có thể hủy diệt truyền thừa của thiên sứ sao, cậu ta nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu Mạc Phàm diệt thiên sứ, chỉ khiến tín đồ của thần điện càng trả thù điên cuồng, thiên sứ sẽ không ngừng hàng lâm, mãi đến khi Mạc Phàm bị diệt mới thôi. Long tộc bọn họ không có quá nhiều tiếp xúc với chúng thần sơn, nhưng dựa theo lời phụ vương cô nói, tốt nhất không nên trêu chọc những kẻ điên của thần điện. Thiên sứ như người máy không sợ chết, một khi đắc tội thiên sứ sẽ không ngừng hàng lâm, giống như trời mưa, không chết không ngừng. Mạc Phàm, bản công chúa thấy cậu điên thật rồi, bản công chúa không cần pháp bảo của cậu, cậu đừng tiêu diệt truyền thừa của thiên sứ, giữ bọn họ cũng rất tốt. Ngao Sương không có cốt khí nói. Mạc Phàm đoạt chúng thần sơn đã đắc tội thiên sứ, Mạc Phàm lại chặt đứt truyền thừa của thiên sứ. Không biết thiên sứ sẽ làm ra chuyện gì, cô không muốn dính vào chuyện này. Mạc Phàm nhìn chúng thần sơn, lắc đầu cười, cũng không tức giận. Chỉ là phá truyền thừa của thiên sứ trên địa cầu mà thôi, khi chúng thần sơn còn chưa tế luyện hắn sẽ không làm được, bây giờ thì đủ rồi. Mặc kệ cô, nếu cô không muốn pháp bảo này, tôi có thể cho cô pháp bảo khác, chỉ cần cô đánh lôi điện lên trên chúng thần sơn. Mạc Phàm vung tay lên, chúng thần sơn lại biến thành một căn phòng. Hắn không quan tâm tới Ngao Sương nữa, ý niệm vừa động, hư ảnh lôi thần mạnh mẽ xuất hiện xung quanh hắn. Lôi tới. Hắn khẽ quát một câu, lôi điện đinh tai nhức óc vang lên, trong chớp mắt lôi vân khoảng 100 mét vuông xuất hiện trên không chúng thần sơn. Sắc một tiếng, lôi điện cỡ thùng nước nổ tung trong lôi vân, đánh lên chúng thần sơn cỡ nhỏ. Lôi điện đánh lên trên chúng thần sơn chớp lóe hào quang màu bạc, lôi điện biến mất ở trên chúng thần sơn. Theo từng đạo lôi điện biến mất vào trên chúng thần sơn, ấn ký trên chúng thần sơn hợp lại, hơi thở chôn vùi toàn bộ tỏa từ đỉnh chúng thần sơn ra. Vẻ mặt Ngao Sương vô cùng lạnh nhạt nhìn Mạc Phàm, cô nhíu mày lại, trái tim bị treo cao. Bản công chúa không nhát gan như thế, chỉ cần cậu dám đưa chúng thần sơn cho bản công chúa dám lấy, nhưng lực lôi điện của cậu quá yếu, bản công chúa sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là lôi điện chân chính. Chúng thần sơn này vốn là pháp bảo hiếm có trên địa cầu, lại được Mạc Phàm tế luyện, chỉ biết càng cường đại hơn. Nếu có thể đạt được, tuyệt đối là một lợi khí, thiên sứ đến tìm cô gây phiền phức thì cứ tới đi, cung chủ long tộc cô không cần sợ kẻ nào. Nói xong cô nheo mắt lại, trong chớp mắt biến từ cô gái nhỏ sinh thành cự long dài 100 mét. Đuôi rồng của cô lay động, long thể bay lên trời, biến mất vào trong lôi vân trên bầu trời. Ngao Sương vừa tiến vào trong lôi vân nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc từ 100 mét vuông biến thành cây số, vạn mét, che một vùng rộng hải vực. Mãi đến mấy chục vạn mét vuông, lúc này lôi vân mới dừng lại không lan ra nữa. Dưới lôi vân yên tĩnh hiếm có, không chỉ có gió biển ngừng lại, ngay cả nước biển cũng không dám làm càn, mặt biển yên bình như hồ nước. Nhưng mà ngay sau đó, răng rắc, như ngày tận thế. Lôi điện màu đỏ như quả cầu rơi từ trong tầng mây xuống chúng thần sơn. Một cái lại một cái, rằng có 3 ngày 3 đêm mới dừng lại, một tiểu sơn màu bạc chỉ to bằng nắm tay xuất hiện ở nơi ban đầu, bảo vật luyện thành. Mạc Phàm vươn một tay ra, trên tiểu sơn màu bạc lóe sáng hồ quang, rơi lên trên tay hắn. Trong lôi vân có rút lại, Ngao Sương dung thân mà ra, hóa thành hình người vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. 3 ngày 3 đêm phóng lôi điện, N. Nếu không phải Mạc Phàm luôn nhìn chăm chú, cô đã sớm mặc kệ rồi. Mạc Phàm, thứ này luyện thành rồi sao?
Ngao Xương nhìn tiểu lôi sơn huyền ảo trên tay Mạc Phàm, mê man hỏi. Lẽ ra luyện chế pháp bảo đều nên có dấu hiệu rất vĩ đại, tiểu lôi sơn này ngoại trừ thể tích càng ngày càng nhỏ, thì không có thay đổi gì khác. Xem như là vậy. Mạc Phàm đánh giá tiểu lôi sơn, lạnh nhạt nói. Không có một chút dị tượng báo hiệu bảo vật luyện thành, gì mà xem như là vậy, luyện thành thì luyện thành, không luyện thành thì không luyện thành. Ngao Xương bĩu môi, không hài lòng lắm nói. Càng ở bên Mạc Phàm nhiều, cô lại càng ghét Mạc Phàm. Vẫn hấp thu quá ít lực lượng lôi điện, nhưng đã có mô hình mới rồi. Mạc Phàm không tức giận, nói thẳng. Từ lúc hắn trọng sinh tới nay, lôi sơn này là pháp bảo cường đại nhất hắn luyện chế. Nguyên liệu là khối lôi minh thạch thật to thì không nói, bên trong có gần 10 vạn minh văn, hắn và Ngao Xương phóng lôi điện 3 ngày sẽ đủ sao? Hai bọn họ phóng lôi điện như vậy, ít nhất phải 3 năm mới chứa đầy lôi sơn, luyện thành lôi sơn hoàn toàn. Nếu lôi sơn vừa thành, chỉ sợ sẽ có lôi minh ngàn dặm, đánh xuống lôi kiếp cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ sao, bọn họ chỉ hợp nhất minh văn trên lôi sơn, thành lập căn nguyên của lôi sơn, tương đương với chế tạo một đạn pháo, bên trong chỉ đưa vào 1% đạn pháo, sao có thể trông cậy đạn pháp này sẽ kinh thiên động địa, cử thế cộng minh. Chúng ta tiếp tục. Ngao Xương nhướng mày, không phục nói. Cô vất vả 3 ngày 3 đêm, vậy mà Mạc Phàm nói quá ít lôi điện, rõ ràng là đang khinh thường cô. Cô mở miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã mềm nhũn. 3 ngày còn chưa đủ, không biết tiểu sơn này có thể hấp thu bao nhiêu lôi điện, lại để cô phóng thích lôi điện nữa, không phải sẽ khiến cô mệt chết à? Không cần, đợi sau này cô có rảnh, tìm một nơi có lôi trạch, tự mình luyện nó hoàn toàn đi, bây giờ tôi phải đi rồi. Mạc Phàm lắc đầu. Lôi trạch là trời sinh có dáng vẻ của lôi điện, lôi trạch lôi điện cấp cao ngưng tụ thành đầm nước, cho dù là cấp thấp quanh năm cũng sẽ có lôi điện đánh xuống. Cho dù Ngao Xương tìm được lôi trạch cấp cao, cũng phải mất 9 ngày, bây giờ hắn không có nhiều thời gian đi tìm lôi sơn luyện chế hoàn toàn với Ngao Xương. Ở đây 3 ngày, lôi sơn đã luyện thành, đã đến lúc tới cửa địa ngục rồi. Cậu dùng bán thành phẩm này à, thứ này có tác dụng không? Vẻ mặt Ngao Xương nghi ngờ hỏi. Cô biết mục đích Mạc Phàm tới nơi này, là muốn tới cửa địa ngục cứu một tiểu nha đầu. Chỉ dựa vào bán thành phẩm này, cô thực hoài nghi nó có tác dụng không, phải biết rằng người Mạc Phàm sắp đối phó ở cửa địa ngục không phải là người bình thường. Tôi cũng không biết, nhưng chắc như vậy đủ rồi. Mạc Phàm nắm lấy lôi sơn, nhìn thoáng qua phía tây bắc. Uy lực của lôi sơn mạnh như thế nào, phải thử qua mới biết được. Nếu cô muốn biết uy lực của nó mạnh cỡ nào, có thể đi theo tôi nhìn xem. Mạc Phàm mới vừa bước đi, bỗng nhiên dừng bước lại nói. Bản công chúa có thể đi cùng cậu sao? Lông mày Ngao Xương nhướng lên, đầy hứng thú nói. Cô đang ở độ tuổi tò mò với rất nhiều thứ, lần trước lúc Mạc Phàm đi Nhật Quốc cô đã muốn đi theo, nhưng Mạc Phàm lại sắp xếp cho cô nhiệm vụ bảo vệ Giang Nam. Lần này Mạc Phàm đi tới cửa địa ngục. Người Mạc Phàm sắp đối mặt không kém hơn ABC Mây, cho dù Mạc Phàm không bảo cô đi, cô cũng vụng trộm đi theo tới đó. Muốn đi thì thay quần áo rồi đi theo tôi. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Tốt xấu gì Ngao Xương cũng luyện chế lôi sơn giúp hắn, mang theo cô đi trải nghiệm vậy. Ngao Xương xoay một vòng, áo ngủ trên người lập tức biến thành bộ đồ thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, trên đầu có một chiếc mũ thể thao, khí tức thanh xuân tỏa từ người cô ra. Không cần thay, chúng ta có thể đi luôn bây giờ, chúng ta đi tới đó thế nào đây? Cô không kiêng nể gì kéo cánh tay Mạc Phàm, lè lưỡi nói. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, ném lôi sơn lên trên đất, lôi sơn lập tức biến thành một chiếc máy bay chiến đấu màu bạc lộng lẫy. Đi lên đi, chúng ta ngồi thứ này tới cửa địa ngục. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bán thành phẩm này còn có thể biến đổi trạng thái à? Trước mắt Ngao Xương sáng lên. Kinh ngạc vui mừng nói. Thứ này có thể biến hóa ra mấy chục loại, đợi tôi đưa nó cho cô chậm rãi nghiên cứu đi, đi thôi. Mạc Phàm không quan tâm lắm, nói. Chỉ là mấy trận pháp biến hóa mà thôi, không phải là vấn đề gì khó. Hai mắt Ngao Xương tỏa sáng, giống như nhìn thấy một bảo bối mới, cô nhảy lên trên lôi sơn, sờ bên này sờ bên kia, không khác gì đứa bé mới lớn, quá đẹp trai, bản công chúa thích, kha kha. Mạc Phàm khẽ thở dài, hắn tạo mấy pháp ấn, lôi sơn hóa thành máy bay chiến đấu không ngừng tỏa ra điện quang trong không trung, tiếng sấm ù ù vang vọng không trung,
lao thẳng về phía tây bắc, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên ở phía sau, tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở trên mặt biển. C. Ôn Luân, một vùng hoang vu liếc mắt một cái không trông thấy vùng bên cạnh. Rõ ràng là ban ngày, mặt trời nhô lên cao, nhưng bất luận là mặt trời hay bầu trời đều luôn có màu xám. Không chỉ có vậy, trên mặt đất cũng là màu xám, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể thấy xương người lẫn xương động vật ra, thì có thể thấy cát đá và một ít cỏ. Từng đạo khe hở sâu không thấy đáy, rộng hẹp không đồng nhất hoành thất thụ bát trên vùng hoang vu này, chia nơi này ra làm vô số vùng nhỏ. Thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện huyết sắc như kiếm bay tự nhiên đánh xuống, ở phía xa nhìn lại, bầu trời cũng được những kiếm bay này chia ra làm từng vùng nhỏ. Cả nơi này đều vô cùng tiêu điều, bi thương lạnh lẽo, bi thương tử vong, và hơi thở nguy hiểm. Mà lúc này một đám người mặc cổ trang đứng trong không trung, giống như thần tiên nhìn xuống vùng hoang vu. Không phải tên tiểu tử kia không dám tới cứu người đấy chứ? Một lão giả mặc đạo bào màu đen trong đó nhìn phía xa vắng vẻ nói. Trên người lão giả này phiếm hắc quang nhàn nhạt, thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp huyết sắc như kiếm bay rơi xuống người ông ta, trên hắc quang xuất hiện một hư ảnh bát quái, lôi điện huyết sắc lập tức giống như châu đất xuống biển, biến mất không thấy. Nếu Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn còn sống, nhất định sẽ nhận ra lão giả mặc đạo bào này, vì lão giả này chính là sư tổ của bọn họ, quỷ vô tà sư phụ của quỷ thần tử. Nhà đầu kia vẫn còn ở bên trong, chắc chắn Mạc Phàm sẽ tới thôi. Ánh mắt Tần Vô Nhai liếc qua giữa cửa địa ngục, lạnh nhạt nói. Chỗ ông ta nhìn, trên một cái thập tự giá có một cô gái đang hấp hối, trôi nổi trên không khe hở hoành thất thụ bát, xung quanh có từng đạo lôi điện nổ tung. Cô gái này không phải người khác, đúng là Tiểu Lan. Lúc này sắc mặt Tiểu Lan trắng bệch như tờ giấy, hai tay bị đinh bạc đâm xuyên qua lòng bàn tay. Máu tươi nhuộm đỏ thập tự giá bằng bạc. Bởi vì mất quá nhiều máu, hơi thở của cô cũng rất mong manh. Nhưng mỗi khi Tiểu Lan sắp không chống đỡ nổi, đều có ma pháp trận xuất hiện trên đỉnh đầu cô. Thanh quang rơi xuống, Tiểu Lan cận kề cái chết được cứu trở về. Tần Vô Nhai vừa mới nói xong, vẻ mặt một phụ nhân mặc cung trang bên cạnh ông ta khẽ đổi, nhìn về phía xa. Cậu ta đến rồi. Đám Tần Vô Nhai nhướng mày. Nhìn về phía phụ nhân mặc cung trang nói. Chỉ thấy một đạo sáng màu bạc bay từ xa tới, giống như lôi điện lôi quang xẹt qua, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên theo. Răng rắc vài đạo lôi quang xuất hiện, tiếng sấm dừng lại. Lôi quang tới trước người đám TVD 10 thước thì dừng lại, lôi quang thu lại, lộ ra Mạc Phàm và Ngao Xương ở bên trong. Mạc Phàm và Ngao Xương vừa xuất hiện, cửa địa ngục vốn tràn đầy khí tức nguy hiểm lập tức căng thẳng hơn nhiều. Gió lập tức dừng lại, lôi điện xuất quỷ nhập thần bên trong cửa địa ngục cũng biến mất toàn bộ. Xung quanh giống như chết lặng, gần như có thể nghe thấy tiếng tim người khác đập. Rất lâu sau, Tần Vô Nhai liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, phá vỡ trầm mặc. Thần hoàn khí túc, thể nhược kim cương, cậu là Mạc Phàm gần đây khiến Hoa Hạ không sống yên ổn sao? Mạc Phàm vốn nhìn thoáng qua Tiểu Lan ở giữa cửa địa ngục, đôi mắt nheo lại. Xác nhận Tiểu Lan không sao hắn mới mở miệng. Là tôi, các người là... Không đợi Tần Vô Nhai trả lời, một khắc trước Ngao Xương còn vui vẻ vì lôi sơn, lúc này sắc mặt cô khó coi. Tên Lưu Manh, cậu không biết bọn họ là ai à? Khi nói chuyện cô giống như chuột thấy mèo, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Tôi cần phải biết bọn họ là ai à? Mạc Phàm cười khẽ, hỏi ngược lại. Dựa vào khí tức và thực lực trên cơ thể mấy người này, hắn biết được đại khái thế lực nào, ngoại trừ đám người của tông môn ẩn thế ra thì không còn thế lực khác. Nhưng cụ thể là ai hắn không biết. Ngao Xương hoàn toàn không biết nói gì chừng Mạc Phàm một cái, ước gì có thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Người mặc đạo bào tên là Quỷ Vô Tà, quỷ thần tử bị cậu phong ấn là đồ đệ của ông ta, phu nhân mặc cung trang kia là sư phụ của Ân Tố Tố, băng đồ tiên tử, đại hán kia là Côn Bằng. Thái thượng trưởng lão của Long Tổ, trước cả hỗn độn, lão giả mặc áo bào trắng tên là Tần Vô Nhai, ông ta là ai cậu nghĩ thì biết. Môi Ngao Xương giật giật, truyền âm nói. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm đối phó với đám vương tử Carter, có khả năng còn có người của gia tộc Wiki và Hắc Ám nhất tộc, ai biết không gặp những người đó, lại gặp bốn người này trước. Sớm biết bốn người này ở đây, cô chắc chắn sẽ không tới. Bây giờ bốn người này đã rất ít lộ diện. Nhất là Tần Vô Nhai, ở trên biển mây gần trăm năm không xuống.
nhưng cho dù bọn họ không xuất hiện, vẫn là nhân vật truyền kỳ của tông môn ẩn thế Hoa Hạ, không ai dám làm càn trước mặt bọn họ. Quỷ Vô Tà nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng dùng thực lực của bản thân độc chiến 13 vị yêu vương ở hải ngoại hải, 13 vị yêu vương này không cùng cấp bậc với phụ vương cô, mà cùng đẳng cấp với ông nội cô. Băng Đồ Tiên Tử, một con mèo bà ta nuôi chạy khỏi sơn ngoại sơn, đã khiến cho cả Hoa Hạ gà bay chó sủa, không ai có thể làm gì được. Côn Bằng, nhìn chỉ có 3-40 tuổi, nhưng đã hơn 100 tuổi rồi, ở thời chiến tranh, ông ta từng một mình đuổi giết tà tu ngoại quốc tới châu Âu, diệt mười mấy cứ điểm của tà tu ngoại quốc mới quay về, không ai có thể làm gì ông ta. Tần Vô Nhai, một lão quái vật 150 tuổi, nhìn không khác gì một lão tú tài, nhưng gần 200 năm qua ở tông môn ẩn thế ông ta dám xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, thực lực còn trên Quỷ Vô Tà, Băng Đồ Tiên Tử và Côn Bằng. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, sau đó khôi phục như thường. Không phải bọn họ là kẻ địch của cậu đấy chứ? Ngao Xương gian nan nói. Những người Mạc Phàm đối phó trước đây cũng rất lợi hại, ví dụ như ABC Mây, Điện Chủ Thần Điện, Hỗn Độn, Ân Tố Tố, đều là cao thủ thần cảnh. Nhưng bọn họ chỉ là cao thủ thần cảnh sơ kỳ. Mà bốn người trước mắt, Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tà và Băng Đồ Tiên Tử đều là người tiến vào thần cảnh lâu rồi, tu vi kém nhất cũng là thần cảnh trung kỳ, thậm chí là thần cảnh hậu kỳ. Những cao thủ cấp bậc như bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào trận pháp thông tới thiên ngoại thiên, tiến vào tu chân giới, chẳng qua trên người có nhiệm vụ, nên vẫn ở địa cầu. Dựa theo lời cô nói, có lẽ bọn họ là kẻ địch của tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Một tay Ngao Xương che miệng, mắt mở to. Tôi phải đi đây, tự anh chơi đi. Nếu là đám Carter, cô sẽ dự tính xem náo nhiệt một phen. Mấy người này là lão quái vật của Sơn Ngoại Sơn, rất có khả năng sẽ thuận tay bắt cô làm thần thú hộ Sơn, cô vẫn nên rời đi thì hơn. Tiểu Xương, nếu đã tới đây rồi, sao vội vàng rời đi làm gì? Tần Vô Nhai thấy Ngao Xương muốn đi, lạnh nhạt nói. Ngao Xương vừa mới xoay người, nghe thấy giọng Tần Vô Nhai, cơ thể cô lập tức cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Chào Tần trưởng môn. Ngao Xương xoay người lại cười xấu hổ, chào Tần Vô Nhai. Vẻ mặt Tần Vô Nhai không chút thay đổi, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, bây giờ cậu biết chúng tôi là ai rồi chứ? Mạc Phàm nhìn lướt qua Tần Vô Nhai, ánh mắt nhìn xuyên qua đám Tần Vô Nhai nhìn về phía Tiểu Lan ở phía xa, sắc bén trong mắt thịnh hơn lúc vừa nhìn Tiểu Lan nhiều. Các ông tới đây bao lâu rồi, Tần Vô Nhai? Mạc Phàm mới mở miệng, Ngao Xương nuốt nước bọt theo bản năng, đám Tần Vô Nhai nhướng mày. Lớn mật, tiểu tử, cậu có thể gọi thẳng tên húy của sư phụ tôi sao, tôi sẽ dạy cậu cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Một người thanh niên ở phía sau Tần Vô Nhai định rút trường kiếm ra, muốn chém về phía Mạc Phàm. Trường kiếm của anh ta còn chưa rút ra, đã bị Tần Vô Nhai ngăn lại. Chúng tôi đợi ở đây 3 ngày rồi. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, chút cười mỉa xuất hiện trên khóe miệng hắn. 3 ngày, các người không nhìn thấy cô gái kia sao? Sắc mặt đám Tần Vô Nhai khó coi, không đợi bọn họ mở miệng, người thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, nói xen vào. Dừng, nhìn thấy thì thế nào, không nhìn thấy thì thế nào, liên quan gì đến chúng tôi, ý của cậu là chúng tôi thấy có người bị giam ở đây thì nên đi cứu sao, hàng năm có không ít người chết ở cửa địa ngục, nếu chúng tôi lãng phí thời gian với những người này, vậy ai đi làm những chuyện quan trọng hơn, cậu sao? Đổi lại là những người khác, bọn họ sẽ suy xét việc ra tay cứu giúp, nhưng nếu bọn họ cứu nha đầu này, chưa chắc Mạc Phàm sẽ tới cửa địa ngục, vì sao phải cứu? Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn không để ý người thanh niên này, đi từ trên lôi sơn xuống đứng trong không trung. Cô ở đây đợi tôi, nếu có người ra tay với cô, thứ này có thể mang cô rời đi. Cậu muốn làm gì thế, tên lưu manh? Ngao Xương hơi sửng sốt, dự cảm không hay xuất hiện trong lòng cô. Mạc Phàm luyện chế 3 ngày mới luyện thành pháp bảo này, vậy mà không lấy đi dùng, trái lại để lại cho cô. Trong đám Tần Vô Nhai, bất kỳ ai cũng không thể lơ là. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai. Bây giờ tôi muốn đi cứu cô gái kia, các ông muốn ngăn cản tôi sao? Tiểu tử, cậu cảm thấy chúng tôi tới nơi này là vì lý do gì? Người thanh niên kia hơi nhếch miệng, cười khinh thường nói. Bọn họ ở đây đợi Mạc Phàm, nếu để Mạc Phàm đi cứu tiểu nha đầu kia,
Mạc phàm nhân cơ hội chạy thoát thì làm sao bây giờ, không phải bọn họ sẽ giỏ chúc múc nước công dã chẳng sao. Mạc phàm nhíu mày, lúc này ánh mắt lạnh như băng mới nhìn người thanh niên kia, uy áp cường đại đè về phía người thanh niên này. Anh có thể đại diện cho người khác nói ra ý kiến sao? Người thanh niên bị Mạc phàm nhìn chăm chú như vậy, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường, khóe miệng cũng hiện lên cười mỉa. Có thể đại diện hay không, cậu thử thì biết. Ánh mắt Mạc phàm lạnh lẽo, hắn không nói gì nữa, dưới chân hắn vừa động, cơ thể nhoáng lên một cái lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa đã đi qua mấy người, đã đến phía sau cách đám Tần Vô Nhai mấy trăm mét, lập tức đi đến chỗ Tiểu Lan. Hắn thật không ngờ đám Tần Vô Nhai lại tới nơi này, bởi vì biết hắn tới cửa địa ngục ngoại trừ Carter và đám Long Bác ra, hẳn là không có những người khác. Nếu những người này xuất hiện ở đây, vậy ở đây cả đi. Hắn không trông cậy những thần thủ hộ của Hoa Hạ sẽ cứu Tiểu Lan ra, nhưng nếu những người này ngăn cản hắn, mặc kệ là ai, hắn sẽ khiến người đó vào địa ngục. Đám Tần Vô Nhai nheo mắt lại, trong mắt lộ ra sắc bén. Mạc Phàm coi bọn họ như không tồn tại, đi vào bên trong cửa địa ngục, cậu ta nghĩ sẽ qua cửa của bọn họ dễ dàng như vậy sao? Nhưng đám Tần Vô Nhai chỉ xoay người, không lập tức đuổi theo Mạc Phàm. Mạc Phàm mới đi hai bước, đến một khe hở trên không. Cơ thể hắn lâm không mà đi, đến trên khe hở, bỗng nhiên chìm vào trong khe hở, giống như có một đại thủ vô hình muốn kéo hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, lôi điện biến mất một lát đột nhiên xuất hiện, có chi chít khoảng trên trăm đạo. Những lôi kiếm huyết sắc này không giống lôi điện bình thường không ngừng phân nhánh trong không trung, tất cả giống như một thanh cán chuôi phi kiếm của tiên nhân xẹt qua không trung, lập tức chém về phía Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm khó coi, ý niệm của hắn vừa động, cơ thể hắn chậm rãi nhạt đi, biến thành một tảng đá to. Bùm bùm, tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, cự thạch bị nổ tung. Mạc Phàm xuất hiện cách đó không xa, trái lại hắn không chịu thương tổn gì, nhưng ống tay áo bị một đạo lôi điện đánh rách. Lôi điện thật lợi hại. Mạc Phàm nhíu mày lẩm bẩm. Trước khi hắn tới đã biết một chút về cửa địa ngục từ chỗ Long Bác, nơi này vì đại chiến của cường giả khiến từ trường gần đây xảy ra thay đổi dữ dội, cộng thêm một số cường giả để lại hồn phách và năng lực, cuối cùng khiến cho nơi này vô cùng hung hiểm. Nơi như vậy có rất nhiều ở tu chân giới. Ví dụ như một số chiến trường thần ma, hỏa diễm bất diệt cháy trên vạn năm, nơi bị đóng băng 10 vạn năm còn chưa giải được. Nhưng hình như cửa địa ngục này không đơn giản như thế. Tuy hắn còn chưa ngưng tụ được khí nguyên, nhưng cho dù đến nơi có lực hút gấp 10 lần trên địa cầu, cũng không có biện pháp kéo hắn xuống không trung. Vậy mà thiếu chút nữa những khe hở này lại kéo được hắn vào. Những lôi điện huyết sắc này cũng không giống bình thường, là huyền hỏa thiên kiếm lôi. Dị lôi trong lôi điện vô cùng hiếm thấy. Loại lôi điện này có được lực hủy diệt của lôi điện, hỏa diễm rất nóng và nổ tung, ngưng tụ được kiếm khí sắc bén, một khi nổ tung, uy lực vô cùng đáng sợ. Tuy cấp bậc của huyền hỏa thiên kiếm lôi ở nơi này hơi thấp, nhưng khủng bố hơn lôi điện bình thường vô số lần. Nhất là khi loại lôi điện này xác định người nào, không chém người này ra thành mảnh nhỏ thì sẽ không bỏ qua, rất phiền phức. Ở nơi đặc biệt như vậy, lôi điện hiếm có. Lông mày Mạc Phàm nhanh chóng giãn ra. Nơi này có phải chiến trường thời cổ hay không hắn không biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, nhưng nơi này hẳn là Chu Tiên chi địa. Bình thường huyền hỏa thiên kiếm lôi chỉ có ở Chu Tiên chi địa, vì vùng hoang vu này tràn đầy khe hở đã có từ lâu lắm rồi, đã không thể nào phân biệt, nhưng phần lớn là thập tuyệt địa do Chu Tiên chi địa hình thành. Hắn nghĩ xong những chuyện này, một đợt lôi điện hình kiếm khác đã tới trước người hắn. Hắn nhíu mày, một tay vươn về phía những lôi điện huyết sắc này, một hào quang hình tròn xuất hiện trước người hắn. Bùm bùm bùm, âm thanh lôi điện nổ tung vang lên, bụi đất bao phủ Mạc Phàm ở bên trong. Nhìn Mạc Phàm bị bao phủ lôi điện, đám Tần Vô Nhai nhìn nhau, gật đầu hiểu ngầm. Mọi người ở đây đợi. Tần Vô Nhai an bài mấy đệ tử nho môn ở phía sau, đi về phía cửa địa ngục. Bụi bặm rơi xuống, bốn người mỗi người đứng một góc. Bao vây Mạc Phàm ở giữa. Tiểu tử, cậu cảm thấy chúng tôi để cậu đi qua đó, cậu thật sự có thể tiến vào cửa địa ngục trước mắt chúng tôi sao? Quỷ Vô Tà vuốt chòm râu dê, mỉm cười nói. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tới cửa địa ngục, nên hiểu biết về cửa địa ngục hơn Mạc Phàm nhiều. Cửa địa ngục được chia làm nhiều mảng, ở tít bên ngoài chỉ nguy hiểm với người bình thường,
đối với tu sĩ thì chỉ cần không vận khí quá nhiều sẽ không gặp chuyện không may. Như nơi mà bọn họ vừa đứng, bình thường sẽ có lôi điện huyết sắc đánh xuống, còn có thể rơi xuống khe hở đột nhiên xuất hiện, những thứ này có vẻ nguy hiểm đối với tu sĩ cấp thấp. Kế tiếp là vùng Mạc Phàm xâm nhập, nơi này sẽ tự động công kích người đầu tiên xâm nhập nơi này, chỉ sau khi người này bị giết, mới công kích những người khác. Vừa rồi bọn họ chỉ ở đường biên vòng này. Bên cạnh Tiểu Lan có lực không gian bảo hộ, tương đương ở một vùng không gian khác, cho nên không phải kẻ xâm nhập. Mạc Phàm lỗ mãng xông tới, đã bị nhận định là kẻ xâm nhập. Nếu không sao bọn họ lại để Mạc Phàm tiến vào dễ dàng. Tuy thân pháp của Mạc Phàm rất đặc biệt, nhưng không đến mức bốn bọn họ không thể đấu lại được. Mạc Phàm, nể mặt cậu từng là người của Long Tổ, thả người bị cậu phong ấn trong Cửu U cung ra, đi với tôi tới Sơn Ngoại Sơn, có lẽ cậu còn cơ hội cứu cô gái kia. Côn Bằng thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy ý ra lệnh. Mạc Phàm ở giữa bốn người nhíu mày. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Không thể không thừa nhận, đúng là hắn hơi sơ suất, nhưng như vậy có thể ngăn được hắn sao? Sắc mặt đám Tần Vô Nhai như thường, giống như sớm đã dự đoán được sẽ như vậy. Mạc Phàm đi tới đoạn đường này không gặp được địch thủ, cho dù là người trăm tuổi cũng khó mà không đắc ý vênh váo, càng không nói đến một tiểu tử chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm. Một người một khi tự đại, chưa thấy quan tài sẽ chưa chết tâm. Thôi, không cần phải nói với cậu ta làm gì nữa, dùng thực lực nói chuyện đi, để tôi thử thực lực của tên tiểu tử này trước. Vẻ mặt băng đồ tiên tử không chút thay đổi, giống như chẳng muốn nói chuyện với Mạc Phàm, một tay vươn ra, một thanh trường kiếm tỏa ra khí lạnh xuất hiện trong tay bà ta. Băng đồ, tôi tới giúp bà. Thân thể Côn Bằng chấn động, quần áo bị chấn nát, lộ ra lực lượng tràn ngập tính nổ mạnh ở bên trong. Tần Vô Nhai và Quỷ Vô Tà đều không nói gì thêm, nhưng khí thế như thủy triều xuất hiện trên người. Bầu không khí xung quanh vốn vô cùng áp lực, trong chớp mắt ngưng kết lại. Lúc này cách chỗ đám Mạc Phàm không xa, trong không gian hắc khí lượn lờ. Đám bá tước tinh hồng, Lang Vương và Carter đang nhìn đám Mạc Phàm sắp ra tay, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên chút chờ mong. Chủ nhân, quả nhiên như ngài dự liệu, xem ra bọn họ sắp ra tay rồi. Fred ở phía sau bá tước tinh hồng cười quỷ dị nói. Ha ha, đánh nhau đi, không biết những lão bằng hữu hoa hạ của tôi không rời khỏi núi lâu như vậy, còn bao nhiêu bản lĩnh. Bá tước tinh hồng hơi nhếch miệng nói. Hai bọn họ đều là quái vật sống mấy trăm năm, đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đám Tần Vô Nhai, cũng không phải giao thủ với đám Tần Vô Nhai một hai lần. Năm đó một mình Côn Bằng giết tới Bắc Âu, chính ông ta ra tay chặn Côn Bằng. Ông ta cũng từng giao thủ với Tần Vô Nhai và Quỷ Vô Tà vài lần, tuyệt đối xem như là đối thủ lâu năm. Không biết tiểu tử này có phải đối thủ của đám Tần Vô Nhai hay không? Carter hơi nhếch miệng cười, tò mò nói. Anh ta biết đám Tần Vô Nhai là nhân vật truyền kỳ của Hoa Hạ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp đám Tần Vô Nhai, cụ thể đám người này mạnh thế nào anh ta cũng không biết. Nếu đám Tần Vô Nhai cùng tiến lên, tên tiểu tử kia không có một chút phần thắng. Nhất là khi tiểu tử kia bị cửa địa ngục để mắt tới. Lang Vương cười khẽ, nói rất chắc chắn. Ông ta giống với bá tước tinh hồng, đều từng giao thủ với đám Tần Vô Nhai rồi, tất nhiên biết đám Tần Vô Nhai đáng sợ cỡ nào. Trong bốn người bất luận một người nào xuất hiện, đều có thể tung hoành một phương, không ai có thể làm gì được bọn họ. Nhất là Tần Vô Nhai, ông ta thân là Lang Vương còn sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp nhân loại nào mạnh như thế. Nếu dùng từ ngữ Hoa Hạ để hình dung Tần Vô Nhai, vậy chỉ có hai chữ thiên nhân. Mạc Phàm quá trẻ, trong tình huống một chọi một đấu lại đám Tần Vô Nhai đã không có khả năng thắng rồi, chống lại đám Côn Bằng cũng không có khả năng thắng cao. Vậy chẳng phải tiểu tử này chết chắc rồi, tông môn Hoa Hạ không bị tổn thương chút nào sao? Fred hơi thất vọng nói. Chuyện này thì chưa chắc, nếu tên tiểu tử kia không được, cộng thêm mấy chúng ta hẳn là cơ hội không nhỏ. Bá tước tinh hồng cười âm hiểm nói. Một mình Mạc Phàm đánh bốn là không có khả năng, nhưng chưa hẳn sẽ để Mạc Phàm một đánh bốn. Mục đích lần này của bọn họ không chỉ giết Mạc Phàm, còn khiến thế lực Hoa Hạ giảm đi. Nếu có thể giết đám Tần Vô Nhai, vậy thì quá tốt. Cho dù không thể giết đám Tần Vô Nhai, bọn họ cùng đối phó tông môn ẩn thế với Mạc Phàm, ít nhất cũng giết được nửa số đó, Hoa Hạ sẽ không còn đất cho Mạc Phàm dung thân, đây cũng là một lựa chọn không tệ.
Cho dù thế nào kết quả cuối cùng đều như vậy, không uổng công bọn họ ngàn dặm xa xôi tới Hoa Hạ một chuyến. Bá tước Tinh Hồng nói những lời này xong, bao gồm cả Carter trong đó, trước mắt mọi người sáng lên. Ý kiến hay như thế, xem ra không thể giết chết tiểu nha đầu Hoa Hạ kia. Carter nhướng mày, cười nói. Đương nhiên không thể giết chết, tiểu nha đầu này xem như khen thưởng Mạc Phàm đối phó tông môn ẩn thế giúp chúng ta. Bá tước Tinh Hồng nhìn Mạc Phàm bị vây ở giữa, cười đắc ý nói. Nhớ đâu Mạc Phàm phản bội rời khỏi Hoa Hạ, nha đầu này chính là giao hảo giữa bọn họ và Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm không nguyện ý gia nhập với bọn họ, giết chết một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt có khó gì, chuyện này quá đơn giản. Xem ra hôm nay có trò hay để coi rồi. Lang Vương cười to nói. Trong mắt đám người hiện lên chờ mong, nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm. Giữa cửa địa ngục, Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn thoáng qua đám Tần Vô Nhai ở trước người hắn, không thèm nhìn Băng Đồ Tiên Tử ở sau lưng. Các ông chắc chắn muốn ra tay ở đây chứ? Có vấn đề gì sao? Băng Đồ Tiên Tử nghiêng đầu, thản nhiên hỏi. Vậy bốn người cùng lên cả đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Tuy hắn chưa cảm nhận được sự tồn tại của Carter, nhưng chắc chắn Carter trốn trong không gian gần đây, sẽ hành động lúc có thời cơ. Trái lại hắn không ngại ra tay lúc nào, chỉ cần đám Tần Vô Nhai không hối hận là được, đối với hắn mà nói kết quả đều như nhau. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Băng Đồ Tiên Tử nhíu mày. Quỷ Vô Tà và Côn Bằng vốn sửng sốt, sau đó lắc đầu cười. Bọn họ không nghĩ tới chuyện cùng ra tay với Mạc Phàm, chỉ muốn xem tiểu tử khiến đệ tử của bọn họ thua có bản lĩnh gì. Không ngờ Mạc Phàm lại bảo bốn bọn họ cùng xông lên. Trên đời này có người khiến bọn họ phải cùng ra tay, nhưng tuyệt đối không phải tiểu tử chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu đúng là kiêu ngạo, chỉ sợ cậu thật sự không biết chúng tôi là ai. Ngay cả Tần Vô Nhai cũng nhíu mày, khóe miệng cong lên chút tươi cười như có như không. Sở dĩ ông ta đi lên Vân Hải, vì ông ta một mình một kiếm đánh bại hết cao thủ trong thiên hạ, hiếm có người là đối thủ của ông ta. Xem ra gần trăm năm qua, rất nhiều người đã quên ông ta đáng sợ cỡ nào, vậy mà một tiểu tử miệng còn hôi sữa lại muốn bốn bọn họ cùng xông lên. Tiểu tử, cậu có vài phần tương tự lão phu lúc còn trẻ, nếu không phải lão phu không nhận đồ đệ nữa, có lẽ sẽ nhận cậu vào nho môn. Tần Vô Nhai thản nhiên nói. Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi đã tu tới thần hoàn khí túc, thể nhược kim cương, đúng là không đơn giản, lúc ông ta bằng tuổi đó chỉ mạnh hơn Mạc Phàm một chút. Trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm, đỡ lôi điện huyết sắc đợt ba. Tần Vô Nhai chỉ là trưởng môn của một trong rất nhiều ngoại môn của thánh môn, bối phận thấp hơn hắn kiếp trước rất nhiều. Hắn không biết Tần Vô Nhai có tiến vào tu chân giới không, nếu Tần Vô Nhai đến tu chân giới nhìn thấy hắn gọi là sư tổ còn được, bởi sư phụ hắn có bối phận rất cao ở tu chân giới. Tần Vô Nhai chỉ có thân phận như vậy, vậy mà dám nhận hắn làm đồ đệ. Nhận tôi làm đồ đệ. Ông không có tư cách này, sư phụ ông cũng không có tư cách này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tươi cười trên mặt Tần Vô Nhai cứng đờ, khí lạnh trên người tỏa ra tùy ý. Tiểu tử, cậu đã muốn thử uy lực của bốn người chúng tôi, vậy tôi cho cậu cơ hội này. Ông ta vốn không định ra tay, chỉ muốn Mạc Phàm biết khó mà lui, không ngờ tiểu tử này làm càn như vậy. Người không kính sợ tiền bối như thế, giữ lại cũng sẽ tạo thành tai nạn rất lớn với Hoa Hạ. Thừa dịp tiểu tử này còn chưa làm nên trò trống gì, tiễn cậu ta một đoạn vậy. Quỷ Vô Tà và Côn Bằng nhướng mày, trong mắt lóe lên chút bất mãn. Xem ra những lão già như chúng ta bị tiểu tử này khinh thường rồi, chúng ta cũng hoạt động gân cốt đi. Quỷ Vô Tà cười nói. Bốn người không vui đi về phía Mạc Phàm, mỗi khi đi một bước khí thế trên người tăng gấp đôi, đi ba bước xong bốn người đi một bước rất nhẹ, giống như cự nhân bị trúng tên. Trong không gian màu đen, đám Carter thấy bốn người kia muốn ra tay, nhìn nhau cười vì mưu kế thực hiện được, bọn họ vừa định rời nơi này tiến vào cửa địa ngục. Đúng lúc này, một đạo bạch quang như cầu vồng xẹt qua bầu trời. Sắc mặt đám Carter thay đổi, lập tức dừng bước. Đây là... Bùm, một tiếng thật lớn, bạch quang rơi xuống nơi cách Mạc Phàm không xa. Bạch quang thu lại, lộ ra một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi. Mái tóc dài màu đen của người đàn ông này được buộc lên, gương mặt như ngọc và tuấn mỹ không lộ ra hoàn toàn, cao lớn uy vũ mặc áo bào màu trắng. Ông ta vừa mới tới giống như quần lâm thiên hạ,
khiến cho người ta có kích động muốn quỳ xuống. Ngao Sương nhìn thấy người đàn ông này, cao ngạo như cô, hai chân cũng không ngừng run rẩy, hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi. Vậy mà người này cũng tới đây, nếu không phải vì duy trì uy áp của công chúa Long tộc, cô đã bỏ trốn rồi. Đứng cách Ngao Sương không xa, đám người của tông môn ẩn thế cũng đều nhếch miệng cười. Mạc Phàm vốn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, lúc này lại có một người nữa tới đây, hôm nay càng có trò hay để coi rồi. Không biết tên tiểu tử kia có lá gan thêm vị đại nhân này nữa không? Trong không gian màu đen, đám Carter nhìn thấy người đàn ông này thì nhíu mày. Thần sứ của tông môn ẩn thế, ông ta cũng tới đây, cuối cùng lần này cũng tụ tập đông đủ rồi. Bá tước Tinh Hồng không có một chút lo lắng, trái lại cười nói. Ông ta là thần sứ người quản lý tông môn ẩn thế sao? Trong mắt Carter lóe lên chút dị sắc, tò mò nói. Anh ta có biết thần sứ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp bản tôn của thần sứ. Không sai, ông ta là người thần bí nhất trong tông môn ẩn thế. Trong mắt bá tước Tinh Hồng tràn đầy ánh sáng, nói. Ông ta từng gặp thần sứ một lần, thần sứ chỉ nói một câu đã khiến người của tông môn ẩn thế rút về sơn ngoại sơn, khiến tông môn ẩn thế không vì một lần tranh cãi mà diệt một quốc gia. Phải biết rằng tông môn ẩn thế tồn tại lâu như vậy, không chỉ là thần thủ hộ của Hoa Hạ, còn tự xưng là tiên nhân. Những người ở bên trong đều tự cho mình là siêu phàm. Những đệ tử chính lại càng kiêu ngạo, càng không cần phải nói trưởng môn và trưởng lão ở bên trong. Tuy không thể phán đoán tu vi của thần sứ cao bao nhiêu, cũng chưa có ai từng thấy thần sứ ra tay, nhưng một câu của thần sứ có thể khiến bọn họ nghe lệnh, tuyệt đối không tầm thường. Nếu đã đến đây rồi, vậy kế hoạch của chúng ta có thay đổi không? Carter nhíu mày nói. Thần sứ không tới, bọn họ có thể gặt hái được. Bây giờ thần sứ là biến số. Vẫn nên án binh bất động thì hơn. Bọn họ định cùng Mạc Phàm đối phó với đám Tần Vô Nhai, nắm chắc 90% giết được một nửa đám Tần Vô Nhai. Nhưng bọn họ không biết thần sứ mạnh cỡ nào, ra tay sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Chúng ta quan sát kỹ rồi hẵng nói, đừng sốt ruột. Bá tước Tinh Hồng híp mắt, cười nói. Tất cả như thợ săn lão luyện, đang đợi cho con mồi một kích lôi đình. Bên ngoài không gian màu đen, thần sứ phủi bụi trên người mỉm cười. Chắc tôi không tới trễ đúng không? Từ đầu tới cuối ông ta không thèm nhìn Mạc Phàm, cách ông ta không xa một cái, giống như Mạc Phàm không tồn tại. Vẫn không tính là quá muộn, chẳng qua nếu tới muộn hơn chút nữa, có khả năng ông không thấy được tiểu tử này rồi. Quỷ Vô Tà cười mỉa nói. Bốn bọn họ cùng ra tay, giết chết Mạc Phàm chỉ là chuyện trong chớp mắt, không thể không nói thần sứ tới rất đúng lúc. Thế nào? Vậy mà tiểu tử này cần bốn người cùng ra tay à? Thần sứ khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt nói. Không phải tiểu tử này cần bốn chúng tôi cùng ra tay, là tiểu tử này yêu cầu bốn chúng tôi cùng lên. Côn Bằng cười khinh thường nói. Lúc này thần sứ mới liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt lóe lên chút dị sắc. Đúng là nghé con mới đẻ không sợ hổ, Mạc Phàm, cậu biết mấy người này là ai không? Mạc Phàm đánh giá thần sứ, vẻ mặt hơi thay đổi. Tôi không có hứng thú biết bọn họ, ông là ai. Chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn gặp người này, nhưng hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc với khí tức trên người người này, bởi vì quá nhạt, cụ thể là gì hắn tạm thời không có biện pháp xác định. Tôi là ai sao? Thần sứ hơi nhếch miệng, trong đôi mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tục ngữ nói đứng trên đỉnh núi rất cao, có thể nhìn thấy phong cảnh ở phía xa. Mạc Phàm có thể dẫn bọn họ xuất hiện ở đây. Lại không biết ông ta là ai. Bọn họ hưng sư động chúng như vậy, xem ra là xuất hiện thừa rồi, tiểu tử này không đáng để bọn họ cùng xuất hiện. Không đợi hắn mở miệng, ở phía xa, Ngao Sương vội vàng nhắc nhở. Ông ta là thần sứ, tên là Phong Vô Duyến, là người quản lý sơn ngoại sơn, giống như yêu hoàng của hải ngoại hải chúng tôi, đều là người thiên ngoại thiên chỉ định. Hải ngoại hải đều có yêu hoàng tồn tại, trưởng quản rất nhiều yêu tộc ở hải ngoại hải. Thần sứ này đúng là người quản lý của sơn ngoại sơn. Phong Vô Duyến liếc mắt nhìn Ngao Sương ở phía xa, cũng không tức giận, ông ta cười khẽ. Mạc Phàm, bây giờ cậu biết tôi là ai chưa? Khi nói chuyện ông ta tiến lên trước một bước, uy áp cường đại đè về phía Mạc Phàm. Trên mặt Mạc Phàm không có chút thay đổi gì, giống như không cảm nhận được. Ông tới nơi này vì chuyện gì, nói cho tôi biết ông là ai sao?
người thiên ngoại thiên chỉ định mà thôi, người như vậy ở tu chân giới được gọi là thiên sứ hay tuần tiên sứ, người như vậy có rất nhiều ở Thần Nông Tông. Không phải hắn khinh thường những người này, mà những người này không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Không biết Phong Vô Duyến này là tuần tiên sứ của môn phái nào phái tới, ở trong mắt hắn đều như nhau, chỉ là con kiến. Phong Vô Duyến nhíu mày, tươi cười trên mặt thu lại, ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt ông ta. Mạc Phàm, nể mặt cậu cũng là người Hoa Hạ, tôi cho cậu một lựa chọn, giao Cửu U Cung ra đây, thả đám người hỗn độn bên trong ra, còn giải thích vì sao cậu tinh thông công pháp của Nho Môn, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc, chỉ cần cậu làm theo lời tôi nói, tôi không những thả nha đầu cậu định đi cứu, còn có thể cho cậu cơ hội tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Phong Vô Duyến không nói lời vô nghĩa với Mạc Phàm, đi thẳng vào vấn đề. Thân là thần sứ một phải duy trì yên ổn trong tông môn ẩn thế, hai phải mang người có thiên phú dị bẩm tới tu chân giới. Bất luận một điều trong hai điều này, không ra tay với Mạc Phàm thì không ra tay tốt hơn. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt lắc đầu. Nể mặt đều là người Hoa Hạ, tôi cũng cho ông một lựa chọn, nếu bây giờ các ông rời đi, sau đó đưa Dạ Vô Nhai tới cho tôi, các ông có thể bình yên rời khỏi cửa địa ngục. Quỷ Vô Tà ở bên cạnh cười nói. Phong Vô Duyến, bây giờ ông biết vì sao bốn chúng tôi lại cùng ra tay rồi chứ? Biết rõ rồi. Phong Vô Duyến cười mỉa gật đầu. Vừa rồi ông ta khá tò mò vì chuyện gì khiến đám Tần Vô Nhai không quan tâm thân phận, cùng ra tay với một hậu bối, nếu chuyện như vậy truyền ra, cho dù đám Tần Vô Nhai thắng hay thua đều là chuyện cười. Cuối cùng ông ta cũng hiểu, một tiểu tử liều lĩnh như vậy, đổi lại là ai đều không thể chịu được. Bọn họ từ xa tới đây, vậy mà Mạc Phàm muốn bọn họ cúi đầu. Được rồi, vậy tôi phải xem tiểu tử này có chỗ nào hơn người, cậu ngoại trừ tinh thông tuyệt học của Nho Môn, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc ra, còn biết gì nữa không? Phong Vô Duyến thở dài bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên tinh quang nói. Một câu của ông ta, ngay cả Tần Vô Nhai cũng phải nể mặt. Một tiểu tử thanh danh mới lên cao, vậy mà dám nói chuyện với ông ta như thế. Ý niệm của ông ta vừa động, một đại đỉnh thanh đồng xuất hiện trước người ông ta. Đại đỉnh này cao cỡ ba người, bên ngoài là Thao Thế Văn, bên trong là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Hình dạng giống như hư không chi lô của Mạc Phàm đều là ba chân hai tai, chẳng qua của Mạc Phàm có hình lò luyện đan, của Phong Vô Duyến thì như đại đỉnh. Mạc Phàm, tôi học được rất nhiều công phu, tới thử thứ này đi. Không phải Mạc Phàm dùng thánh thuật của Nho Môn phong ấn Tiêu Giao Tử, lấy Thái Thượng Vong Tình quyết dụ Ân Tố Tố, còn dùng vạn cơ trương của Quỷ Cốc đánh bại Quỷ Thần Tử, công pháp tinh tú trên người Giang Thành và tiểu đội Thanh Long cũng từ Mạc Phàm mà ra, vậy xem tiểu tử này có thể thi triển công pháp ông ta tinh thông không? Ông ta vung tay lên, đại đỉnh bay tới đầu Mạc Phàm. Sơn Hà. Hai chữ vang lên. Một đạo thanh quang đánh xuống giống như tinh hà cụ hạ, lực lượng khổng lồ đổ xuống rơi lên người Mạc Phàm. Dầm một tiếng, trong chớp mắt mặt đất dưới chân Mạc Phàm sụp đổ, một đại động sâu không thấy đáy nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Phong Vô Duyến vừa ra tay, đám Tần Vô Nhai cười khẽ, tất cả đều lùi về phía sau. Lúc Phong Vô Duyến tới chỉ ra tay ba lần. Hơn nữa ba lần ra tay đều tiến hành bí mật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có Phong Vô Duyến và đương sự biết. Cho nên công pháp và tu vi của Phong Vô Duyến đều rất bí ẩn. Nếu Mạc Phàm có thể ép Phong Vô Duyến ra tay, đúng là cơ hội khó có được. Mạc Phàm nhìn lướt qua đại đỉnh trên đầu, trong mắt lóe lên chút dị sắc, nhưng lập tức khôi phục như thường. Chẳng trách hắn cảm thấy khí tức của Phong Vô Duyến này quen tới vậy, bây giờ hắn đã biết vì sao rồi. Nếu hắn đoán không sai, Phong Vô Duyến này không phải tuần tiên sứ môn phái khác phái tới, đúng là người của Thần Nông Tông bọn họ, cái đại đỉnh này là chứng minh. Đại đỉnh này không phải công pháp gì khác, đúng là hư không chi đỉnh công pháp tính dấu hiệu của Thần Nông Tông bọn họ. Phàm là đệ tử của Thần Nông Tông, sau khi nhập môn phải tu luyện hư không chi đỉnh trước, hư không chi đỉnh có thể dùng cho việc chế tạo linh dược và phối dược dịch đơn giản. Chỉ có tu vi và dược khí tới cảnh giới nhất định. Mới luyện được công pháp cao cấp hơn hư không chi đỉnh, cũng là hư không chi lô hắn luyện lúc trước. Kiếp trước hắn đã ngưng tụ hư không chi lô, cho nên trực tiếp nhảy qua hư không chi đỉnh này. Chỉ là không ngờ hắn lại gặp đệ tử của Thần Nông Tông ở đây. Hơn nữa Phong Vô Duyến còn muốn thử công pháp Thần Nông Tông của hắn. Nếu để sư tổ của Phong Vô Duyến biết những chuyện Phong Vô Duyến làm, chắc chắn sẽ bị chọc giận tức sôi lên.
Bởi vì bối phận của hắn ở Thần Nông Tông chỉ thấp hơn rất ít người, mà Phong Vô Duyến này chỉ đang tu luyện hư không chi đỉnh, thân phận cách xa rất rõ. Ông muốn từ chối lựa chọn tôi cho các ông sao? Mạc Phàm cũng không nói thẳng ra, thản nhiên nói. Tiểu tử, cậu cảm thấy đồng ý được sao? Quỷ Vô Tà cười hỏi ngược lại. Đợi tôi cứu được bạn tôi, sẽ khiến các người ở lại đây hết. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Mục đích hắn tới đây là cứu Tiểu Lan trước đã, lát nữa đối phó những người này cũng không muộn. Còn muốn chạy, tôi ở đây, cậu chạy đi đâu? Phong Vô Duyến cười lạnh lùng. Thao Thiết. Hai chữ vừa vang lên, bỗng nhiên Thao Thiết văn trên hư không chi đỉnh há to miệng, một đạo hắc quang chiếu lên người Mạc Phàm. Trên hư không chi đỉnh này của ông ta có ba loại minh văn, Sơn Hà xã tắc có thể đè ép toàn bộ, Thao Thiết có thể phóng thích lực lượng của thần thú Thao Thiết, cắn nuốt sạch linh khí của đối phương, linh khí bị nuốt sẽ được chuyển hóa thành lực Sơn Hà xã tắc, dùng để áp chế đối phương. Mạc Phàm cười khẽ, giống như không nhìn thấy hư không chi đỉnh của Phong Vô Duyến. Kiếp trước hư không chi đỉnh của hắn khác với Phong Vô Duyến, nhưng sao hắn có thể không biết loại hư không chi đỉnh như của Phong Vô Duyến được, có tổng cộng 33.333 minh văn, bên ngoài là Thao Thiết, bên trong là Sơn Hà xã tắc, còn có tên là khí thôn Sơn Hà đỉnh. Quả thật cái đỉnh này có uy lực không tệ, ở Thần Nông Tông, có không ít đệ tử lựa chọn khí thôn Sơn Hà đỉnh. Nhưng mà một cái đỉnh như vậy có thể giữ được hắn sao? Ở trước mặt hư không chi lô, hư không chi đỉnh như một khẩu súng lục bình thường, mà hư không chi lô như một khẩu súng laser. Một khẩu súng lục bình thường, có thể ngăn được khẩu súng laser sao? Phong Vô Duyến, ông là đệ tử của Thần Nông Tông đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thần Nông Tông? Sắc mặt đám Tần Vô Nhai khẽ đổi, nhìn Phong Vô Duyến với vẻ tò mò. Phong Vô Duyến cũng nhướng mày, trên mặt lộ vẻ dị sắc, trong chớp mắt đã khôi phục như thường. Thân phận của ông ta là bí mật, cho dù là Tần Vô Nhai có tư cách tiến vào Thiên Ngoại Thiên, cũng không biết ông ta thuộc môn phái nào. Mạc Phàm là một tiểu tử sống trên địa cầu, vậy mà lập tức đoán được thân phận của hắn. Tôi không biết cậu đang nói gì. Phong Vô Duyến lạnh lùng nói. Ông không biết cũng không sao, vậy ông biết thứ này không? Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Thân là đệ tử của Thần Nông Tông, bắt đầu cần che giấu thân phận của mình từ khi nào thế? Hư không chi lô huyền ảo lóe lên chỗ mi tâm Mạc Phàm, sau đó hư không chi lô màu xanh xuất hiện trước người hắn. Hư không chi lô vừa xuất hiện, thanh quang và hào quang màu đen trên khí thôn Sơn Hà đỉnh của Phong Vô Duyến lập tức tắt đi. Nhìn thấy hư không chi lô, mắt Phong Vô Duyến mở to, lập tức ngu ngơ tại chỗ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Chuyện này, đó là hư không chi lô. Ông ta thân là đệ tử của Thần Nông Tông, sao có thể không biết hư không chi lô? Nhưng sao hư không chi lô có thể xuất hiện trong tay tiểu tử Mạc Phàm? Phải biết rằng ông ta trở thành tuần tiên sứ nhiều năm như vậy vẫn không có được công pháp hư không chi lô, tiểu tử Mạc Phàm này đã ngưng tụ hư không chi lô, còn là bách thảo vạn vật lô cấp cao. Có thể được bách thảo vạn vật lô đều là thành viên nòng cốt của Thần Nông Tông. Sư tổ ông ta cũng không thể lấy được phương pháp ngưng tụ hư không chi lô này. Hơn nữa bình thường luyện chế hư không chi lô đều là thân truyền, không thể dùng ngọc giản truyền công. Cho nên phương pháp cô đọng hư không chi lô, không có khả năng đạt được nhờ cơ duyên. Mạc Phàm, cậu là ai, vì sao lại có công pháp này? Phong Vô Duyến nắm chặt tay, nhíu mày hỏi. Từ lúc hư không chi lô xuất hiện, trên gương mặt anh Tuấn của ông ta không còn cao cao tại thượng và khinh miệt nữa. Trái lại là hung ác nham hiểm có thể vặn ra nước. Lúc trước ông ta bảo Mạc Phàm thử hư không chi đỉnh của ông ta, Mạc Phàm lại lấy ra hư không chi lô cao cấp hơn hư không chi đỉnh, ông ta quá mất mặt rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng không thèm để ý tới Phong Vô Duyến, lôi điện huyết sắc xuất hiện trên đỉnh, lập tức đi về phía Tiểu Lan ở giữa cửa địa ngục. Ra khỏi đám Tần Vô Nhai vây quanh, lúc này Mạc Phàm mới dừng lại. Tôi là ai, ông không có tư cách biết. Một câu đơn giản khiến vẻ mặt đám đệ tử tông môn ẩn thế mờ mịt. Ngay cả đám Tần Vô Nhai cũng nhíu mày, sắc mặt khó coi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp Phong Vô Duyến, nhưng lần này là lần Phong Vô Duyến thất thố nhất. Mạc Phàm có thể khiến Phong Vô Duyến chật vật như vậy, chỉ sợ Mạc Phàm cũng không đơn giản. Phong Vô Duyến nhíu mày, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng đôi mắt lạnh lùng sắc bén như băng long bị chọc giận.
ở đây cho dù là ai đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của Phong Vô Duyến. Ông ta đường đường là thần sứ, người của thiên ngoại thiên, cho dù là đám Tần Vô Nhai cũng phải nghe lệnh ông ta. Không nói đến chuyện Mạc Phàm không có quan hệ với thiên ngoại thiên, cho dù có quan hệ, Mạc Phàm có thể đến thiên ngoại thiên hay không phải xem tâm tình ông ta. Vậy mà Mạc Phàm còn quá kiêu ngạo, nói ông ta không đủ tư cách biết thân phận của cậu ta. Tiểu tử, cậu thật to gan, tôi xem cậu học trộm được bao nhiêu bản lĩnh của thần nông tông tôi. Phong Vô Duyến tức giận nói. Lúc này ông ta chẳng muốn che giấu tung tích, dưới chân vừa động, lập tức chắn trước người Mạc Phàm. Hai ngón tay ông ta lướt qua trước mắt, trong mắt đột nhiên xuất hiện hồng quang, con người giống như huyết nguyệt, yêu dị mà mang theo khí tức quỷ dị. Tiểu tử, cậu dám nhìn mắt bản thần sứ không? Mạc Phàm lắc đầu cười, không có bất luận động tác gì, chỉ có ý niệm vừa động. Con người của hắn không chỉ biến thành màu đỏ, nhưng không giống với Phong Vô Duyến, Phong Vô Duyến là hai đợt trăng tròn, của hắn là trăng khuyết. Nhìn nhỏ hơn Phong Vô Duyến một chút, nhưng khí tức yêu dị nồng đậm hơn Phong Vô Duyến gấp bội lần. Hai đạo năng lượng huyết sắc bắn từ trong mắt hai người ra, chạm nhau ở phía giữa hai người. Mạc Phàm tiếp tục đi về phía Tiểu Lan, Phong Vô Duyến lại chết đứng tại chỗ như gà gỗ. Xung quanh không chỉ có Phong Vô Duyến, đám Tần Vô Nhai cũng sửng sốt. Bọn họ từng thấy pháp thuật này của Phong Vô Duyến rồi. Chỉ nhìn mắt Phong Vô Duyến, sẽ bị Phong Vô Duyến khống chế. Cho dù tu vi của Tần Vô Nhai cao hơn Phong Vô Duyến, nhưng rất khó không trúng chiêu. Phong Vô Duyến dùng bản lĩnh của mình, vậy mà không thể làm gì được Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm dùng pháp thuật tương tự chế trụ. Chuyện này, không chỉ đám Tần Vô Nhai, trong không gian màu đen, vẻ mặt đám bá tước tinh hồng cũng thay đổi. Tiểu tử này lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều. Bá tước tinh hồng thận trọng nói. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm không phải đối thủ của Phong Vô Duyến, ai biết Mạc Phàm có thể chế trụ được Phong Vô Duyến rồi. Vậy chúng ta làm gì bây giờ, chủ nhân? Fred hỏi. Cứ im lặng xem xét trước, hôm nay không đơn giản như vậy đâu. Bá tước tinh hồng nhìn chằm chằm đám người Mạc Phàm trong cửa địa ngục, nói. Trên người Mạc Phàm có quá nhiều biến số, trước khi chưa nhìn thấy chuyện có lợi với bọn họ, đừng hành động thiếu suy nghĩ thì hơn. Vậy nha đầu hoa hạ kia thì sao? Trong mắt Lang Vương lóe lên dâm sắc, liếm đầu lưỡi nói. Bá tước tinh hồng không trả lời, trái lại nhìn về phía Carter. Vương tử Carter chuẩn bị thu thập nha đầu hoa hạ kia thế nào? Bây giờ bọn họ đang ở trên cùng một sợi dây với Carter, nhưng chỉ là tạm thời, nếu nha đầu hoa hạ này do Carter bắt được, vẫn nên để Carter quyết định thì hơn, tránh để sau này có gì liên lụy đến ông ta. Nhớ đâu chuyện hôm nay thất bại, Mạc Phàm truy cứu tới, còn có thể đẩy trách nhiệm lên người Carter. Carter nhíu mày, cũng không để ở trong lòng, chỉ cười nhạt. Vậy giết thì hơn. Carter nói với vẻ khinh thường, nếu nha đầu này chết đi, sẽ như rót một chậu dầu nóng vào trên lửa. Chắc chắn Mạc Phàm sẽ đẩy một phần trách nhiệm lên người đám Tần Vô Nhai, liều mạng là không thể tránh được, đây là chuyện mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Nếu lão hồ ly bá tước tinh hồng không dám gánh chịu trách nhiệm này, vậy để anh ta làm. Bên trong cửa địa ngục, Phong Vô Duyến chỉ sửng sốt một lát liền khôi phục như bình thường, trong đôi mắt huyết sắc như có hỏa diễm phun trào. Hư không chi lô còn chưa tính, đệ tử của thần nông tông đều sử dụng. Vừa rồi ông ta dùng bí pháp nhiếp hồn trong diễn thiên thần quyết công pháp trấn phái của thần nông tông, công phu này truyền thừa còn nghiêm khắc hơn hư không chi lô. Ở tu chân giới chỉ có đệ tử của thần nông tông mới tu luyện được. Mạc Phàm không chỉ sử dụng được, uy lực còn trên ông ta. Nếu không phải đệ tử của thần nông tông, tuyệt đối không thể tu luyện diễn thiên thần quyết. Hơn nữa ông ta tu luyện diễn thiên thần quyết trăm năm, mới có uy lực như hiện giờ, tiểu tử này chưa tới 20 tuổi, vậy mà tu vi diễn thiên thần quyết cao hơn ông ta. Tiểu tử, hôm nay cậu không muốn đi theo tôi, cũng phải theo tôi một chuyến. Vậy mà một tiểu tử địa cầu tu luyện công pháp của thần nông tông bọn họ, nhất định phải đi với ông ta một chuyến. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, vừa nhấc chân lên khi hạ xuống đã tới bên cạnh Tiểu Lan. Hắn sẽ tới tu chân giới, cũng sẽ tới thần nông tông, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn vừa đến bên cạnh Tiểu Lan, lực xé rách cường đại và lôi điện huyết sắc như mưa đánh tới. Đều đến đây cả cho tôi. Trong một tay hắn xuất hiện vòng xoáy huyết sắc. Lập tức vồ lấy lôi điện huyết sắc đầy trời.
Những lôi điện này đến tay hắn không chỉ không làm được gì hắn, trái lại ở dưới vòng xoáy kia, tất cả đều tụ tập vào trong lòng bàn tay hắn. Chỉ trong phút chốc, lôi điện huyết sắc đầy trời đã hình thành một hạt châu huyết sắc. Làm xong những chuyện này, một tay khác của hắn vươn về phía Tiểu Lan đang bị đóng đinh trên thập tự giá màu bạc. Đúng lúc này, Tiểu Lan đang hôn mê mở miệng nói hai chữ. Tuấn táng. Hai chữ này vừa vang lên, trên đinh bí ngân trong lòng bàn tay cô chớp lóe ngân quang, một vùng ma văn màu bạc theo cánh tay trắng xanh của Tiểu Lan, lan tràn ra khắp người cô. Mạc Phàm nhíu mày, lôi quang tỏa ra. Carter, anh muốn chết à? Sao hắn không biết ma pháp này? Đây là một trong những thủ đoạn trừng phạt vô cùng tàn nhẫn của thiên sứ nhất tộc. Người bị trừng phạt sẽ không lập tức tử vong, mà tiếp nhận lễ rửa tội thánh quang. Đối với những người tín ngưỡng thiên sứ thì thánh quang là lễ rửa tội, đối với dị giáo đồ thì không khác dội axit sulfuric. Lễ rửa tội thánh quang qua đi, sẽ là lửa thánh. Carter nhảy qua bước lễ rửa tội thánh quang, đến luôn lửa thánh. Chỉ cần những ma văn này có ở khắp cơ thể Tiểu Lan, lửa thánh sẽ dấy lên. Hắn nhíu mày, hồng liên nghiệp hỏa huyết sắc bắn từ trong mắt ra, rơi lên trên đinh bí ngân dưới tay Tiểu Lan, đinh bí ngân như giấy dưới ngọn lửa hồng liên nghiệp hỏa, ma văn màu bạc lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, hư không chi lô hơi nghiêng, thanh quang như nước rơi lên người Tiểu Lan. Khói xanh bốc lên, ma văn trên người Tiểu Lan lập tức biến thành màu đen. Một tay Mạc Phàm ôm Tiểu Lan từ trên thập tự giá xuống. Không đợi tia chớp huyết sắc tiếp theo hàng lâm, cơ thể hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã tới bên cạnh Ngao Xương. Tôi giao cô ấy cho cô trước. Mạc Phàm đưa Tiểu Lan cho Ngao Xương. Ngao Xương sửng sốt, vội vàng nhận lấy Tiểu Lan. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn một vòng xung quanh, nhưng không phát hiện ra khí tức của Carter, trong mắt hắn vẫn cháy sáng hồng liên nghiệp hỏa như cũ, lúc này mới nhìn đám phong vô duyến đuổi theo. Khí lạnh khó có thể ngăn cản lan tràn ra xung quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.